Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài các cấu trúc lập trong C#. Thì chúng ta chú ý là trong các ngôn ngữ lập trình thì có một số những thao tác chúng ta phải làm đi làm lại ha, theo một cái chu trình nào đó ha. Thì để giải quyết được cái công việc làm theo chu trình thì các ngôn ngữ lập trình nó mới tạo ra các cấu trúc lập. Thì trong C# này chúng ta sẽ học những cấu trúc nào ha? Chúng ta sẽ học về cái cấu trúc đó là do while, rồi while, cấu trúc for và cuối cùng là for x ha. Thì mỗi một cấu trúc lập nó sẽ có những ý nghĩa và công dụng khác nhau. Thì bây giờ chúng ta phải đi vào từng cái như sau ha. Trước tiên là các em sẽ đi vào cái vòng lặp do while. Thì đây là cái giải thuật do while viết như này ha. Thì do viết thường này, xong đến ngoặc nhọn này ha, rồi bên trong là các lệnh cần thực hiện, và kết thúc do này chúng ta có ngoặc nhọn này, rồi sau đó chúng ta có while ha. Và nhớ là while đằng sau này có dấu chấm phẩy ha. Thì ý nghĩa hoạt động như sau này. Thì bước 1 nó sẽ nhào vào do này, nó làm luôn cái statement ha. Chúng ta để ý ha, tức là nó nhào vào nó làm luôn statement. Sau đó thì nó mới vô bước 2, tức là nó mới kiểm tra expression này. Thì expression là biểu thức điều kiện, là kiểm tra đúng hay sai ha. Tức là nếu điều kiện nó còn đúng thì nó sẽ quay lại bước 1 nó làm tiếp. Còn không thì nó sẽ ngừng vòng lặp. Thì bên tay phải này chúng ta nhìn thấy cái lưu đồ thầy vẽ ra đây ha. Tức là đầu tiên nó sẽ nhảy vào statement nó làm luôn. Nó làm xong thì nó kiểm tra là cái biểu thức này có đúng hay sai này. Nếu đúng thì nó vòng lặp nó ngược lại này. Đúng này, nó vòng lặp lại nó làm statement ha. Còn nếu false thì nó thoát vòng lặp và nó kết thúc cái chương trình ha. Thì đó là ý nghĩa của cách chạy do while. Thì bây giờ chúng ta qua thêm một số cái ghi chú liên quan đến do while. Thứ nhất là trong quá trình vòng lặp thì chúng ta có thể gì? Dừng bất tử, tức là đang chạy bình thường tự nhiên chúng ta chiu cái nó nhảy ra ngoài. Thì chúng ta sẽ dùng từ khóa là break ha, dùng từ khóa break, tức là nó ngừng cắt ngang vòng lặp ha. Tức là nó cắt ngang vòng lặp chứ nó trực tiếp thôi ha. Ví dụ là có hai vòng lặp đồng nhau thì nó mà cái vòng lặp bên trong gọi break thì nó chỉ thoát vòng lặp bên trong thôi ha. Như vậy thì break đó là thoát khỏi vòng lặp chưa nói trực tiếp ha. Còn chúng ta muốn kết thúc sớm một vòng lặp chúng ta dùng continue ha. Ở đây continue chúng ta dịch ra tiếp tục là không đúng nữa ha, tức là continue trong trường hợp này nữa là gì, nó bỏ qua các lệnh bên dưới, nó sẽ nhảy qua cái lần lặp tiếp theo ha. Như vậy thì cái độ mạnh của break vẫn mạnh hơn cái continue, tại vì break là ngừng luôn cái vòng lặp ha, còn continue là bỏ qua những cái lệnh ở bên dưới nó đang chạy và nó nhảy qua cái lần lặp tiếp theo ha. Thì ở đây chúng ta có một nhận xét về cái do while sau này, nó sẽ chạy ít nhất được một lần. Tại vì sao vậy? Thì vì chúng ta nhìn vào slide trước này, nó nhìn thấy là nhà vô nó làm trước, nó làm xong nó kiểm tra rồi đó ha. Đó. Ê, chúng ta cứ tưởng tượng là ở đây chúng ta bị bồ nhí vả cho ta một cái, xong rồi bây giờ bồ nhí nó mới xin lỗi ha. Đó, tức là nó làm xong nó xin lỗi mình đó. Thì trường hợp do while là giống như vậy đó ha. Bây giờ chúng ta coi một cái ví dụ tôi coi do while. Ví dụ ở đây chúng ta khởi tạo là cho n bằng 1 đúng không? Rồi chúng ta in y bằng 1. Sau đó chúng ta vòng lặp này. Ta chạy nhà vô đó chạy là n nhân bằng y là cho y cộng vân vân, thì cái này nhìn quan sát thì là chính tính giải thừa ha. Thì nó chạy đến khi nào nó ngừng, khi nào mà y nó tăng lên mà nó lớn hơn 5, tức là bằng 6 thì nó ngừng ha. Nhưng mà thì cái nhà vô nó làm luôn, nó gán là nhân dồn n với y rồi y tăng lên ha, và kết thúc vòng lặp này này thì nó mới kết thúc cái gì, kết thúc cái while khi mà y nó bằng 6 ha. Thì vậy kết thúc cái này thì chúng ta mới xuất cái thông báo ra là 5 nhân thừa sẽ bằng mấy đó ha, bằng cái giá trị nào đó, tức là n đây này nó sẽ gán cho số 0 này ha. Ở đó là cái thầy ví dụ đầu tiên về cái do while. Thì bây giờ chúng ta thử ha, ta thử làm bài này như sau ha. Ta nêu đồ giấy ha. Chúng ta đặt chọn console application cho nó, đặt cho thầy là bài 06 ha. Bài 07. Chúng ta đang học là bài 07. Rồi ha, bây giờ nó đang nêu đồ giấy thì chúng ta ngồi chờ chút xíu ha. Thì chúng ta chú ý là RAM chúng ta cố nâng cấp lên chút xíu để cho nó mạnh lên chạy nhanh. Rồi như vậy là chúng ta quan sát nó đó, nó tạo xong rồi đấy. Bây giờ ha, tại vì trong cái bài này chúng ta học nhiều vòng lặp, do đó thì thầy sẽ tạo nhiều hàm ha, nhiều hàm để chúng ta test cho dễ. Thì hàm là như thế nào thì các bài sau chúng ta sẽ rõ ha. Thì tạm thời cái bài này chúng ta cứ hiểu như sau này. Thì chúng ta tạo là static ha. Rồi là học do while. Rồi, thì trong main này chúng ta gọi là học do while ha. Chúng ta gọi là học do while. Này. Thì những cái bài mà về phương thức về lớp thì thầy giải thích kỹ những này ha, còn trong trường hợp này thì chúng ta cứ làm giống như vậy đi ha, chúng ta khoan hãy thắc mắc mày nói ha. Bây giờ ví dụ chúng ta quay lại bài này, tôi làm tính giải thừa này ha. Nhập vào n tính giải thừa nó, thì ví dụ bây giờ thầy có là in n gì đó ha, thì là console này. Rồi like.
là mời mời thím nhập số n để có hai n bằng gì in chấm bạc là console ha chấm read lại có n rồi phải tính giải thừa nó đúng không, tính giải thừa gì ta làm như thế nào ha, ở đây này ta muốn tính n giải thừa bằng mấy ha, thì chúng ta sửa lại giải thừa lại chút xíu, thì chúng ta khai báo một cái in là cái giải thừa bằng một đấy ha, tại vì nhân dồn mà giải thừa chúng ta phải khởi tạo bằng một thì không giải thừa bằng một đúng không, và một giải thừa bằng một, mà nếu như chúng ta khởi tạo giải thừa bằng không thì chật ngay, tại vì không như mọi thứ đều bằng không đúng không, chúng ta phải là do while à, trong khi cái gì thứ nhất là phải sẽ làm mà trường hợp là thì có tạo một biến đếm là in y bằng một này, trong khi y còn nhỏ hơn hoặc bằng n y nhỏ bằng n, tại vì tính giải thừa là chạy từ một tới n mà đúng không, vậy ở đây chúng ta cái là giải thừa ha nhân bằng y và y cộng cộng. Như vậy là chúng ta thấy là đầu tiên nhào vào nó cứ nhân dồn ha, nhân dồn giải thừa với y, nó tăng y lên ha, tăng y đến y khi nào vượt quá n thì nó ngừng. Như vậy là chúng ta sẽ tính được năm tính được n giải thừa đúng không, ví dụ chúng ta nhập vào năm này thì nó sẽ là 1 × 2 × 3 × 4 × 5, khi đến y bằng 6 thì 6 nó không thỏa cái điều kiện là nhỏ bằng 5 thì nó sẽ ngừng chỗ này ha. Và như vậy thì kết thúc này chúng ta cần sơn ha, chấm right là n giải thừa ha, n giải thừa bằng gì đó thì ta phải là n giải thừa bằng giải thừa đúng không, vậy thì tại vì n này nó sẽ gắn với số 0 này này ha, rồi giải thừa nó gắn số 1 này này, và đây chúng ta có thêm cái console trong read line xem ha. Bây giờ chúng ta chạy này là F5 và ta thấy ha nó sẽ hỏi ta là mời thím nhập vào cái số n, vậy mình thầy nhập vào số 7 đi ha, số 6 đi ha, enter, nó ra là gì, 6 giải thừa bằng 720 thấy không đó. Thì bây giờ chúng ta chú ý là cách chạy như sau ha, bây giờ thầy sẽ chụp lại, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là làm sao nó chạy từng bước như thế nào này, thì nguyên cục này ha. Đây. Thì chạy như thế nào cho phù hợp đây? Đầu tiên chúng ta gì? Giả sử n bằng 5 ha. Là con số 5 người sử dụng nhập từ bàn phím á. Và bây giờ chúng ta khởi tạo ban đầu là giải thừa sẽ bằng 1 đúng không? Và y chúng ta bằng 1 đúng không? Đó. Như vậy thì tới đây chúng ta sẽ chạy từng bước như thế nào này? Như vậy là lần 1 ha, lần 1 này. Lần 1 thì nó sẽ làm gì em? Nó làm là giải thừa nhân bằng y đúng không? Như vậy là nó sẽ làm là giải thừa nhân bằng y. Thì có phải là nó tương đương với gì? Tương đương với gì? Giải thừa bằng giải thừa nhân y đúng không? Lúc này giải thừa chúng ta khởi tạo bằng 1 và y chúng ta bằng 1 thì kết quả bằng 1 ha. Đó, lần 1. Thì sau đó nó tăng gì? Nó tăng y cộng cộng này, y cộng cộng. Thì nó suy ra tức là y bằng y cộng 1 đúng không? Thì lúc này y sẽ bằng 2. Đúng không ạ? Thì nó phải kiểm tra ha, nó kiểm tra là y này. Y nó kiểm tra là y có nhỏ hơn bằng n hay không, y nhỏ bằng n hay không, thì có phải chỗ này nó tương đương với gì, y chúng ta bằng 1 này, y chúng ta bằng 2 nó tăng lên rồi đúng không, y bằng 2 có nhỏ hơn hoặc bằng 5 hay không, này đúng á, đúng thì lặp lại ha, lặp lại cái bên trong do vậy tức là qua lần 2 đúng không, và lặp lại thì lần 2 làm gì, tức là tiếp tục là giải thừa gì nhân bằng y đúng không, thì lúc này sẽ tương đương gì em, tức là giải thừa chúng ta sẽ bằng bằng giải thừa nhân cho y, thì và giải thừa lúc nãy ta bằng 1 ha, y chúng ta bằng 2, bây giờ nó bằng 2 đó, sau đó chúng ta có y cộng cộng đúng không em, đây thì nó suy ra là y sẽ bằng y cộng 1, lúc nãy y chúng ta bằng 2, bây giờ cộng 1 bằng 3 đó, vậy 2 cộng 1 sẽ bằng 3 đó. Thì sau đó sẽ kiểm tra em nhé, nó sẽ kiểm tra là trong khi gì, tiếp tục kiểm tra trong khi là y nhỏ hơn bằng n hay không, thì này có phải là nó tương đương gì, y chúng ta đang bằng 3 nhỏ hơn là bằng 5 thì đúng á, đúng cái gì, lặp lại bên trong đu đúng không, trong đu, rồi lặp lại bên trong đu tức là chúng ta có là lần 3 nó làm gì, tiếp tục nó làm cho chúng ta là sao, là giải thừa ha,
nhân bằng y thì nó có phải là tương đương với là dây thừa bằng dây thừa nhân y đúng không em? Thì nó bằng gì? Dây thừa bên trên chúng ta bằng 2, y chúng ta bằng 3, vậy kết quả chúng ta bằng 6 đúng không? Đó. Bây giờ tiếp theo là y cộng cộng, vậy suy ra gì? Y bằng y cộng 1 ha, như vậy nó sẽ bằng gì? Đây là 3 cộng 1 bằng 4. Vậy thì nó sẽ kiểm tra tiếp ha, nó là gì? Trong khi ha, trong khi nó làm là y nhỏ hơn bằng n hay không? Thì cái này nó có gì? Nó tương đương với là y chúng ta bây giờ bằng 4, nhỏ hơn bằng 5. À, cái này đúng đúng không? Đúng này. Thì gì? Tiếp tục là lặp lại bên trong đúng không em? Lặp lại bên trong đu. Vậy thì ra qua là lần 4 này. Lần 4 làm gì em? Tiếp tục nó làm là dây thừa ha, nhân bằng y. Thì phải nó tương đương với gì? Dây thừa bằng bằng dây thừa nhân cho y đúng không em? Như vậy dây thừa bên trên chúng ta bằng 6, y chúng ta bây giờ đang bằng 4, như vậy là 6 x 4 là 24 đúng không? Thì nó làm tiếp nó là y cộng cộng này. Ha. Vậy bên dưới nó lệnh của nó là y cộng cộng. Vậy thì nó suy ra gì? Là y bằng y cộng 1. Vậy bên trên y chúng ta bằng 4 ha, bây giờ cộng 1 ra 5 đúng không em? Đó. 5 thì tiếp nó kiểm tra tiếp này, trong khi này là y còn nhỏ hơn bằng n hay không? Thì có phải là nó tương đương cái gì? Là 5 nhỏ hơn bằng 5 đúng không? Cái này đúng này ha, đúng. À, đúng đi làm gì? Đúng thì lặp lại bên trong đu. À, thì nó qua sẽ lần 5 đúng không em? Lần 5. Lần 5 làm gì? Tiếp tục nó lại lặp lại là dây thừa nhân bằng y. À, thì chỗ này cũng tương đương gì? Dây thừa bằng dây thừa nhân y. Vậy dây thừa bên trên chúng ta bằng 24 và y bây giờ chúng ta bằng 5 đúng không? Vậy là 5 nhân 24 sẽ bằng gì? 100 mấy? 24 20 0 2 vậy là 120. Rồi sau đó làm là y cộng cộng. Ha. À, thì suy ra là y sẽ bằng y cộng 1, thì bên trên y bằng 5 cộng 1 bây giờ là 6 đúng không? Nó 6 thì nó mới làm y này. Y. Là trong khi là y nhỏ hơn bằng n hay không? Thì nó tương đương gì? Là y chúng ta bằng 6 nhỏ hơn bằng 5. Cái này sai đúng không? Sai. Sai thì ngừng ngay ha, ngừng đu y luôn ha, ngừng đu y. Vậy khi nó ngừng đu y lúc này nó xuất kết quả ra gì? Như vậy xuất ra là gì? Là 5 dây thừa sẽ bằng 120 đúng không? À. Và đây chính là cách mà vòng đu y nó chạy ha, phải đã chạy từng bước như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tự làm một bài với n bằng 6 ha. Tự làm thầy với n bằng 6 thì nó chạy như thế nào ha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái lệnh lặp tiếp theo ha, đó là lệnh lặp y. Thì trong C# lệnh y nó hoạt động như thế nào? Thì biểu thức nó hoạt động như sau ha, tức là trong khi này expression này thì đầu tiên nó nhào vô nó kiểm tra trước là đúng hay sai trước đã, đúng thì mới làm ha. Như vậy thì nó khác chút xíu so với do while. Do while là làm xong mới kiểm tra, còn while là kiểm tra xong mới làm. Thì cứ tưởng tượng là bồ nhí là anh ơi cho em tát anh một cái, nó vả mình cái bóp trong đó, nó xin lỗi trong nó vả mình cái bóp ha, thì nó khác với do while chỗ đó ha. Như vậy thì cái lệnh while này nó có thể gì không bao giờ thực hiện statement lần nào, tại vì nếu như ngay từ đầu là expression nó sai thì đâu làm statement đúng không? Đó. Như vậy thì ta mới coi cái bước làm như sau. Bước một này, expression nó kiểm tra trước ha. Như vậy thì nó kiểm tra là nếu đúng thì statement được làm, còn sai thì nó ngừng ha. Ngoài ra ở đây chúng ta cũng dùng lệnh break để chúng ta cắt ngang vòng lặp, hoặc là dùng continue để gì kết thúc sớm vòng lặp ha. Thì ở đây chú ý là lệnh while có thể không thực hiện lần nào cả. Để chúng ta coi cái lưu đồ nó như sau ha. Đầu tiên nó nhảy vào nó sẽ kiểm tra expression nè, là để này ha, đúng thì nó nhảy xuống statement ha, và nó gì nó lặp lại tiếp, nó kiểm tra tiếp ha, còn sai thì nó ngừng luôn. Đó là cái cú pháp cái lưu đồ chạy cho cái cú pháp vòng quay ha. Bây giờ chúng ta qua cái ví dụ ha, nhìn ha, cũng tính dây thừa luôn ha. Bây giờ chúng ta khởi tạo lại n bằng 1 chẳng hạn, y bằng 1, thì trong khi y còn nhỏ hơn bằng n, là trong khi y nhỏ 5 đúng không, thì nó phải kiểm tra là nếu mà đúng thì mới làm, còn sai không làm. À, thì chúng ta có thể gì dựa vào y này để chúng ta làm tiếp tục cái bài về dây thừa đi ha. Chúng ta dùng y, chúng ta chuyển từ do thành y chúng ta làm. Đây. Như vậy là ở đây chúng ta tạo ra một hàm, đó là status void học y. Y ha. Như vậy thì chúng ta dùng công nghệ cao cho lẹ đếm ha, nguyên này này, bồ đen, C, V. À, công nghệ cao này sướng lắm á. Trở lại do y này này,
Vậy ta sửa lại thôi là trong khi gì? À, trong khi à, y còn nhỏ hơn bằng n đúng không? Thì chúng ta mới làm. À, trong khi y nhỏ bằng n á. Ở đây có dấu tiếng Việt đấy này, lúc nãy thầy quên là cái console.output ha, encoding bằng encoding nha. .UTF8 à. Đây. Đó, thì chúng ta phải chạy ra nó làm sao ha. Ta sẽ xẹt cái này đi, nó xẹt lại nó ghi là học quay. Rồi ta F5 ta chạy lên ha. À, mời thím nhập số n, vậy bây giờ thầy nhập n bằng 5. Kết quả bằng 120 đúng không? À, như vậy thì là gì? Hai cách viết khác nhau nhưng mà kết quả giống nhau này. Thì chú ý là cái ý nghĩa của nó khác nhau chút xíu là gì? Đối với do while là ít nhất thực hiện một lần. À, còn while là có thể không được thực hiện lần nào, tức là nó kiểm tra ngay từ đầu nó sai nó không làm. Vậy thì như vậy là tùy vào cái ý đồ của lập trình viên thôi ha. Tức là nhu cầu của ta là chúng ta mỗi cái trường hợp này phải kiểm tra xong mới được làm thì chúng ta nên dùng while. Còn mà chúng ta làm không kiểm tra thì chúng dùng do ha. Đó là sự đó chính là cái sự khác biệt giữa hai cái do while và while ha. Thì trong cái bài này nó chạy các bước nó chạy ha, nó sẽ tương tự như do while nên là thầy sẽ không chạy nữa, tại lúc đấy thầy chạy đây này. Thì cái này là chúng ta tự chạy ha. Đây là bài tập, chúng ta tự chạy coi vì sao nó ra 5 giây thừa bằng 120. Rồi tiếp theo ha. Chúng ta qua một cấu trúc vòng lặp và tiếp theo đó là vòng for. Vòng for là một trong những vòng lặp được sử dụng nhiều nhất trong các ngôn ngữ lập trình ha, tại vì nó rất là phổ biến. Thì chúng ta coi cú pháp của nó này, cú pháp nó hơi phức tạp chút xíu ha. Đó là for expression 1, expression 2, expression 3 vậy đó. Thì những em nào mà học C cộng cộng rồi ấy, thì qua đây nó tương tự, tại vì có những cái tính năng của C nó đưa qua C sharp luôn ha. Nhiều khi chúng ta có bị bắn chạy luôn đấy chứ. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích lại những cái ý nghĩa của từng biểu thức như sau như sau. À, thứ nhất là expression 1 là biểu thức khởi tạo và chúng ta chú ý là nó chỉ chạy một lần duy nhất mà thôi. À, rồi cái expression 2 là biểu thức điều kiện, tức là khi nó khởi tạo xong thì nó sẽ kiểm tra. À, nó kiểm tra xong à, thì nó sẽ làm statement này, được chưa? Đó, statement làm xong thì nó sẽ nhảy qua expression 3. À, expression 3 tức là biểu thức điều kiện lặp. Như vậy thì khi expression 3 làm xong thì nó sẽ vòng lặp lại expression 2. Như vậy ở đây thì chúng ta coi lưu đồ chỗ này này. À, đầu tiên expression 1 là một lần duy nhất, sau đó nó kiểm tra expression 2, tức là expression 2 nó kiểm tra những thông số khởi tạo ha. Thì nếu như đúng thì nó sẽ làm statement nè. Statement làm xong thì nó sẽ nhảy qua expression 3 làm việc ha. Expression 3 làm việc xong thì nó vòng lại expression 2. Đó, nó đây cái vòng lặp chỗ này này, đây chính là vòng lặp ha. Expression 2, statement expression 3 cứ thế này ha. Expression 2, statement expression 3 đó. Vậy khi expression 2 mà false thì nó sẽ ngừng vòng lặp for ha. Như vậy thì ở đây thầy có thể vẽ lại như sau cho chúng ta ngó ha, dễ nhớ ha. Ví dụ ở đây này. Em sẽ có như sau ha. À, đây thầy để ngoặc nhọn vô đi. Dễ nhìn ha. À đây. Đây mình ha. Để làm việc như sau này. Bên này ha. Em nghĩ là expression 1 nó vào, nó khởi tạo một lần duy nhất. À, một lần duy nhất thôi thì đặt ở số 1 đi ha. Sau đó ha, nó sẽ nhảy qua đây nó kiểm tra này. Nhảy đây nó kiểm tra. Kiểm tra. Thì đặt số đây là số 2. Nếu gì chỗ này này, nếu mà đúng. Nếu là T. T là true, đúng thì statement được làm ha. Còn nếu như nó là sai này. Sai. Exit ha. Exit. Khi nó phone. Vậy expression 2 nó kiểm tra là nếu như phone thì nó ngừng vòng lặp ngay ha. Và sau khi cái này xong ha, khi statement làm xong thì sẽ vòng lại này này. Vòng lại này. Đó. Expression 3 làm xong nó sẽ vòng lại này. Chu trình của nó ha. Đó. Thì để có thể đặt này là t mình là số 3, này là số 4. Và đây rõ ràng em thấy cái vòng lặp chỗ này này. Đó. Expression 1 làm một lần duy nhất, sau nó vào expression 2, nó kiểm tra đúng thì làm statement. Statement làm xong nó vào expression 3 ha. Expression 3 làm xong nó quay lại expression 2 nó kiểm tra. Đây chính là cái vòng lặp vòng tròn như thế này đây ha. À đây cái expression 2 mà nó vòng phone nó với exit này đó ha. Và đây chính là cái cấu trúc lặp của nó.
Rồi bây giờ chúng ta xem các ví dụ như sau ha. Ta cũng làm bài ví dụ đó là về tính giai thừa ha. Bất kỳ ví dụ nhập n bất kỳ nào đó chúng ta tính giai thừa thì chúng ta cũng có for này ha, khởi tạo y này ha. Sau đó nó gì, nó kiểm tra ha. Kiểm tra xong gì nó sẽ làm này ha, đúng là làm này, còn sai nó ngược vòng lặp ha. Làm xong này thì nó sẽ làm qua bước nhảy là y cộng cộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở Visual lên ha, chúng ta sẽ làm cái vòng for, sau đó thầy sẽ chạy tay từng bước quá trình vòng for nó hoạt động như thế nào ha. Rồi bây giờ chúng ta làm cho thầy cái hàm là static void học for. Thì ngay chỗ này chúng ta có sẵn đây này, chúng ta chỉ làm tới cái bước như thế này ha. Trên C về ta xóa vòng lặp đi này, xóa vòng lặp y. Rồi bây giờ ngay chỗ này là chúng ta chỉ cần gì thôi, là sửa lại cái for thôi ha. Tại những cái này là nó có rồi, lên để tiết kiệm thời gian thì phải có copy paste cho lẹ ha, thì chúng ta cũng làm như vậy ha. Thì công nghệ cao là công nghệ mà sinh viên thích nhiều nhất là copy paste ha. Nhưng chú ý là khi có copy paste mà luận văn của đứa bạn thì nhớ kiểm tra header footer coi nó đổ thành tên mình chưa, chứ các ví dụ nhiều khi nó chụp hình mặt nó vô thì chúng ta lại không điểm đấy nhá. Bây giờ chúng ta coi ha. Chúng ta vào for như sau. For này. Ví dụ bây giờ ta sửa lại là in y như này ha. Đầu tiên nhảy là khởi tạo in y bằng 1. Sau đó thì kiểm tra coi y có nhỏ hơn hoặc bằng n hay không. Được chưa? Và nó tăng lên là y cộng cộng này. Thì đến đây chúng ta mới làm là gì? Giai thừa bằng giai thừa nhân y. Đó. Thì bây giờ ta thấy là đầu tiên nó khởi tạo là y bằng 1 ha. Sau đó nó kiểm tra liền ha, kiểm tra là y nhỏ bằng n hay không. Đúng thì nó mới lặp này ha. Còn sai thì nó ngừng vòng lặp ha. Như vậy khi nó làm này xong thì nó sẽ vô cái y cộng cộng làm xong nó lại quay lại y nhỏ bằng n nó kiểm tra. Bây giờ chúng ta thì test chạy kết quả xong, sau đó chúng ta giải thích từng bước chạy nó như thế nào ha. Bây giờ thầy comment lại share, bây giờ đây là học for. Chạy lên ha, có đúng kết quả không? Bây giờ tôi nhập 5 enter. Đúng rồi, mừng quá, 5 giai thừa bằng 120, đúng một trình lý chói sáng. Bây giờ chúng ta sẽ chạy nó đi ha, chúng ta sẽ giải thích từng bước nó chạy như thế nào ha. Chụp hình lại cái này. Giả sử n bằng 5 em nhé. Đây. Chạy như thế nào đây? Copy paste này qua này dùng cho lẹ ha. Nhớ quy tắc làm như sau này. Đầu tiên chúng ta có là khởi tạo đấy ha. Thầy vẽ lại lưu đồ này, đầu tiên nó chạy vào đây ha. Một lần. Đây. Sau đó nó vòng qua này ha, nó kiểm tra. Đúng thì nó mới vào này ha, đúng vào này làm. Rồi. Còn sai thì nó thoát em nhé, sai thì nó thoát cái này này, exit này này. Rồi. Sau đó vòng lặp lại, vòng lên này làm. Đó. Sau đó gì? Nó vòng lại này này. Đấy, được chưa? Tôi nhìn nè. Cấu trúc nó ha, bây giờ cái này thì để đây đi. Exit. Đó. Chúng ta nhìn mũi tên nè, nhìn mũi tên thì vẽ đã ha. Nó đi vòng lặp như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta thì chạy nó ha. Tức là khởi tạo này. Được cho ha. Khởi tạo chúng ta cho n bằng 5 tại ví dụ vậy ha, rồi giai thừa chúng ta cho bằng 1 và y chưa có gì. Rồi ta mới làm ha. 1. Khởi tạo y bằng 1. Đúng không? Sau đó kiểm tra liền. Cái y có nhỏ hơn bằng n hay không? Thì là tương đương ha. Là 1 có nhỏ hơn bằng 5 hay không? Cái này đúng này. Đúng ạ. Thì em chú ý là nó đúng thì nó sẽ làm gì?
nó làm bên trong đúng không? Đúng thì nó làm cái dây thừa bằng dây thừa nhân y đúng không em? Vậy thì dây thừa chúng ta bằng 1 này, y chúng ta bằng 1 à. Vậy kết quả bằng 1 ha. Đấy. Bước 2 là y cộng cộng không? Tại vì nó cứ nhìn thấy vòng tròn này này, nhìn thấy vòng tròn này làm vòng tròn này này ạ. Đó. Vậy đây, cái này suy ra là y sẽ bằng gì? Lúc nãy là y chúng ta bằng 1, bây giờ y cộng cộng tức là y tăng lên 1 đúng không? Vậy y bằng 2 đúng không? Thì sau đó gì? Kiểm tra liền. Kiểm tra liền ha. Là y có nhỏ hơn bằng n hay không? Thì ở đây nó tương đương này. Là 2 có nhỏ hơn bằng 5 hay không? À, đúng á. Đúng. Đúng thì làm tiếp tục cái làm tiếp tục làm cái gì? Là cái dây thừa ha. Bằng dây thừa. Nhìn y đúng không? Thì chúng ta thế thôi, dây thừa bằng 1, y ta bằng 2, cái bằng 2. Rồi. Rồi xong thì chúng ta qua là bước 3 là y cộng cộng đúng không? Đó, tại vì nó làm xong này này thì nó phải lặp lại cái bước 3, nó quay lại bước 2 là lại làm này này, cứ thế cái vòng tròn như này, được chưa? Để cái vòng tròn này ha. Rồi. Cái này suy ra là y chúng ta bằng 3 đúng không? Tại vì y cộng cộng tăng lên 1 mà nãy là y bằng 2, giờ y bằng 3. Thì nó kiểm tra liền, nó quay lại bước 2, nó kiểm tra. Kiểm tra liền cái y có nhỏ hơn bằng n hay không. Nhớ ha, y cộng cộng tăng thì nó quay lại, nó kiểm tra. Chứ nó không thực hiện cái bên trong trước này đâu ha, nó phải kiểm tra trước nha. Nó tương đương với gì? Y bằng 3, nhỏ hơn bằng 5. Này đúng ha. Đúng. Đúng thì nó sẽ làm cái gì? Dây thừa ha. Dây thừa bằng dây thừa nhân y. Vậy chúng ta ráp vô dây thừa bằng 2 và y chúng ta bằng 3, vậy kết quả bằng 6 đúng không? Làm xong qua bước 4 này. 4 như vậy chúng ta có là y cộng cộng ha. Vậy suy ra gì? Y sẽ bằng cộng cộng nó bằng 3, tăng lên 1 bằng 4 đúng không? Rồi nó sẽ gì? Kiểm tra liền cái y nhỏ hơn bằng n hay không ha. Thì nó sẽ tương đương gì? Là 4 có nhỏ hơn bằng 5 hay không? Thì này đúng này. Đúng. Đúng thì tiếp tục nó lại làm cái bên trong đúng không em? Nó làm dây thừa bằng dây thừa nhân y. Vậy ta bằng dây thừa bên trên bằng 6 này. Y chúng ta ráp vô bằng 4 này bằng 24 này. Chưa? Thì tiếp tục nó có bước 5 là y cộng cộng. Bây giờ suy ra gì? Y bằng 5 đúng không? Lúc nãy bằng 4 tăng lên 1 tức bằng 5 thì nó kiểm tra liền ha. Kiểm tra liền cái y nhỏ hơn bằng n hay không? Thì nó tương đương gì? N y chúng ta bằng 5 nhỏ bằng 5, cái này đúng à? Cái này đúng. Đúng thì tiếp tục làm cái bên trong, tức là làm cái dây thừa bằng dây thừa nhân cho y, vậy nó sẽ bằng là 24 nhân cho 5 bằng 120 đúng không? Sau đó nó qua bước 6 ha, là y cộng cộng, vậy suy ra gì? Y sẽ bằng 6 ha. Lúc này nó kiểm tra liền này ha. Kiểm tra liền cái y có nhỏ hơn hoặc bằng n hay không thì tương đương với gì? Tương đương với là 6 có nhỏ bằng 5 hay không. Này sai đúng không? Sai thì dừng ha. Dừng for. Dừng for thì xuất ra gì? Xuất là 5 dây thừa sẽ bằng gì? 120. Như vậy là tới đây chúng ta kết thúc sau các bước, chạy từng bước, vòng for nó hoạt động như thế nào ha. Thì chúng ta chú ý là bây giờ chúng ta hãy cho n bằng 6 và chúng ta thử chạy lại từng bước quá trình for hoạt động như thế nào ha, để chúng ta sẽ rành hơn về nó ha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái cấu trúc cuối cùng mà thầy muốn cung cấp cho chúng ta trong phần C#, đó là vòng for x ha. For x là một vòng for cũng khá là hay ha. Nó dùng để duyệt từng đối tượng trong một danh sách nào đó. Thì trong một số trường hợp thì tùy vào tình huống mà chúng ta có thể gì duyệt theo vị trí thì chúng ta for in y bình thường ha, còn duyệt đối tượng thì chúng ta dùng là for x. Thì chắc chắn là trong quá trình học những bài về sau thì chúng ta sẽ được nói kỹ hơn về phần for x này ha. Tại vì for x nó phải có một tập danh sách nào đó thì chúng ta với demo dễ được, mà danh sách chúng ta chưa có học ha. Nhưng mà thầy nói sơ qua trước để cho nó biết rằng là trong C# nó có cấu trúc này ha, tức là muốn duyệt qua từng đối tượng trong tập danh sách nào đó thì chúng ta dùng for x. Thì cú pháp của nó là for x này, là biến lặp này trong cái từ khóa in trong một tập danh sách nào đó. Ví dụ như là hãy xuất ra danh sách sinh viên ha. Thì chúng ta sẽ for từng sinh viên trong cái danh sách lớp đó thì chúng ta xuất dữ liệu ra ha. Thì bây giờ chúng ta thử coi một cái ví dụ đơn giản như sau ha. Ví dụ như chúng ta có một chuỗi là string bằng a bờ cờ đờ e ha. Bây giờ chúng ta gì có thể lấy từng thông tin ra như sau. Chúng ta dùng hàm for x này ha. Để lấy là tra c trong cái danh sách str này, tại vì tra c là một ký tự c nào đó nằm trong cái danh sách này ha. C là một tên biến, nó đặt tên biến nào cũng được chứ không phải là c này đâu nha. Không phải đâu, đặt tên biến bất kỳ. Như vậy chúng ta biết là chuỗi là tập hợp của các ký tự ha. Vậy suy ra gì? Cái chuỗi này chính là một tập danh sách các ký tự. Vậy chúng ta coi như str là một danh sách ha. Còn C là một cái đối tượng nào đó, một cái dữ liệu nào đó trong cái danh sách này ha. Thì chúng ta chạy và chúng ta lấy ra thôi ha. Đó. Thì trong phần for x này thầy sẽ không có demo trong cái phần visual này ha. Tại vì
qua các bài tiếp theo đó mà liên quan đến danh sách, cụ thể là mảng và collection, cụ thể là array list, list và dictionary, thì chúng ta sẽ quay lại phần for x này ha, thầy sẽ giải thích kỹ hơn. Còn tại thời điểm này thì chúng ta có hiểu rằng là nó có một cái hàm for x. For x này dùng để duyệt danh sách, duyệt từng phần tử trong danh sách nào đó, thì cái tốc độ xử lý nó tương đương với for bình thường ha. Bây giờ chúng ta vào cái phần tổng kết ha. Vậy là do while chúng ta biết là nó sẽ phù hợp với suy nghĩ tự nhiên khi thiết kế giải thuật, đúng không ạ? Tức là ngay từ đầu nó phải, nó làm xong nó phải kiểm tra ha, đúng không? Còn while thì nó khắc phục một số trường hợp lỗi phát biểu do do while, tức là một số trường hợp là nó làm xong nó mới phát hiện ra sai thì còn gì nữa, cho nó trong khi while chúng ta phải kiểm tra ngay đầu, tức là phải đúng ngay từ đầu chúng ta phải cho làm ha. Còn for đó là cách viết ngắn gọn của phát biểu while thôi, tức là sử dụng khi điều kiện lập phụ thuộc vào biến lập và số lần lập có thể biết trước ha. Và phần for x là duyệt từng đối tượng trong danh sách. Như vậy thì ở đây chúng ta có tổng cộng là 4 cái loại vòng lặp, đúng không? Như vậy cụ thể là ta sẽ nên dùng vòng lặp nào? Thì câu trả lời đó là chúng ta phải gì, tùy vào tình huống cụ thể mà chúng ta lựa chọn phù hợp ha. Mà trong cái tần suất mà sử dụng nhiều nhất thì hàm for vẫn là sử dụng nhiều nhất ha. Như vậy thì các em nhớ ha, coi lại phần lý thuyết, cụ thể là hai cái lần mà thầy chạy tay từng bước cho do while và for đấy ha, để các em nắm rõ hơn về nó ha. Chúc em thành công. Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài hàm trong C#. Thì chúng ta chú ý là các ngôn ngữ lập trình thì hàm rất là quan trọng ha. Thì trong quá trình làm việc thì có những cái công đoạn ha, nó phải làm rất là nhiều việc khác nhau. Như vậy thì chúng ta cần phải tách ra từng những cái công đoạn nhỏ ha. Thì những công đoạn nhỏ đó trong cái ngôn ngữ lập trình người ta gọi là hàm. Như vậy thì trong cái C# này thì phần hàm này chúng ta phải học những cái gì ha? Thứ nhất là chúng ta học về cái khái niệm về hàm, rồi tại sao chúng ta nên viết hàm ha. Rồi chúng ta học về cái tham số hình thức, tham số thực. Rồi cuối cùng chúng ta học về chuyển tham trị, tham biến trong C# như thế nào ha. Thì bây giờ chúng ta vào phần khái niệm ha. Thì chúng ta chú ý là hàm là một khối lượng thực hiện một công việc hoàn chỉnh, hay người ta gọi là module, hay còn gọi là chương trình con ha. Và nó được đặt tên và được gọi thực thi nhiều lần tại nhiều vị trí trong chương trình, tức là nó có thể được tái sử dụng cái hàm đó trong chương trình của chúng ta. Và chúng ta chú ý là hàm nó còn được gọi là chương trình con, phương thức hay hành vi ha. Thì cái từ mà người ta hay dùng nhiều nhất đó là cái phương thức ha. Thì chúng ta chú ý là hàm có thể được gọi từ chương trình chính ha, hoặc từ một hàm khác ha. Chúng ta để ý là trong chương trình C# thì nó luôn có hàm main ha. Thì các hàm chúng ta viết ở ngoài thì trong hàm main có thể gọi cái hàm đó, hoặc là có những hàm không phải hàm main nó có thể gọi là những hàm khác ha. Thì hàm thì nó có thể trả về giá trị hoặc là không ha. Thì những hàm nào mà không trả về giá trị thì người ta gọi là cái thủ tục. Thì chúng ta chú ý là cái mục đích cuối cùng của hàm á là chia để trị, em chú ý ha. Chia để trị để chi? Để gì? Chúng ta dễ dàng giải quyết một công việc nào đó. Chúng ta tưởng tượng là một cái bó đũa ha, chúng ta bẻ không được. Bây giờ chúng ta tách ra từng cái đũa chúng ta bẻ thì rất là dễ dàng ha. Và cái ý nghĩa tiếp theo của cái hàm đó gì? Là cái tính gì? Tái sử dụng của nó. Tức là khi chúng ta viết xong rồi chúng ta có thể dùng lại nó ha. Như vậy thì việc tái dụng nó sẽ tiết kiệm thời gian ha. Tiết kiệm thời gian thì tiết kiệm công sức thì nó đồng nghĩa với việc tăng lương đó. Tức là chúng ta sẽ gì? Làm ít nhưng mà rất là hiệu quả ha. Chúng ta có thời gian trống nhiều hơn và chúng ta dễ bảo trì code hơn ha. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần khai báo hàm trong C# như thế nào ha. Thì trong slide này thì chúng ta để ý là chúng ta nhìn thấy là cái cú pháp chung ha. Là ở đây chúng ta có kiểu trả về này, tên hàm này, bên trong là các đối số ha. Và bên trong đây là nội dung hàm của nó. Và nhớ là hàm ở đây thì chúng ta có ngoặc nhọn nữa này ha. Thì cái quy tắc đặt tên hàm thì nó giống như đặt tên biến vậy ha. Tức là nó không được chữ số hàng trước, không được chữ hàng trắng ha. Thường thường thì tên hàm là chúng ta phải dùng động từ ha. Và gì các ký tự đầu chúng ta trong C# thì chúng ta nên là viết hoa, và cái tên hàm nó phải gì mang ý nghĩa. Ví dụ là chúng ta làm vấn đề nào đó thì cái hàm đó là mang tính ý nghĩa nó. Giả sử như chúng ta giải phương trình bậc 2 thì gì chúng ta phải ghi là giải phương trình bậc 2, hay là chúng ta muốn tính giải thừa thì chúng ta ghi rõ là tính giải thừa, chứ đừng có viết tắt ha. Thầy khuyến cáo là khi viết hàm trong ngôn ngữ lập trình thì chúng ta không nên viết tắt mà chúng ta nên viết rõ nghĩa ha, để khi nhìn vào tên hàm chúng ta sẽ biết ngay được ý nghĩa của nó làm gì rồi mà chúng ta không cần đọc code link bên trong ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái ví dụ ha. Thứ nhất là tôi nhìn vô trong slide thì nó nhìn thấy là đây là một cái hàm tính giải thừa ha. Thì cú pháp của nó ha, nó kiểu in. Kiểu in tức là trả về kết thúc hàm này nó trả về kiểu in ha.
Còn Revit đây tức là gì? Là nó mang tính đóng gói, tức là trong cái lớp này này mà nó có hàm này thì chỉ trong cái lớp này nó sử dụng thôi, ở ngoài nó không dùng được ha, tại vì nó dùng Revit ha. Và đây chúng ta có tên hàm tên là tính nhà thừa, tính là động từ này ha. À đây cái hàm là hàm tính nhà thừa, và cái đối số truyền vào hẳn là các parameter. Ở đây chúng ta có một cái đối số là n ha. Thì nguyên nội dung bên trong đây này là chúng ta tính toán để ra được cái giai thừa, và cuối cùng chúng ta trả về cái giai thừa ha. Tại vì sao nó return giai thừa? Tại ở đây trong cái hàm chúng ta là kiểu in ha. Ngoài ra cái hàm mà chúng ta không trả về giá trị ấy, thì cái chỗ này này chúng ta thay thế bằng từ void là void ha, viết thường hết ha, đó là kiểu void như vậy thì nó sẽ không trả về giá trị nào cả. Thì cái đó người ta gọi là các thủ tục. Thì bây giờ chúng ta thử làm một số hàm để chúng ta có thể hiểu biết thêm ha về cách khai báo trong hàm trong C# như thế nào ha. Cụ thể là chúng ta sẽ làm về bài tính giai thừa này, giải phương trình bậc 1, bậc 2 ha, như thế nào ha. Rồi bây giờ chúng ta new giấy ha. Chúng ta chọn console. Chỗ này chúng ta ghi là bài 08 ha. Chúng ta lưu lại ha. Ngồi chờ nó tạo được jack ha. Rồi như vậy là sau khi nó new xong thì chúng ta thấy như này ha, có hàm main đây này ha. Đây chính là một hàm mà chúng ta vừa học đấy. Hàm thì đây là gì? Là kiểu void, tức là một thủ tục đúng không? Đây là main là tên hàm này, đây là đối số của hàm này. Thì trong một chương trình nó có hàm main là hàm đặc biệt ha, dùng để gì? Khởi động chạy cái chương trình đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử viết hàm ha. Là thứ nhất đó là chúng ta tính giai thừa đi ha. Ta có là static void tính giai thừa của n nào đó, của một cái biến n nào đó ha. Nhưng mà nó tính giai thừa thì nó trả về một kết quả nào đó, thì do đó chúng ta phải được kiểu in giai thừa ha. Thì chúng ta thử ha, ta bảo là in một cái giai thừa bằng 1, chúng ta có for ha, for là in y bằng 1, y nhỏ hơn bằng n, rồi y cộng cộng ha. Tới đây chúng ta sẽ nhân dồn là giai thừa nhân bằng y đúng không, và kết thúc là chúng ta return là giai thừa ha. Thì nguyên này này, đây là kiểu trả về của hàm ha. Đây là tên hàm, tính giai thừa tên hàm, còn bên trong đây là đối số của hàm. Và nguyên này nội dung hàm này, vì đây nó là kiểu in, do đó chúng ta phải return kết quả ha. Thì khi nào ghi là kiểu void như này này thì chúng ta mới không có return ha, chú ý ha. Rồi bây giờ chúng ta gọi nó này, để gọi hàm ha. Chúng ta sẽ gọi là in này, một cái kết quả ha, bằng tính giai thừa, ví dụ là tính giai thừa của năm này. Đó, thì chúng ta được xuất thông báo ra là console ha, console nhưng mà gọi lại. Rồi năm giai thừa bằng bao nhiêu ha, đây là 5 giai thừa kết quả ha. Chạy lên ha, chúng ta thêm cái là console chấm deadline 5 ha, chạy này. À, thấy không? 5 giai thừa ha. Nhìn thấy đó là bằng 20. Đây. Bây giờ chúng ta thử làm một số hàm nữa ha. Sau đó thầy sẽ giải thích kỹ là ý nghĩa của đối số này và chỗ gọi hàm này như thế nào ha. Thì chúng ta làm thêm hàm nữa là giải phương trình bậc 1 này ha. Static này. String ha. Giải phương trình bậc 1. Tức là ax cộng b bằng 0 đúng không? Thì chúng ta có là double a double b cho phương trình bậc 1 ax cộng b bằng 0 thì x bằng trừ b trên a đúng không? Thì chúng ta kiểm tra là nếu a bằng 0 và b bằng 0 đúng không? Cả hai cái đều bằng 0 hết thì đây chúng ta sẽ là return gì? Vô số nghiệm đúng không? Vô số nghiệm. Tại vì khi mà a bằng 0, b bằng 0 thì tức là chúng ta trở thành phương trình là 0x cộng 0 bằng 0.
Vậy thì mọi số đều thỏa hết thì vô số nghiệm ha. Vậy là nếu mà A khác 0, A bằng 0 ha, và B khác 0. À, thế thì thân là vô nghiệm ha. Vô nghiệm. Vì sao vậy? Tại vì lúc A bằng 0 và B khác 0 thì nó tương đương với là gì? B bằng 0 ha. Tại vì A bằng 0 rồi, tức là 0x cộng B bằng 0, mà B luôn luôn khác 0 mà bên phải lại bằng 0, tức là vô vô lý ha. Vô lý thì bằng thì sẽ vô nghiệm ha. Và cuối cùng là chúng ta gì? Chúng ta sẽ có được cái kết quả ha, là x bằng trừ B ha. Trừ B trừ A. Đó. Thì ta thử test cái trường hợp này ha, giải trình bằng một nó chạy như thế nào này. Thì ở chỗ này chúng ta ghi là string ha, một cái nghiệm này ha, nghiệm này bằng giải phương trình bậc 1 truyền vô là 5x cộng 7 bằng 0. Để cho nó xuất ra ha là console ha, console.write lại. Thì chúng ta xuất ra là nghiệm luôn ha, xuất ra cái nghiệm là đó. Rồi chạy ha. 5 à. Đó, chỉ 1.4 đúng không? Thì bây giờ ta thử cho là 0x cộng 0 là vô số nghiệm ha, vô số nghiệm. Cái này chúng ta nên xuất thêm cái là console.amut ha, encoding ha, encoding .utf8 là ta chạy lên ha. Rõ ràng ta nhìn thấy là vô số nghiệm. Bây giờ là 0x cộng 8 đi ha. Có nghiệm như thế nào? À. Vậy ở đây ta thấy nó gọn nhẹ ha, là khi chúng ta viết hàm rồi. À, viết hàm rồi thì chỗ gọi hàm thì chúng ta chỉ cần gọi nó thôi và truyền các thông số vào phù hợp là nó chạy được ha. Rồi đây là thầy vừa ví dụ xong là cách viết hàm và cách gọi hàm như thế nào ha. Bây giờ chúng ta đi sâu vào cái bên trong hàm nó hoạt động như thế nào. Để xem ha. À, chúng ta vào khái niệm tiếp theo, đó là về tham số hình thức và tham số thực. Thì chúng ta chú ý ha, là ngay chỗ mà chúng ta viết hàm này này, thì những cái thông số này người ta gọi là tham số hình thức. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có thể đặt tên kiểu gì cũng được. Không nhất thiết là trong cái đối số này chúng ta đặt A thì chỗ gọi chúng ta phải khai báo là A ha. Tức là nó không quan tâm cái tên biến, cái tên đối số của hàm, mà nó quan tâm đến kiểu dữ liệu của nó thôi. Nó quan tâm là cái kiểu liệu có đúng hay không thôi, nó khớp với nhau hay không ha. Thì như vậy để rõ ràng ở đây chúng ta ghi lại in AB thì AB là tham số hình thức ha. Còn ngay chỗ chúng ta gọi hàm này, chỗ này nè. À, ví dụ là chúng ta gọi là hàm là min 56 thì 56 chính là các tham số thực. Thì lúc này nó mới sao chép 5 cho A, sao chép 6 cho B ha. À. Thì chúng ta ví dụ như sau ha. À, ta sẽ coding để thầy ví dụ giải thích chỗ này. À. Bây giờ chỗ chúng ta nhìn vào này, giải phương trình bậc 1 này. A, B chính là tham số hình thức. Còn ngay chỗ gọi hàm này này thì 0 này, 8 là tham số thực này. À. Bây giờ để rõ hơn thầy sẽ làm cái này ha, thầy có là static in ha. Thì min đi ha, min của in một cái số A và một cái số B. Ví dụ đơn giản chúng ta chỉ cần là return max.min của AB. À, trả về số nhỏ. Thì bây giờ chúng ta thử làm ha. Bây giờ thầy comment này lại ha. Đây, nó gọi nó này. Thì chúng ta là in một cái kết quả nào đó ha. Bằng thầy khai báo là in A bằng 8, in B bằng 15. Sau đây là in ha, một cái biến kết quả bất kỳ nào đó, ví dụ thầy đặt là một cái biến t nào đó bằng min của AB. Thì chú ý như sau này, một số em bắt đầu học lập trình nhá, thì chúng ta nghĩ rằng này, trong đối số này chúng ta khai báo là AB thì khi dùng á ta cũng phải khai báo là AB. À. Bây giờ chúng ta hiểu như sau này thì có thể là bị hiểu nhầm ha. Em để ý ha, chỗ này em nghĩ như sau này. À, chỗ này chúng ta khai báo là A thì ở đây bắt buộc truyền vào là A.
À, chỗ này khai báo là B, bắt buộc truyền vào B. Chúng ta hiểu như thế này là sai ha, hiểu như thế này là sai. Tại vì chúng ta để ý này, là ngay chỗ chúng ta mà viết hàm chỗ này này, chỗ này ha, là tham số hình thức, tức là nó không quan tâm tên biến, nó chỉ quan tâm kiểu dữ liệu thôi. À, là kiểu có phù hợp không, anh truyền vô kiểu phù hợp không. À. Còn chỗ này AB chỉ là vô tình thôi, chỉ là vô tình chúng ta khai báo là AB nó trùng tên thôi. À. Thì cơ chế làm việc của nó là nó sẽ sao chép cái gì? À, nó sao chép giá trị này của A này này cho A đây này. À, nó sao chép nó lên này. À, sau đó nó sao chép ha giá trị của B này này. À, nó sao chép lên cho B. Được chưa? Đó. Do đó ở đây chúng ta có thể khai báo như sau này. Em có thể khai báo bất kỳ, giả sử như là em có một bit x bằng 8, y bằng 15, thì chúng ta truyền x, y là bình thường. À, thì đến đây chúng ta phải rõ nghĩa là gì? À, là ở đây tuy chúng ta đặt là AB nhưng khi chúng ta chuyển lại là XY. À, tại vì nó rõ ràng chỗ XY này mới là tham số thực ha, nó mới sao chép thông số của X cho A, Y cho B. Thì chúng ta xem cái này ha. Đến đây này, em để ý là nó mới sao chép ha, nó mới sao chép là các thông số X này này, sao chép cho A này. Yeah. Đó, sau đó chúng ta mới bế ha, là y này này, nó sao chép cho bệ. À, tại vì trong quá trình giảng dạy thì thầy thấy nhiều em rất là không hiểu chỗ này ha. Chúng ta cứ nghĩ rằng trong cái đối số này chúng ta khai báo biến gì, thì khi truyền vào và đặt tên biến đó ha. Và một số em thắc mắc, ủa tại sao chỗ này nó khác nhau, tại sao nó hiểu ha. Đây là cái cơ chế hoạt động của tham số hình thức và tham số thực, chúng ta chú ý ha. Như vậy thì trong cái đối số của hàm, đối số hàm như này, người ta gọi là cái tham số hình thức, tức là nó không quan tâm tên biến, quan tâm kiểu dữ liệu thôi ha. Còn chỗ này này mới là tham số thực này đó. Như vậy thì nó quan tâm là kiểu dữ liệu có đúng hay không. À, như vậy truyền x vào kiểm tra x có phải là kiểu in hay không là đủ rồi ha, cho nó không quan tâm tên biến chỗ này mà, và nó chỉ quan tâm là kiểu dữ liệu ha. Rồi đây là để giải thích về cái tham số hình thức và tham số thực ha, các em chú ý cố gắng hiểu chỗ này nha. Bây giờ chúng ta qua cái lý thuyết tiếp theo ha, chỗ cái hàm. À, đó là vấn đề về truyền tham trị và truyền tham chiếu trong hàm. À, thì đây là vấn đề cũng khá nhức nhối ha. À, rất nhiều em cũng không hiểu trong quá trình chúng ta học về lập trình ha. Thì các ngôn ngữ nó cũng đều có cái lý thuyết về tham trị và tham biến. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát cái hình mà thầy mô tả trong slide này ha. Em nhìn này. À, trường hợp thứ nhất, giả sử ban đầu ở ngoài thì có một biến n bằng 5. Nó đi vào hàm nào đó ha. Nó đổi giá trị n thành một cái giá trị bằng số 8 ha. Và khi nó ra khỏi hàm thì nó vẫn giữ giá trị bằng 5, tức là ban đầu bằng 5 này và hàm bị đổi thành 8 mà ra ngoài bằng 5, tức là nó giữ lại giá trị gốc này. Thì trường hợp mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta kết luận luôn đó là chính là truyền tham trị, tại vì nó giữ giá trị gốc ha. Trường hợp thứ hai, nếu như em có là cho n bằng 5, em đi vào hàm nó biến thành 8 thì ra khỏi hàm nó giữ giá trị bị thay đổi này này đó, thì trường hợp này người ta gọi đó là truyền tham biến hay là truyền tham chiếu, là chú ý ha. Tại vì chúng ta hiểu được cái truyền tham biến tham chiếu thì chúng ta viết hàm mới tốt được ha. Nếu không hiểu thì chúng ta sẽ hiểu sai bản chất của cái vấn đề, dẫn tới kết quả nó bị sai ha. Thì bây giờ chúng ta qua đó là truyền tham trị đó gì? Là cách sao chép giá trị thôi của đối số vào tham số hình thức của hàm ha. Tức là cái giá trị của trong tham số hình thức, trong cái tham số thực đó, nó truyền cho cái tham số hình thức ha. Thì khi ra khỏi hàm thì nó vẫn giữ giá trị ban đầu. À. Còn về truyền tham chiếu ha, là nó sao chép địa chỉ, được chưa? Do đó gì, những thay đổi của tham số sẽ có tác dụng trên đối số truyền vào. Như vậy trong C# chúng ta sẽ có hai kỹ thuật để truyền tham chiếu, đó là chúng ta dùng từ khóa prep hoặc dùng từ khóa out ha, để chúng ta truyền tham chiếu ha. Và đặc biệt là trong C# thì các kiểu mảng hay đối tượng thì chúng ta không cần dùng prep và out, tại vì bản chất nó là truyền tham chiếu ha. Chỉ có những kiểu như là write metadata cụ thể như là by, short, in, long, rồi float, double vân vân á, thì cái đó là chúng ta muốn thì thay đổi giá trị của các biến khi nó vào hàm á, thì chúng ta phải dùng truyền tham chiếu, tức là chúng ta dùng ref hoặc out ha. Thì bây giờ chúng ta thử qua một số ví dụ ha. Thứ nhất là chúng ta ví dụ về out. Thì để truyền tham chiếu thì chúng ta sẽ gì, thêm từ khóa out trước ha, cái tên tên cái kiểu dữ liệu này á. Thì khi gọi nó ha, ví dụ chúng ta khi báo là in a bằng 10 rồi in b bằng tăng số lên là out A, là ta thêm từ khóa out này, tức là khi trong cái tham số hình thức, chỗ này trước tham số hình thức chúng ta có từ khóa out, thì khi chúng ta gọi truyền tham số thực vào thì chúng ta thêm từ khóa out trước, được chưa? Đó là out đi với nhau ha. Như vậy thì khi chạy ra, ví dụ A ban đầu nó ra bằng 10 đúng không, nó đi vào bên trong đây ha. Như vậy thì nó chạy ra ngoài
thì rõ ràng là A bây giờ nó bằng 11 ha, A bằng 11. Tại vì khi bằng 10 này đi vào trong này thì 10 bằng 10 cộng 1 rồi ra A bằng 11 ha. Mà vì đây là tham chiếu ha, vì tham chiếu rồi đó nó giữ lại giá trị thay đổi ha, rồi A bằng 11. Rồi. Trường hợp thứ hai là chúng ta dùng về từ khóa ref cũng tương tự ha. Ta dùng từ khóa ref đó là ta khai báo từ khóa ref lần trước ha. Sau đó chỗ gọi hàm thì chúng ta cũng gọi từ khóa ref. Thì kết quả chạy ra thì A cũng bằng 11 ha. Đây là cái cú pháp để chúng ta có thể chuyển tham chiếu, tức là chúng ta muốn thay giữ được cái giá trị bị thay đổi ha, thì chúng ta dùng từ khóa A hoặc dùng từ khóa ref. Rồi như vậy thì thầy vừa nói xong cái kỹ thuật dùng A ref, bây giờ chúng ta qua cái phần kết luận ha, đó là chúng ta cần biết là sự khác biệt giữa ref và A nó như thế nào, tức là chúng ta cần biết là sự giống nhau, ý nghĩa giống nhau của ref A đó là gì, dùng để chuyển tham chiếu, còn khác nhau ở chỗ nào này, thì ref nó bắt buộc phải khởi tạo giá trị cho biến trước khi nó vào hàm ha, còn ao nó bắt buộc phải gán giá trị cho biến trước khi nó thoát khỏi hàm ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một câu hỏi, đó là gì, khi nào chúng ta nên dùng ép dùng ref và khi nào chúng ta nên dùng ao, thì tùy trường hợp thôi, chúng ta muốn là gì, khi nó vô hàm nó bắt buộc nó phải có giá trị nào đó thì mới được ha, thì chúng ta dùng ao, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái coding ha, trong cái visual để chúng ta hiểu rõ hơn về cái chuyển tham trị và chuyển tham biến như thế nào ha. Rồi bây giờ thầy comment lại hai này đi ha. Khi chúng ta lập trình thì chúng ta mở ra chúng ta xem lại thôi. Ví dụ bây giờ thầy có một hàm mà là static ha. Void đi ha. Thầy để là fn1. Thầy khai báo là in a. Thầy cho là a bằng a cộng 5. Đơn giản vậy ha. Thì chỗ này chúng ta khai báo này. Thầy test thử ha. Là in a bằng 5. Rồi. Ta gọi fn1 ha. Chuyển a vào. Cái console ha, console.write line. A. Sau khi gọi ha hàm fn1 bằng còn này ha là A ha. A trước khi gọi ha. Thì đó là console.readline. Ta nhớ thêm cái UTF-8 này ha, đó là console.output encoding.utf8. Rồi. Để chúng ta chạy lên ha, ta coi này. Ta thấy là gì? A trước khi gọi hàm bằng 5 đúng không? Và A sau khi gọi hàm 5 tức là giữ giá trị này. Thì tốt nhất là chúng ta nên xuất thêm một thông báo chỗ này ha. Là A trong cái hàm F1 ha, cho hàm F1 bằng này, ta chạy lên ha, ta coi này. Đấy, em nhìn ha, em nhìn kết quả này. Đầu tiên chúng ta ghi là A trước khi gọi hàm fn1 bằng 5. Sau đó vào bên trong hàm fn1 thì A chúng ta bằng A cộng 5, tức là A bằng 10 đúng không? Nhưng khi thoát khỏi hàm nó lại vẫn giữ giá trị 5 ban đầu. Thì trường hợp này người ta gọi là chuyển tham trị. Tại vì cái biến nó sẽ không bị đổi khi nó vào hàm, nó vẫn giữ giá trị ban đầu. Thì trường hợp đó người ta gọi là chuyển tham trị. Tức là chúng ta cứ nhìn vào, ta quan sát kết quả giá trị ban đầu và giá trị sau khi vào hàm mà nó vẫn giữ giá trị ban đầu, thì trường hợp này người ta gọi là tham trị. Rồi bây giờ chúng ta thử viết hàm về chuyển tham biến ha. Bây giờ thầy sẽ gọi cái hàm là static void fn2 fn2 ha. Ví dụ bây giờ thầy chuyển là in b đi, thầy dùng từ khóa là ref ha, dùng từ khóa ref ha, thầy gọi là b bằng b cộng 2. Rồi đến chỗ này thầy comment lại ha, comment lại này. Đây. Rồi có ha. À.
Calvin in B bằng 10. Đó là concern ha, là B trước khi vào FN2. B trước khi vào FN2. Và chúng ta gọi FN2 chuyển rep. Rep ha, chuyển B vào. Rồi. Đây là B ha. Sau khi vào FN2. Đó. Đó thêm cái là cần ha. Chấm dứt lại. Đây. Ở chỗ này chúng ta bổ sung thêm một cái hàm, đó là gì? Là B ha. B trong hàm 2. B trong hàm 2. Đây. Thì nhớ là lúc nãy chúng ta học xong là rep, tức là dùng để truyền tham chiếu ha. Như vậy truyền tham chiếu tức là gì? Nếu một biến vào hàm nó bị thay đổi giá trị, thì khi thoát vào hàm nó giữ lại giá trị bị thay đổi ha. Thì trường hợp đó người ta gọi là truyền tham biến. F5 chạy lên ha. Rồi em quan sát này, kết quả ha. Thì ban đầu chúng ta ghi là B trước khi vào hàm, gọi hàm bằng 10 đúng không? Khi nó vào hàm FN2 ta ghi B bằng B cộng 2, tức là B bằng 12. À. Và khi thoát vào hàm FN2 thì nó vẫn giữ giá trị bị đổi này, bị 12 này. À, suy ra tức là B sau khi gọi là 12 ha. Vậy rõ ràng trường hợp này người ta gọi là truyền tham biến ha, truyền tham biến. À, đó là cách thứ nhất ha, chúng ta dùng rep. Và lúc nãy chúng ta có một ghi chú là gì? Khi dùng rep thì bắt buộc phải khởi tạo giá trị ban đầu cho nó. Ví dụ bây giờ chúng ta cố tình chúng ta là khai báo in B. Thì khi chạy ha, nó có thể báo có lỗi. Ta comment đây lại này. À, thì nó có báo lỗi hả? Nó báo này. Là gì? Cái biến này phải được gắn giá trị trước. Đối với rep ha, thì chúng ta phải khai báo trước ha. Khai khởi tạo giá trị trước. Tức là ví dụ vậy, ở đây chúng ta có là B bằng 5 hết báo lỗi ha. Ở đây chúng ta xóa đi, nó sẽ báo lỗi ngay. Vậy quy tắc của rep tức là muốn làm, muốn dùng nó thì cái biến ban đầu phải được khởi tạo giá trị trước, phải có giá trị ha. Rồi bây giờ chúng ta qua trường hợp thứ hai là chúng ta dùng out. À, để có ha, static void fn3. Ví dụ bây giờ thầy khai báo là out một cái double đi ha, c nào đó đi ha. Đây. Thì nó báo như sau này ha. Là khi chúng ta dùng từ khóa out thì bắt buộc cái biến này này trước khi thoát hàm nó phải có giá trị. À, đó sự khác biệt giữa rep và out ha. Rep là ban đầu là phải khởi tạo giá trị trước, còn out là gì? Là không cần khởi tạo trước nhưng mà trước khi thoát khỏi hàm phải gắn giá trị cho cái biến out này. Ví dụ chúng ta có là c bằng c trừ 5 đi ha. Rồi chúng ta ghi là chưa có trị chỗ này, tức là chúng ta cho c bằng bằng 8 đi ha. Tại vì đây là c trong hàm fn3 c ha. Bây giờ thầy comment lại chỗ này ha. Rồi sau đó chúng ta copy bán này để ta sửa lại biến c này ha, để cho lẹ ha. Bên này ha, ta dán lên đây này. Ta sửa lại là chúng ta cho một biến c. Ta không cần gắn giá trị trước, nhưng mà nếu như chúng ta không gắn giá trị trước thì chúng ta lại không xuất được cái thông báo này ha, tại vì muốn xuất ra thì nó phải có giá trị là c trước khi gọi hàm fn3 chuyển c ha. Đây. Chuyển là fn3. Ta dùng từ khóa là out. À, dùng từ khóa out ha. Chuyển là c vào. Là c sau khi gọi fn3. À, c gọi fn3. Đây. C. Nó báo gì đây? Không thể cần vọt từ in vào double. À, tại vì ở đây là chúng ta dùng khai báo double, do đó đây chúng ta là double. À, c bằng 10 đã. Để thử chạy lên ha. F5. Thế là chúng ta quan sát này. C ban đầu khởi tạo bằng 10. Hả? C vào hàm chúng ta cho bằng 8.
Và khi ra khỏi hàm nó giữ lại chữ Y8 này, thì trường hợp này cũng là truyền tham chiếu. À, vậy ý nghĩa của rep và arm giống nhau, tức là dùng để truyền tham chiếu, nhưng khác nhau ở chỗ là rep thì phải khởi tạo giá trị ban đầu trước, còn out thì không cần ha. Nhưng mà out thì trước khi thoát khỏi cái hàm này thì nó phải gắn giá trị, còn không nó sẽ báo lỗi. Và tức là trong trường hợp này này, ví dụ là C chúng ta xóa đi, thì dĩ nhiên là chúng ta có thể không xuất được lệnh này, tại vì nó phải có giá trị mới xuất được ha. Nhưng mà cái lệnh này khi chúng ta còn main lại này thì FN3 vẫn thỏa ha. Còn đối với rep nó báo lỗi ngay đây, tại vì yêu cầu phải C được khởi tạo giá trị trước ha. Còn đối với out thì không cần ha. Nhưng mà chúng ta chú ý là ngay cái ngày đầu chúng ta học về khai báo biến đó, thì chúng ta phải luôn luôn gì khởi tạo giá trị ban đầu cho nó ha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn xong cái cơ chế hoạt động của truyền tham trị và tham biến như thế nào ha. Đối với kỹ thuật dùng tham biến thì chúng ta sẽ có hai cách, đó là dùng rep và out. Thì bây giờ các em chú ý ha, các em xem lại bài này ha. Chúng ta tập viết nhiều hàm, cụ thể là bây giờ thầy yêu cầu bài tập đó là chúng ta hãy viết cái bài hàm đó là giải phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 ha. Để chúng ta hiểu được gì các tham số hình thức, tham số thực ha, rồi tham chiếu, rồi tham trị như thế nào ha. Chúc em thành công. Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài một số thư viện thường dùng trong C# ha. Thì đối với một ngôn ngữ lập trình thì thường nó có một số thư viện là rất khá hữu dụng. Tại vì những một số thư viện này thì chúng ta cũng không thể tự viết được mà chúng ta phải sử dụng lại ha. Ví dụ như là trong cái ngôn ngữ C# thì chúng ta cần biết một số thư viện như sau, đó là thư viện là nhập xuất mà mấy hôm nay chúng ta thường làm ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ hơn vấn đề về nhập xuất trong phần console ha. Rồi sau đó là chuyển kiểu dữ liệu trong cái C# như thế nào. Dùng hàm bạc hay là convert ha. Và sau đó chúng ta đến cái toán học, rồi các hàm ngẫu nhiên, sau đó xử lý ngày tháng. Đây là những một số thư viện mà chúng ta thường dùng trong cái ngôn ngữ C# ha. Dĩ nhiên là nó có còn nhiều các thư viện khác nữa ha, mà trong quá trình học thì đến bài nào mà cần sử dụng thì chúng ta sẽ lôi ra chúng ta sử dụng. Đầu tiên chúng ta nói lại cái phần thư viện về nhập xuất ha. Thì chúng ta chú ý là chúng ta muốn xuất ra màn hình thì chúng ta sẽ dùng console.write hoặc là console.write ha. Write là xuất các dữ liệu trên các dòng khác nhau, còn write là chúng ta chỉ gì xuất dữ liệu trên cùng một dòng ha. Tức là nếu như mà chúng ta gọi cái lệnh là console.write nhiều lần nhưng mà thực ra nó chỉ xuất trên một dòng mà thôi ha. Còn write là mỗi lần xuất thì xuất trên một dòng khác nhau ha. Và chúng ta muốn nhập dữ liệu từ bàn phím thì chúng ta thông qua lệnh đó là console.readline ha. Readline là nhập chờ người dùng ha, nhập giá trị bất kỳ nào đó, nhấn phím enter. Thì chú ý là cái console.readline này thì tất cả nó đưa về chuỗi hết ha. Giả sử như chúng ta muốn là mời bạn nhập vào một con số nào đó thì chúng ta cũng dùng lệnh console.readline, mà readline trả về chuỗi, do đó chúng ta cần đưa cái chuỗi này về số ha. Để đưa chuỗi về kiểu số như này thì chúng ta có thể dùng cái in hoặc dùng hàm in.bạc hoặc là dùng hàm convert.toin 32 hoặc là double hay là convert.todouble hay là double.bạc vân vân ha. Thì tùy vào ngôn ngữ, tùy vào cái kiểu dữ liệu ha. Ví dụ là kiểu in thì chúng ta là in.bạc ha. Kiểu long thì long.bạc ha. Hay là kiểu double thì double.bạc ha. Đây là cách thứ nhất chúng ta dùng bạc để chúng ta đưa một cái giá trị về số ha. Tại vì chúng ta chú ý là nhập từ console và hiểu là chuỗi ha. Cho dù người ta nhập cái số 5 đi thì 5 đưa vào nháy đôi thì nháy đôi đó chính là chuỗi, thì nhiệm vụ chúng ta phải đưa cái chuỗi đó về số ha. Tức là gì, hàm convert hay là hàm bạc ở chỗ này là cái gì, đưa một số có định dạng chuỗi thành một số có định dạng số ha. Tức là chỗ này này là việc giống như là 5, cái số 5 của ta trong chuỗi đúng không, ta đưa về số ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai cách sử dụng ha. Ta dùng kiểu liệu chấm bạc hoặc là dùng cái lớp là convert chấm tu cái gì đó, ví dụ là kiểu in thì là to in ha, kiểu double là convert.todouble vân vân ha. Thì đây là hai cách để chúng ta chuyển kiểu dữ liệu ha, ép kiểu từ đưa về chuỗi về số ha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái hàm là toán học ha. Toán học là một số hàm trong toán học rất là hữu dụng ha. Ví dụ là chúng ta muốn lấy số pi, chúng ta muốn lấy căn bậc 2, chúng ta muốn lấy lũy thừa, tìm số min max, hay là chúng ta làm tròn chấm sin cos trong cái lượng giác đó ha. Thì đây là những cái hàm mà chúng ta không thể tự viết được ha. Ví dụ là hàm sin chúng ta đâu viết được đâu ha. Hàm round rất là khó viết, hàm bao cũng khó viết, hàm căn bậc 2 cũng chúng ta cũng không thể viết được.
Do đó thì một số hàm mà liên quan toán học với lượng giác ấy, nhớ đây này, thì chúng ta nên dùng hàm MATH hay dùng ở thư viện MATH để chúng ta sử dụng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ví dụ cái trường hợp là về nhập liệu ha và sử dụng toán học. Thì cái phần nhập liệu chúng ta làm nhiều lần rồi ha, do đó thì coi như chúng ta khỏi demo mấy này ha. Tại vì khi chúng ta demo phần toán học thì cũng vô tình chúng ta demo luôn cái phần là nhập suất rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cho thầy cái bài, đặt tên này là bài 9 ha. Bài new cái đầu giấy ha, một file new cái đầu giấy, đặt cho thầy là bài 09. Bây giờ chúng ta thử test ha, ta làm một cái hàm đó là static void test toán học này ha, test toán học. Ở chỗ này chúng ta gọi là test toán học ha, ta gọi đơn hàm ra. Chúng nữa chúng ta sẽ làm thêm một số hàm là về số ngẫu nhiên hay ngày tháng năm chẳng hạn, chúng ta test từng hàm ra, chúng ta gọi cho nó gọn gàng ha. Và bây giờ chúng ta thử là yêu cầu là nhập vào một số nào đó ha. Chúng ta cần tính căn bậc 2, chúng ta cần tính lũy thừa, cần tính sin cos vân vân ha. Thì chúng ta xuất thông báo là ví dụ là console gì đó ha, console này chấm write line, ta biết này nhiều lần ha, là mời bạn nhập vào, ví dụ là nhập vào số A đi ha. Thì chúng ta có là in A bằng, chúng ta dùng giả sử như chúng ta dùng là in.box ha, in.box của console.readline. Read line là nhập giá trị từ bàn phím ha. Giờ đó chúng ta mới đưa cái giá trị này này về cái số. Thì bây giờ chúng ta thử áp dụng toán học, chúng ta sử dụng như sau ha. Là ví dụ như chúng ta tính căn bậc 2 đi ha. Đây là console ha. Console.write line. Căn bậc 2 của A bằng căn bậc 2 của A bằng mét, mét à, gọi mét là toán học ha, mét chấm SQRT, SQRT của A. Vậy rõ ràng là nó tính được căn bậc 2 của A. Nó gắn cho cái số 1 này này ha. Còn A bắt đầu gắn cho cái khung này này. Đó. Rồi, tương tự chúng ta có là console ha, chấm readline. Cái này có dấu tiếng Việt thì gì, chúng ta nên bổ sung là console.output encoding ha, bằng encoding.utf8. Đây. Để chúng ta chạy lên chúng ta test ha. Mời bạn nhập vào A, vậy bây giờ ở chỗ này ha. Thầy sẽ nhập là A bằng 25. Thì căn bậc 2 của 25 bằng 5, đúng không? À. Rồi tương tự như vậy chúng ta có thể gì tính lũy thừa ha. Giả sử bây giờ chúng ta thêm cái là console ha, chấm đoài lại. Mời bạn nhập vào cái số B đi ha. Đó là in B. Bây giờ thì cô chú ý thầy dùng hàm convert ha, convert. Chấm to in tức là đưa về kiểu in, còn to double là đưa về double ha, to in by của console chấm readline là nhập giới lại chỉ từ bàn phím ha. Bây giờ chúng ta thử tính là lũy thừa như sao nào, ta ghi là console ha, chấm write line a mũ b bằng ha, A mũ B bằng vào đúng không, vào A B đó. Vậy cái này chính là cách tính lũy thừa của A mũ B, thì chú ghi là match chấm bao của A mũ B thôi. Đó. Giờ tính căn là SQRT ha, tính lũy thừa là match chấm bao. Đây
Ta chạy lên ha, F5 này. Mời bạn nhập vào số A. Ví dụ bây giờ thầy nhập là A bằng bằng 5. Là căn bậc 2 của 5 thì bằng 2.23 gì đó đúng không? Bây giờ ta nghĩ là nhập vào B. Thầy muốn là lấy là 5 mũ 2 đi ha, nhập vào 5 mũ 3 đi. Vậy số là 5 mũ 3 này bằng 125, em thấy không? Rồi A nó gắn cho số 0, B nó gắn cho số 1 và mét chấm bao thì nó gắn cho số 2. Đó. Đây chính là phương pháp dành chỗ đó. Rồi, như vậy là chúng ta vừa xong cái hàm bao ha. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta thử là tính về lượng giác đây ha. Bây giờ mời bạn nhập vào một góc và tính sin cos nó như nào ha. Thì đầu tiên chúng ta để là chúng ta sẽ xuất thông báo là console.write-line ha. Write-line. Ghi là mời bạn nhập vào một góc. Thử ra là in góc ha, bằng như là convert chấm toin 32 à, rồi console.read lại. Đó. Vậy quy tắc trong lượng giác thì chúng ta phải đưa cái góc đó về radian. Chúng ta có thì double ha. Radian bằng m.b đúng không? m.b nhân cho góc chia 180 đúng không? Đó là đưa một góc về radian. Sau đó chúng ta phải tính ha. Lượng giác ví dụ này có là console.write-line. Đó nghĩa là sin nè, sin bằng vậy là tên sin của góc bằng mét chấm sin của radian ha. Ở đây mới để là gì? Bằng một này này ha. Đó. Cái góc này nè. Nó gắn cho số 0 này nè. Rồi, còn mét chấm sin này nè. Đây là nó gắn cho số 1 này nè. Bây giờ ta sẽ chạy lên ha, ta test thử này. Nhập vào cái A. Thì A bằng 5. B bằng 2 đi ha. Nhập vào một góc, ví dụ là góc thầy là cho là khoảng là 30 độ. Thì sin 30 độ bằng 0.5 đúng không? Đó. Rồi tương tự như vậy chúng ta có thể gì tính code gì đó về công nghệ cao này, Ctrl C cái này ha, rồi Ctrl V sửa code sin này thành cos. Đúng không? Đây. Cái mét chấm sin thành mét chấm cos. Đây. Tương tự ta thể tính tan ha, tan. Đây, mình sẽ cốt thành tan. Rồi. Để tính cô tan thì có phải là một chia tan không? Một chia tan hoặc là cốt chia sin. Để test thử chạy lên thử này. A bằng 3 đi ha, B bằng 3 đi. Đó, mời bạn nhập vào góc vậy là 30 độ. Vậy đấy là sin 30 độ bằng 0.5, cos 30 độ bằng một nồi đây à. Rồi tan này, cotan này không? Rồi đây là ví dụ về tính lượng giác ha. Bây giờ chúng ta thử qua một số hàm một khác, như vậy là hàm round để chúng ta làm tròn chẳng hạn. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn làm tròn ha, là ta phải khai báo ha, là double đi ha, một double nào đó, một cái x bằng, thầy gõ đại vô là 7.1 nồi này, chấm một nồi sao đây, mình tần suất kết quả ra ta gọi là console ha, chấm write-line, x ban đầu bằng x. Đây. Console.write-line ha. X sau khi làm tròn. Đây là m.round. Ví dụ là truyền vô là x để làm tròn 2 đến 2 cái số chấm phân, phải 2.
chúng ta muốn 3 chúng ta phải 3, chúng ta muốn 0 chúng ta phải 0. À, chúng ta chạy lên thử à. Chạy lên. F5. Đây, A bằng 2 đi, A, B bằng 4 đi. Đó, rồi nhập vào một góc ví dụ là khoảng 45 độ. Đây. Đấy, x ban đầu là này ha. Thì x ban đầu nó là 7.786 gì đó. Sau đấy chúng ta thấy làm tròn này, làm tròn chúng ta là round của 2, tức là làm tròn thứ 2 thập phân đằng sau đấy là 78 này. Mà đằng sau 8 là số 6, vậy thì ra làm tròn lên bằng 9 đúng không? Như vậy là 7.79. Rồi như vậy đây là cái ví dụ về cái hàm mét ha. Một số hàm khác chúng ta sẽ tương tự, chúng ta sẽ làm ví dụ là sin hay floor, chúng ta sẽ tự kiểm tra chúng làm ha, hay là cái hàm về giá trị tuyệt đối như là ABS vân vân. Bây giờ chúng ta qua cái phần lý thuyết tiếp theo ha, một số hàm tiếp theo. Đó là hàm xử lý ngẫu nhiên. Thì trong các ngôn ngữ lập trình thì xử lý ngẫu nhiên khá là quan trọng, đặc biệt là chúng ta làm các dự án liên quan đến xác suất thống kê, tại vì thống kê là chúng ta thường thường chúng ta làm ngẫu nhiên ha. Đó. Thì ngẫu nhiên thì khi chúng ta thống kê hay chúng ta làm báo cáo trong một cái gì, cái nhóm ngẫu nhiên nào đó thì giá trị nó sẽ mang tính khách quan hơn. À. Hoặc là chúng ta thì yêu cầu máy tính ra những cái tập cái số ngẫu nhiên để chúng ta làm các mục đích khác ha. Ví dụ là chúng ta có thể nhập mảng để chúng ta test cũng được ha. Bây giờ chúng ta vào cái phần sử dụng cái random này ha. Thì chúng ta sẽ khai báo là cái random bằng new random ha. Thì chúng ta sẽ kích hoạt một cái đối tượng mà có khả năng xuất cái số ngẫu nhiên này. Thì ở đây chúng ta có cái hàm thứ nhất đó là hàm net. Hàm net có một đối số ha. Thì ý nghĩa nó là trả về cái số ngẫu nhiên từ 0 cho tới nó trừ 1. Ví dụ là ở đây chúng ta truyền vào 100 thì trả số ngẫu nhiên từ 0 tới 99 ha. Tức là thầy ghi là đoạn này, đoạn từ 0 cho tới tiệm cận đến 100 ha. Như vậy là từ 0 đến 99. Đây là chúng ta muốn xuất số ngẫu nhiên là từ âm 50 cho đến 101 ha. Thì ở đây chúng ta có thể truyền đây là 102 cái này đúng không? 102 cái này trở lại đó. Là trừ 50 cho đến 102. Như vậy thì nó chạy từ âm 50 cho đến 101 ha. Hay là chúng ta muốn xuất cái số ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 cho đến tiệm cận tới 1 thì chúng ta dùng hàm là net double ha. Net double để trả về số ngẫu nhiên từ 0 cho tới sát tới 1, tức là một số rất là vô tận ha. Chỗ này số vô tận là từ 0 đến 1, thực ra nó vô tận, tại vì là 0.01, 0.0001, 0.002 gì đó, rất là dài ha. Như vậy thì hàm chúng ta muốn xuất số ngẫu nhiên trong cái đoạn số thực từ 1, từ 0 cho đến gần 1 thì chúng ta dùng hàm net double ha. Rồi bây giờ chúng ta thử ví dụ ha, về cái random này á. Bây giờ chúng ta quay lại cái phần visual, bây giờ chúng ta comment lại cái test toán học ha. Bây giờ chúng ta làm cái hàm gọi là static, rồi là test random. Đây. Ý là hãy xuất số ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 cho tới 100. Như này luôn ha, từ 0 tới 100 luôn, tức là đoạn ngọc vuông này là đoạn này, tức là đến hết từ 0 đến 100 luôn. Thì chúng ta có thể làm là cái in một cái x này. À, chúng ta khai báo cái random chứ ha, một cái random. À, random RD ha. Bằng new random. À, new random tức là đây là chính là cú pháp để tạo ra một đối tượng có thể tạo ra số ngẫu nhiên. Thì chúng ta khai báo là random RD bằng new random. Đây là RD à, bằng net đoạn từ 0 tới 100. Như vậy ở đây chúng ta 0 tới 100 tức là truyền là 101. Yeah. Đó. Tại vì 101 thì nó là số ngẫu nhiên là từ 0 tới n trừ 1, tức là 0 tới 101 trừ 1. À, như vậy nó là 0 tới 100 ha. Thì chúng ta có thể xuất ra là gần số ha. À, chấm right line. Rồi. Máy ra số ngẫu nhiên bằng x ha. Ở đây chúng ta nhớ có thêm cái console.output encoding ha, bằng encoding.utf8. Rồi. Kết thúc này chúng ta nhớ dừng lại ra ngó ha, console.bitline. Rồi trong main này chúng ta gọi ha là test random. À, nó gọi hàm nó tiện ha. Thì chúng ta sẽ là F5.
Rồi, máy này số ngẫu nhiên là 6 rồi, bây giờ chúng ta chạy lại này, chạy lại lần nữa. F5. À, là 49 nào, mỗi lần chạy ra là số ngẫu nhiên khác nhau. Bây giờ chúng ta thử là một cái double ha. D nào đó bằng rd.net double. Vậy thì máy ra số ngẫu nhiên ha. D F5 này. À, số ngẫu nhiên ạ. Dạ. Như vậy giả sử như đề bài người ta nói là hãy xuất cái số ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 cho tới 10 mà số thực thì làm như thế nào? À, thì ở đây chúng ta chỉ cần nhân cho 10 thôi. À, nhân cho 10. À, nguyên chỗ này này. Thì ở đây nó đoạn nó chạy từ 0 tới tiệm cận tới 1 mà chúng ta lấy từ 0 tới tiệm cận 10 thì chúng ta có thể nhân cho 10 ha. Là ra thôi. À, hoặc là muốn tính tới 100 thì chúng ta nhân cho 100, tức là muốn xuất cái số ngẫu nhiên mà dạng số thực mà nó lớn hơn 1 đó thì chúng ta cứ lấy cái giá trị đó nhân cho cái net chấm double này là xong thôi ha. Ví dụ là lấy số ngẫu nhiên là số thực trong đoạn từ 0 tới 100 thì chúng ta lấy rd.net double nhân cho 100 ha. Rồi đây là ví dụ à về cái net và net double ha. Ngoài ra nó còn có cái lệnh đó là net có hai đối số ha. Ví dụ chúng ta có là in một cái biến y nào đó bằng ha rd.net có hai đối số này. Thì thầy truyền là đây là số 50 ha. Truyền vào đây là số 150 thì nó sẽ xuất ra số ngẫu nhiên trong đoạn từ 50 tới 149 nha. Rồi như vậy là thầy vừa hướng dẫn xong cái phần cái hàm random ha, để xuất cái số ngẫu nhiên, cụ thể là xuất số ngẫu nhiên kiểu in và xuất số ngẫu nhiên của double ha. Bây giờ chúng ta qua cái hàm tiếp theo mà chúng ta thường gặp nữa ha. Đó là cái hàm về ngày tháng, xử lý ngày tháng ha. Rồi xử lý ngày tháng trong C# chúng ta sẽ dùng lệnh là DateTime. Dùng cái kiểu dữ liệu đó là DateTime. Thì DateTime bằng new DateTime thì nó truyền như sau, đó là năm tháng ngày ha, nó có ba đối số thì truyền vô là năm này tháng ngày, ví dụ đây là ngày 25 tháng 2 1970 đó. Và chúng ta muốn xuất ra màn hình thì ở Việt Nam mình ấy thông thường thì ngày tháng năm người ta muốn xuất theo là ngày tháng năm luôn ha, còn một số nơi người ta là tháng ngày năm hay là năm tháng ngày, nhưng đối ở Việt Nam mình thường là ngày tháng năm. Thì ở đây chúng ta có cú pháp chúng ta được dùng nhiều nhất này là dd sẹt mm sẹt ii. Thì chú ý là ở đây m hoa nhá. Thì D là đại diện cho ngày. Đấy này. D là đại diện cho đây á. Đây chính là ngày đó ha. Đây chính là ngày. À. Còn M ha. M là đại diện cho mân. Tiếng Anh đó ha. Thì đây chính là tháng. À. Và Y ha. Là chúng ta đại diện cho năm. Y là year này. À. Là năm. Thì chú ý là M hoa ha. M hoa là tháng ha. Còn M nhỏ là... minute. Do đó mà em gõ mở thường gọi là đây là sai, là chật ngay ha. Thì tại sao là hai ký tự? Ha, tại sao là hai ký tự? Thì hai ký tự nghĩa là gì? Nghĩa là những cái tháng nào, ngày nào mà nhỏ hơn 10 thì tự động nó thêm số 0 đằng trước. Ví dụ là ở đây là ngày mùng 9 thì nó tự động thêm số 09 đằng trước. Hay là tháng 2 thì tự động thêm là 02. Như vậy thì nó sẽ thống nhất từ đầu chí cuối là nguyên cái cụm ngày tháng năm này này là nó sẽ có gì? Ha. Là có 10 ký tự đúng không? Thì nó sẽ đều răm rắp từ đầu đến cuối nhìn rất là đẹp ha. Và đây là ví dụ thứ nhất ha, là chúng ta xuất cái ngày tháng năm ra theo cái tiếng Việt của mình ha, là ngày rồi đến tháng rồi đến năm. Ngoài ra chúng ta có thể gì? Chuyển đổi một cái ngày tháng năm có cái chuỗi trở thành một cái đối tượng là ngày tháng năm ha, cụ thể ha. Ví dụ là ở đây chúng ta có một chuỗi là 05-02-2016. Thì đây chính là một chuỗi tháng này, nhưng ngày tháng năm này, nhưng nó là một cái chuỗi thôi. À, chúng ta cần đưa một chuỗi này về ngày tháng năm. Như vậy thì C# nó tự động nó hiểu là cái chuỗi này nếu như anh nhập đúng là ngày tháng năm, thì tự động nó đưa cái chuỗi ngày tháng năm này về đúng đối tượng DateTime ha. Còn khi chúng ta cố tình nhập sai, ví dụ ở đây chúng ta phang cái tháng 13 vô nó chạy sai, thì nó có thể là một là báo lỗi hoặc là nó di chuyển qua cái tháng kế tiếp. Nhưng mà chúng ta cố gắng là nhập cho đúng cái này ha. Rồi bây giờ chúng ta thử làm ví dụ cho phần DateTime này ha. Tương tự ở đây em comment lại để test random, bây giờ em làm là đây là làm static ha, void test date time. Rồi bây giờ chúng ta thử ha, ta có là
À, dead time này. À, ví dụ là một cái D nào đấy ha, bằng new dead time ha. Năm 1970 tháng ha. Và ngày. Rồi, để ta thử xuất thông tin ha, vậy là console ha. Vài like. Rồi. Ta truyền vào ha là D chấm gì? ToString ha. DD MM EE EE. À. Ở đây chúng ta gọi thêm lệnh là console.readline để dừng lại ha. Nó chạy này. Comment chúng ta gọi là test dead time. Chạy ha. Đó. 27 tháng 1. Thì bây giờ giả sử như chúng ta chỉ có một cái xuất ra tiếp ha. Là DD. Rồi. Mà chạy này. Thấy không? Nó khác khác biệt đâu. Đó, nhỏ hơn 10 nó không thêm không trước thì nhìn nó xấu á, tự phải đều lắm đắp từ trên dưới. Còn ngoài ra chúng ta thử là ví dụ là chúng ta có là console.readline ha. Mời bạn nhập vào năm sinh gì đó. À, ta có là string ha s bằng ha. console.readline. Ta đưa về ha, dead time này. Một cái birthday bằng dead time ha, chấm bạc. Chuyển s vào. Rồi chúng ta phải xuất thông báo ha, console.readline. Bạn sinh tháng gì đó ha, ví dụ tháng nói chuỗi luôn ha, thì là birthday chấm mân à. Rồi bạn sinh năm ha, ta phải chấm dia luôn à. Rồi bạn sinh ngày gì đó ha, đó là đây. Rồi ta quan sát ha. Ở đây chúng ta thêm một là console.output encoding ha, ta gọi là encoding UTF-8. Chạy lên ha. Rồi, chạy lên này. F5. Mời bạn nhập năm sinh, năm sinh gọi là ngày mùng 1 tháng 1 1998, enter ha. Đây là bạn sinh tháng 1 ha. À, năm 1998, ngày sinh thứ 1, đúng không? Nó chạy lên, nó nhập ngày năm ngày tháng sinh khác rồi, F5 này. À, ngày 25 tháng 2, 1995. Đó, bạn sinh là tháng 2, ha. À, năm 1995, ngày 25. Ok chưa? Rồi, như vậy, tới đây thầy đã kết thúc xong phần lý thuyết về các hàm cơ lý thuyết về phần gì các thư viện mà chúng ta thường dùng trong C#, cụ thể là chúng ta về nhập xuất về ngày tháng năm, rồi về số ngẫu nhiên, rồi về toán học thì ở đây chúng ta sẽ có nhiều bài tập về nó ha. Thì khi mà đưa lên thì thầy sẽ có một danh sách bài tập để chúng ta sẽ làm theo về nó ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ gì coi lại lý thuyết phần này ha, chúng ta tự làm một số bài về liên quan tới những cái hàm về xử lý ngày tháng năm, hàm về số ngẫu nhiên ha, về toán học ha. Chúc em thành công. Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong một số phần đầu tiên về C#, đó là cách khai báo biến kiểu dữ liệu, các hàm, rồi if, else, with, where, for, do, why, vân vân ha. Hay là chúng ta làm thêm một số thư viện như là về random, về ngày tháng năm, về nhập xuất dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tổng hợp về vấn đề sử dụng ở những cái bài mà chúng ta đã học trước ha. Cụ thể là chúng ta sẽ làm về các vòng lặp, về cái số ngẫu nhiên, để chúng ta sẽ làm một cái game về đoán số. Thì mô tả game đoán số như sau ha. Là máy tính sẽ ra một cái số bất kỳ trong đoạn từ 0 tới 500, thì người chơi sẽ tiến hành đoán số máy ra
và chỉ được phép đoán sai tối đa 7 lần ha. Thì mỗi lần đoán sai thì phải thông báo cho người chơi biết là cái số người đoán nhỏ hơn hay là lớn hơn cái số của máy. Và sau khi kết thúc game thì thắng hoặc thua do đoán sai 7 lần đó, thì hỏi người chơi có tiếp tục hay không ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cái vòng lặp vĩnh cửu đu quay học quay ha, rồi với phần random, rồi nhập suất dữ liệu để chúng ta so sánh nha, chơi game này ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài, chúng ta đóng cái project này ha. Solution, chúng ta new một cái project đặt cho thầy là bài 10. Bài 10 ha. Bây giờ thì làm một cái là static void, một cái lệnh chơi ha. Chơi ha. Thôi ta thử ha, là khai báo cái random, random ha, bằng new random. Rồi chúng ta ghi là in là số của máy này ha, số của máy sẽ bằng ví dụ là random.net. Đề bài yêu cầu là từ 0 đến 500 đúng không? Vậy ở đây chúng ta truyền là khoảng 501. Số của máy. Bây giờ yêu cầu là người chơi đoán số đúng không? Mà ở đây chúng ta để ý là chúng ta khi nào thắng tức là đoán đúng thì ngừng, và đoán sai quá 7 lần thì chúng ta ngừng ha. Như vậy đây chúng ta có một vòng lặp vĩnh cửu là chạy khi nào nó thỏa một trong hai điều kiện đó thì nó ngừng. Và đây chúng ta có thêm cái là in là số của người ha, người, rồi in là số lần đoán ha, số lần đoán mà chúng ta tối đa chỉ được đoán 7 lần mà thôi, tức là 7 lần mà vẫn không trúng thì coi như là bị chúng ta sẽ báo là bạn sẽ chơi game go over ha, game go over ha. Rồi bây giờ chúng ta cho là trong khi ha, trong khi true đi, luôn luôn đúng, trong khi true. Ở đây chúng ta có thể ghi là console ha, console.write này. Tức là máy ha, máy đã ra một số trong đoạn từ 0 tới 500 ha. Đây. Mời bạn đoán. Mời bạn đoán ha. Thì bây giờ chúng ta đoán đi. Chúng ta mời người ta nhập vào đúng không? Số. Đoán hay là số của người bằng ha. In chấm bạc của console. Chúng click like. Nhập một số từ bàn phím để chúng ta so sánh ha. Cái câu thông báo này chúng ta có thể để ngoài ha, ví dụ là tôi đã đưa đây này, rồi đưa ra ha. Máy ra một số, mời bạn đoán. Bây giờ người ta đoán này thì phải kiểm tra là nếu số của người bằng số của máy. Số của máy ha, số của máy. Là thắng đúng không? Thắng là đoán đúng, vì đoán đúng. Thì ta đánh thôi. Ngừng đoán ha. Đây. Nếu ha. Đây mỗi lần đoán thì chúng ta cũng phải nhớ là tăng số lần đếm là số lần đoán ha. Số lần đoán nó bằng cộng cộng ha, tăng lên thì là 7 lần là ngừng đúng không? Rồi. Nếu số của người mà nhỏ hơn số của máy thì phải thông báo cho người ta biết ha. Thông báo như thế nào? Cần sơn chúng ta lại ha. Số bạn đoán nhỏ hơn số của máy này em ha, nếu tôi báo là số bạn đoán lớn hơn số của máy, được chưa? Đầu tiên là nếu mà nó đúng này thì nó ngừng, nhưng mà nếu mà chạy xuống đây rồi mà không được đúng không, thì chúng ta kiểm tra là nếu này mà số lần đoán mà nó bằng 7 thì rõ ràng là chúng ta break đúng không?
À. Số lần bằng 7. Bằng 7 tức là đã đánh 7 lần rồi mà vẫn không trúng. À, mà vẫn không trúng tức là ngừng. Thì ở đây chúng ta có thể chốt thông báo ha. Thông báo cái này này. Nghĩ là console chúng lại lại ha. Lại lại. Game over. Bạn đã đoán quá. 7 lần. Đó. Thì rõ ràng là khi game over là đoán 7 lần đúng không? Là game over. Còn ngay trên chỗ này này là đoán đúng là thắng này. Đó. Như vậy ở đây chúng ta lên xuất ra là console.write-line à. Bạn đoán à, lần thứ à, lần thứ đoán đúng không? À, số lần đoán. Rồi, bạn đoán lần thứ. Như vậy ở đây chúng ta xuất thông báo rồi ha, là console.write-line. Chúc mừng bạn đã đoán đúng. À, đoán đúng à. Là số của máy. Này ha. Là số của máy. Rồi. Vậy đây ta thấy là gì? Đầu tiên chạy vào ha. Nó gọi hàm chơi. Đó, đa số ngẫu nhiên. Máy ra một số nào đó ha. Đó. Thì với người chơi ha. Thì cứ đoán số. Đoán số ha. Mỗi lần đoán thì chúng ta tăng số lần đoán lên. À, và nếu mà đoán đúng ha, số người bằng số máy thì chúng ta xuất thông báo là chúng ta chúc mừng đúng không? À, chúc mừng bạn nào đoán đúng ha, thì nó ngừng. À, tức là trường hợp thứ nhất là đoán đúng cũng ngừng vòng lặp. À. À, nếu như chúng ta đoán sai thì phải thông báo cho người ta biết là mình số nhỏ hơn hay lớn hơn à, số máy ha. À, sau đó mà chúng ta đoán rồi mà đã tới 7 lần mà vẫn không đúng thì chúng ta xuất thông báo là gì? Game over ha. Thì bây giờ chúng ta thử gọi cái lệnh chơi này ha, coi nó có chạy được không. Gọi lệnh chơi này. Ném 5 ha. Ví dụ là máy đã đoán một số. Mời bạn đoán là cái này chúng ta quên dấu tiếng Việt ha. Và ở đây chúng ta bổ sung cho thầy chỗ này. Em lên đây ha. Ta bổ sung cho thầy là console. Chấm ma bút ha, em có đình. À, em có đình ha. UTF8. Rồi ta chạy ha. À, mời máy đã ra một số từ 0 đến 500 mời bạn đoán. Nha. À, thì đây chính là cái game đoán số kiểu dạng nhị phân, tức là chúng ta cứ chia đôi để chúng ta chơi. Ví dụ là từ 0 đến 500 thì chúng ta không biết gì hết, chúng ta nhà vô chúng ta chia đôi ra, 500 chia 2 là 250 nè. Đó. Thì thông thường những lần đoán nhị phân này thì người ta thống kê là chúng ta khoảng cứ 7 lần thì chúng ta có thể đoán đúng ha, có thể đoán đúng rồi. Rồi, bây giờ nó báo tiếp là bạn đoán lần thứ 1 là số bạn đoán là lớn hơn số của máy. Tức là chúng ta ở phía trên đúng không? Tức là chúng ta sẽ trong đoạn từ 251 cho đến 500. Thì chúng ta lấy cái đoạn trên nó chia đôi ra. À, tức là cái đoạn trên chúng ta chia đôi ra là 250, chúng ta chia đôi ra đúng không? Là chúng ta khoảng 125. Như vậy thì 125 cộng cho 250 là chúng ta ra khoảng là 400, là gọi 400 bộ ha. Là cái chia đôi phía trên đó ha. Rồi. Rồi, tiếp tục là số bạn đoán lần thứ hai là số bạn đoán vẫn lớn hơn số của máy, tức là chúng ta vẫn ở cận trên là từ 400 500, ta chia đôi 400 500 ra còn 100 đúng không, à còn 50 đúng không, như vậy là 450 nhỏ vào là 450. Rồi tiếp tục ha, bạn đoán lần thứ ba chúng ta vẫn gì lớn hơn số của máy ha, thì chúng ta gì à, ta kiểm tra cái lệnh này đúng không ha. À đúng rồi. Rồi tiếp tục mình vẫn lớn hơn số máy, tức là chúng ta từ đoạn 50 phía bên trên đó ha, vậy ta chia 50 ra là 25, như vậy chúng ta là gì 475 đúng không, ta gọi là 475 à, của ta vẫn lớn hơn số của máy. Ta tiếp tục phía trên ra là còn 25 mà ta chia ra là 12 đúng không, vậy 12 đây là
85, 485. À, 487 ha, 487. Ồ, vẫn còn lớn hơn. À, nãy giờ thầy chạy bị sai rồi ha. Đây là ta lớn hơn thì chúng ta phải gì lấy cái cận dưới mới đúng ha. Ta lớn hơn mà chúng ta chạy cận trên là sai rồi ha. Vậy thì cố tình gõ tiếp này. À, gõ tiếp này. À, game over ha. Đây giờ chúng ta chạy lại ha. Để chia đôi để chị này. À, tức cứ chia đôi ra để chúng ta chạy game này ha. Chạy lại ha. Em 5. À, đầu tiên cứ chia đôi ra là gõ 250. À, bạn đoán lần thứ 1 tức là số bạn đoán nhỏ hơn số của máy. Vì chúng ta nhỏ hơn tức là cái chúng ta phải đoán cận phía trên đúng không? Phải không? À, biết à, tại vì chúng ta gõ 250 mà nó báo là số bạn đoán nhỏ hơn số của máy, tức là số của máy nó là từ 251 cho tới 500. Thì chúng ta lại lấy cận phía trên đúng không? Nhỏ hơn thì chúng ta phải lấy phần lớn hơn bên trên đúng không? Vậy chúng ta chia ra ha. À, ta lấy từ 250 cho đến 500 chia ra là giờ chúng ta cũng lấy gì? Là khoảng 125 đúng không? 125 như vậy là chúng ta khoảng là 300 mấy đó ha. 125. Như vậy là 370 mấy đó ha. À, 370 đi, gọi đại vào đi ha. Rồi tiếp tục. À, số bạn đoán lần thứ hai vẫn nhỏ hơn số của máy. Vậy chúng ta nhân lên nữa, từ là 370 cho đến 500 chút là chúng ta còn khoảng là 130 đúng không? 130. Rồi 130 chúng ta chia đôi ra thì chúng ta khoảng là chúng ta có 65. À, ta lấy ra 65 ha. Vậy là 65 chúng ta cộng cho 370. Như vậy chúng ta khoảng là 435 gì đó ha, 435. Tiếp tục ha. Là số bạn đoán lần thứ 3 vẫn còn nhỏ hơn số máy, tức là nó còn phía trên nữa ha. Từ 35 cho đến 500, 435 cho đến 500 chúng ta còn là khoảng là 65 chia 2 ra chúng ta khoảng là 32 ha. Như vậy là chúng ta khoảng là 467, vậy gọi là 467. Đó, đã đúng á, ngay đây đúng rồi. Ở đây thầy quên cái lệnh control ha. Lệnh control. Control chấm ngay chỗ này này. Ta phải có gì? Control ha. Chấm hit line để chúng ta dừng lại, chúng ta ngó kết quả. Chỗ này này, kết thúc này đi ha. Control hit line. Chạy ha. Đó là chạy lại game này. À, chia đôi ra là 250. Số bạn đoán lớn hơn số của máy, tức là số máy nó ở bên tay trái, thì chúng ta lại giảm một nửa đi ha. Vậy là chúng ta giảm một nửa bên dưới đi, tức là 250 chúng ta chia đôi ra ha. Như vậy là chúng ta sẽ còn là gì? 125 đúng không? Đây. Thì tới đây là gì? Số bạn đoán vẫn còn lớn hơn số của máy về phía dưới nữa ha. Như vậy là 125 chúng ta chia đôi ra chúng ta khoảng là 6 mấy. À, 62 đi ha. Được rồi. Rồi, đây là bạn đoán lần thứ 3 là vẫn lớn hơn số của máy ha. À, như vậy thì nó phải ở bên dưới nữa. Thì chúng ta chia đôi ra chúng ta là 31. Rồi tới đây ha, là bạn đoán lần thứ 4 là số bạn đoán vẫn còn lớn hơn số của máy. Như vậy 31 chia đôi ra ta gọi là 15. Rồi tới đây ha, là số bạn đoán vẫn lớn hơn số của máy. Vậy ta chia đôi ra là 7. Ở đây là số bạn đoán ha, nhỏ hơn số của máy. Vậy ở đây chúng ta nhớ là từ đoạn 7 đến 15 ta chia đôi ra. À, như vậy là còn 7 đúng không? 7 chia đôi ra là 3. 3 với 7 là 10, chúng ta gõ thử số 10 rồi. À, bạn đoán lần thứ 7 là số bạn đoán nhỏ số máy là game over ha. Bạn đã đoán sai quá 7 lần, tức là chúng ta vẫn đoán chưa đúng. Vậy ở đây chúng ta nên xuất ra này, khi game over thì phải cho biết là máy ra số gì ha. À, đang có bài này. Ta nên xuất thông báo là console chấm write line ha. Số của máy là rồi, số của máy ha. Rồi, à, tức là chơi game này là ngoài chúng ta lỗ không ha. F5. À, chúng ta cứ nhà vào ha. Chúng ta chia đôi ra là 250. Bạn đoán lần thứ nhất, số bạn đoán nhỏ hơn số của máy, tức là số máy ở cận trên. Như vậy chúng ta lấy là từ 251 tới 500 ta chia đôi ra là 125. Như vậy là ở đây chúng ta gõ vô là 370 ha. 370. Để tiếp tục là số bạn đoán vẫn nhỏ hơn số của máy, tức là chúng ta từ gì 370 tới 500 ta chia đôi cái đoạn bên trên ra ha. Như vậy ở đây chúng ta có là khoảng
130 đúng không? 130 chia đôi ra là khoảng là 65. À, vậy 65 cộng cho 370, vậy như chúng ta gọi là gì? 435. À, 435. Rồi. Thế đây thì số bạn đoán này lớn hơn số của máy. Như vậy thì trong đoạn từ 370 đến 435, chúng ta chia đôi ra ha. Như vậy là tới đây chúng ta là 370 đến 435 ha. Ta chia đôi ra này là khoảng 60. À, 60 ha. 64 thì chia cho 2 là khoảng 32 ha, khoảng 32. Như vậy là chúng ta nhập vô đó là khoảng 400, à, 402. À, thì 402 là số của ta đoán vẫn lớn số của máy. Như vậy thì trong cái đoạn là từ 370 cho đến gì 402 ta chia đôi ra, à, nó khoảng là 30 đúng không? 32 chia 2 ra nó khoảng là 16. À, như vậy là 370 cộng cho 16 ha, như vậy là chúng ta ra là máy đây là 386 ha, 386. Rồi, đến đây hay là số bạn đoán lại nhỏ hơn số của máy. Như vậy nó phải ở trên từ là 386 cho tới 402. Vậy chúng ta chia đôi ra đó, ha. Chia đôi ra là đây chúng ta có là 6 chia đôi là 3 đúng không? 3. Như vậy thì 386 cộng cho 3 thì là 389. 389. À, vẫn còn nhỏ hơn số máy. Như vậy từ 389 đến 402 chúng ta chia đôi ra hai vậy là 3. Như vậy chúng có nó có khả năng đó là 340, à, có thể là 390. Đã đánh sai luôn rồi. 393 là, chứ không không phải là 390, ta đánh sai ha. Tức là bạn đã đoán lần thứ 7 rồi mà số bạn đoán vẫn nhỏ hơn số máy ha. À, là số của máy là 393. À, như vậy nên là thầy lỗ sặc máu ha, không còn đụng nào cả. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta cho chương trình là sau khi game over rồi hỏi là người ta có tiếp tục chơi nữa hay không ha. Thì ngay chỗ này nè, à, chúng ta sẽ gì trong khi ha ru ha. Rồi anh chơi ha, thầy hỏi là cần sơn chúng quay lại ha, chơi nữa không, là có và không ha. Thì chúng ta có là string là s bằng cần sơn chấm deadline, à vậy thì nếu ha s bằng không break ha, không thì break, còn không thì chúng ta gọi lại lệnh chơi đó đó, f năm chạy ha, chạy này. À, thì ráng chơi thắng cái game coi. 250. À, bạn đoán lần thứ 1, số bạn đoán nhỏ số của máy, tức là số máy ở phía trên. Thì 250 chia đôi ra 125, ta cộng vô là khoảng 370 ha. 370. Tiếp tục là số ta lại lớn số của máy, như vậy từ 250 cho đến 370 là ta lại chia đôi đoạn này ra ha, là 125 ta chia đôi ra. Chúng ta khoảng là 62 gì đó ha. Vậy 62 vậy ở đây chúng ta là khoảng 312, gọi là 312 bằng. Rồi, vậy số của ta lại vẫn lớn số của máy, như vậy là từ 250 đến 312 là ở đây chúng ta có 60 chia 2 là 30 ha, như vậy là khoảng là 280, gọi đại là 280 gọi bừa qua đi ha. Đó. Đến đây là nhỏ hơn số của máy, như vậy từ 280 đến 312 ta chia đôi ra ha. Như vậy là chúng ta có là 20 cộng 10 30 chia là 15, như vậy ở đây là 395. À, không phải là 295, nó gọi là 295. À, thế là ta lại lớn hơn số của máy, như vậy để 295 đến 280 ta chia đôi ra ha. À, ta chia đôi từ 280 đến 295 ha. Vậy là 15 nhân là 7, như vậy là 287. Nó gọi là 287 ha. 287. Ha, à, bạn đoán lần thứ 6, chúc mừng bạn đã đoán đúng ạ. Số của máy là 287 ha. Bây giờ hỏi là có chơi nữa không? Có. Thắng mà chơi nữa đi ha. Là máy đã ra một số rồi mời bạn đoán, ta có bừa vô, để chúng ta bị sai ha, có bừa vô đây đây. À, game over ha, bạn đã đoán có 7 lần số của máy là 59. Chơi nữa không? Mày chán rồi ha, lỗ quá sặc máu rồi. Chúng ta về để chạy show ôm tiếp thôi. Thì gọi bị K là không chơi nữa ha. Enter. À, vậy nó kết thúc chương trình ha, nó sẽ không hỏi chúng ta nữa ha. Rồi, như vậy là tới đây đã thầy đã kết thúc xong cái logic tổng hợp ha.
để chúng ta ôn tập lại cái vòng lặp while à. Rồi chúng ta dùng nhập xuất và cái random như thế nào ha. Và sau đó chúng ta thử chơi cái game mà dạng nhị phân này để chúng ta để biết tính toán ha, để giải trí, để giúp chúng ta dễ học và hành nó tốt hơn ha. Rồi các em nhớ làm lại bài này để chúng ta test ha, hoặc chúng ta có thể nâng cấp lên cái game này ha. Ví dụ như là chỉ được đoán số lần ít thôi ha. Bây giờ thay vì là không được đoán nhị phân phải dùng cách nào đó để đoán ha. Rồi các em làm lại bài này ha. Chúc em thành công. Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài debug trong C#. Thì chúng ta chú ý là ngôn ngữ lập trình C# được dùng bằng công cụ là Visual Studio để chúng ta lập trình ha. Thì trong các công cụ Visual Studio này nó có chức năng là debug để giúp chúng ta dễ dàng gỡ lỗi trong quá trình lập trình. Thì cụ thể trong cái bài debug trong C# này chúng ta sẽ học những gì ha. Thứ nhất là chúng ta phải giải thích được là tại sao chúng ta phải chạy debug, và thứ hai đó là cách thức chạy debug như thế nào ha. Thì thầy giải thích sơ qua như sau là tại sao chúng ta phải chạy debug. Thì trong quá trình coding thì lập trình viên thường gặp nhiều lỗi ha. Thứ nhất đó là lỗi biên dịch này, lỗi thực thi này, lỗi sai logic nha. Thì nguy hiểm nhất vẫn là cái lỗi sai logic, là sai yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng. Thì chúng ta phải debug để tìm ra nguyên nhân. Thì trong phần là lỗi biên dịch thường là dành cho những người gọi là bắt đầu lập trình ha. Gọi đây là cái lỗi gọi là cơ bản, gọi là lỗi amateur ha. Tức là mới học thì viết đâu sai đó, đỏ rè tới đó ha. Còn lỗi thực thi cũng dành cho những người amateur, tức là bắt đầu chúng ta học lập trình nhé. Vào thì chúng ta có thể xảy ra lỗi như là lỗi chia cho không chẳng hạn, hay là lỗi nhập liệu chẳng hạn, vân vân. Và cái lỗi mà lập trình viên hướng tới đó là lỗi sai logic. Thường cái lỗi này là rất khó tìm ra, mà tìm ra rồi thì cũng rất là khó sửa ha. Thì thường là trong công ty có nhóm QA ha, nhóm Quality Assurance, tức là nhóm đảm bảo chất lượng phần mềm, họ sẽ test cho mình ha, và tìm ra những lỗi là sai nghiệp vụ. Và dựa vào cái này để chúng ta có thể sửa cho đúng nghiệp vụ của khách hàng ha. Tại vì sang vụ coi như chật là chết rồi ha, làm phải làm đúng yêu cầu chứ còn chạy được nhưng mà sai định như không ha. Như vậy thì chúng ta sẽ vào là cách thức chạy debug trong Visual như thế nào ha. Thì chúng ta để ý là trong Visual Studio nó đã tích hợp sẵn công cụ gỡ lỗi chương trình gọi là debugger ha. Thì đây là công cụ khá mạnh, cho phép lập trình viên có thể đi qua từng dòng lệnh trong chương trình ha, đi vào chi tiết với các phương thức được gọi và xem các giá trị, các biến thay đổi trong quá trình thực thi các dòng lệnh ha. Và chúng ta cũng có thể thay đổi được các thông tin này. Như vậy thì cái việc gỡ lỗi bằng công cụ Visual Studio thường được thực hiện theo các bước sau. Em chú ý đó là đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái breakpoint. Thì cái breakpoint là gì chúng ta thể sẽ nói ha. Sau đó chúng ta thực thi chương trình ở chế độ debug, tức là chúng ta nhấn phím nào để nó chạy chế độ debug ha. Và chúng ta sẽ quan sát và đánh giá các giá trị của biến, còn nó đúng hay không ha, nó chạy tới đâu, giá trị như vậy là phù hợp hay không ha. Rồi chúng ta thực thi dòng lệnh tiếp theo và tiếp tục quan sát giá trị ở các biến từng dòng lệnh cho đến khi phát hiện ra lỗi ha. Và chúng ta dừng gỡ lỗi. Khi mà chúng ta sửa xong rồi thì dừng ha. Dừng gỡ lỗi ra xong rồi chúng ta có thể chỉnh sửa nữa ha, nếu như có nhu cầu. Và như vậy thì đến phần đặt breakpoint, thì chúng ta ý là cái từ khóa breakpoint tức là cái điểm dừng trên các dòng coding mà ta nghi ngờ nó gây ra lỗi. Tức là khi chúng ta chạy lên cho thấy kết quả là sai thì chúng ta dự đoán là cái dòng lệnh nào có thể sinh ra lỗi, thì cái dòng lệnh đó chúng ta đánh dấu để chúng ta kiểm tra, thì cái đánh dấu đó người ta gọi là breakpoint ha. Như vậy thì trong Visual Studio để đặt breakpoint ta thực hiện như thế nào ha, thì các em sẽ di chuyển con trỏ tới cái dòng lệnh mà em muốn làm breakpoint đó. Rồi sau đó em thực hiện một trong những cách sau. Một là em nhấn phím F9 để em đánh dấu cái breakpoint, hoặc là em nhấn chuột trái vào cái bên lề bên trái của cửa sổ soạn thảo thì lúc này cái breakpoint sẽ xuất hiện này. Thì chúng ta coi cái màn hình sau ha. Ví dụ là màn hình này đây, chính là cái màn hình để đặt breakpoint. Một là em nhấn ngay cái dòng số 20, em để ý đây dòng số 20 đúng không? Em nhấn F9 hoặc là chúng ta click chuột ngay chỗ này này thì tự động nó sẽ tạo breakpoint ha. Ví dụ đây thầy nghi ngờ là nó đã sai ngay cái dòng lệnh là if a lớn 0. Đó. Thì thầy sẽ đánh dấu ngay này, thì cái dấu này người ta gọi là breakpoint ha. Thì như vậy khi chương trình có breakpoint nó sẽ đứng ngay đó ha, để nó kiểm tra. Thì là chú ý là một chương trình ta có thể đặt nhiều breakpoint để kiểm tra tùy theo nhu cầu của lập trình viên chúng ta ha. Tức là chúng ta nghi ngờ nào đó thì chúng ta cứ đánh dấu cho đó thôi. Như vậy thì là tại mỗi điểm breakpoint ta có thể thiết lập điều kiện tạm dừng ha chương trình cho breakpoint đó bằng cách chúng ta nhấn nút phải chuột lên breakpoint, chúng ta chọn là condition ha, và em đưa vào điều kiện cần thiết. Khi gỡ lỗi chương trình thì chỉ cần dừng lại breakpoint đó nếu điều kiện được thỏa mãn. Rồi ngoài ra là chúng ta để bắt đầu chúng ta chạy chương trình ở chế độ gỡ lỗi, tức là cái chế độ debug á, thì em nhấn F5 ha, F5, hoặc là chúng ta vào menu debug chúng ta chọn là start debugging ha.
Thì trong quá trình chạy để gỡ lỗi chương trình á, thì lập trình viên có thể theo dõi trạng thái chương trình bằng nhiều cửa sổ. Thì chúng ta coi là trong cái Visual Studio nó sẽ có những cửa sổ nào để chúng ta quan sát này. Thứ nhất là cái cửa sổ local ha, thì nó sẽ tự động liệt kê danh sách các biến của phương thức đang thực thi. Thì đây là cái cửa sổ ở đây em lý này, tự động có sẵn ha, là tự động có sẵn. À, nhưng mà đôi khi mà em lỡ tay em bấm vào dấu cộng này à, thì chúng ta cũng lấy được ha, chúng ta vào menu view chúng ta show ra ha. Thì chúng ta thấy là trong cái cửa sổ local thì nó hiển thị giá trị các biến lên này, ta nhìn thấy ta quan sát được ha là hiện nay nó bằng bao nhiêu. Rồi, ngoài ra nó còn có cửa sổ tiếp theo là cửa sổ watch. Cửa sổ này chúng ta sử dụng rất là nhiều ha. Cửa sổ này vừa để xem kết quả mà vừa để thay đổi giá trị của biến mà trong quá trình phần mềm thực thi luôn ha. Thì chúng ta để xem cửa sổ watch thì chúng ta bôi đen ngay cái giá trị nào đó, cái dòng nào đó mà chúng ta muốn xem giá trị. Chúng ta sẽ bấm chuột phải, chúng ta chọn xwatch chỗ này này ha. Em thấy thầy bôi đen chỗ này không? Đó, thầy đánh dấu là xwatch ha. Thì nó ra màn hình này ha. Hoặc là chúng ta chọn quickwatch ha. Quickwatch thì nó ra cửa sổ này ha. Vậy thì chúng ta thích mở cửa sổ quickwatch hay là watch cũng được. Mà thầy thường dùng đó là quickwatch ha. Thầy bấm chuột phải, thầy chọn quickwatch thì thầy xem giá trị của biến này. Và đặc biệt chúng ta có thể thay đổi giá trị nó bằng nhấn vào đây. Ví dụ ở đây là A bằng số 5 đúng không? Chúng ta muốn đổi thành số khác thì ta nhấn vào số 5, ta đổi thành số mấy đó tùy ta. Rồi đó là cửa sổ watch ha. Tiếp theo là chúng ta vào cửa sổ immediate. Thì immediate cho phép thực hiện một lệnh nào đó. Nhưng mà nhớ là các biến này nó phải được khai báo trong chương trình rồi ha. Thì ở đây chúng ta gõ giống như là máy tính vào túi thôi. Chúng ta gõ ví dụ là A bằng 5 rồi B bằng mấy đó. Chúng ta thực hiện là A bằng A cộng B, tự động nó thay đổi giá trị của cái biến này ha. Thì cửa sổ này giống như là cửa sổ lập trình nhỏ nhỏ thôi, giống như cái máy tính vậy đó. Rồi tiếp theo là cửa sổ về call start ha. Thì cho phép chúng ta xem trình tự được gọi cho các phương thức sau khi phương thức chứa trong lệnh thực hiện hành được thực hiện xong ha. Thì chúng ta thấy trong phần call start đấy, chúng ta nhìn đây là theo là thứ tự nó sẽ gọi những hàm nào rồi ha. Thì dựa vào đây để chúng ta biết được lần vết được là cái hàm này nó đi từ đâu ra ha. Rồi như vậy là tiếp theo chúng ta sẽ qua phần đó là thực thi dòng lệnh khi gỡ lỗi nè. Thì ở đây là cái trường hợp mà lập trình viên sử dụng nhiều nhất ha, tức là khi chúng ta đi từng dòng để chúng ta kiểm tra xem nó đúng hay sai chỗ nào đấy, thì chúng ta sẽ vào debug, chúng ta chọn menu debug này, ta thấy là step into là F11 này, step over F10, step out shift F11. Thì đây là các phím tắt, thông thường chúng ta sẽ dùng phím tắt là F11, F10 ha. Nhưng chú ý là một số máy tính của chúng ta đó, một số máy tính em mà mua máy mới thế hệ mới thì chúng ta để ý là trên bàn phím của chúng ta có cái phím tên là FN ha. Thì một số em là trong cái BIOS chúng ta đang cấu hình là keyboard chính là multimedia, thì chúng ta nhấn F10, F11 nó không chạy đâu ha, mà chúng ta phải đè cái phím function đó, phím FN, xong đó chúng ta mới nhấn là F10, F11 gì đó ha. Do đó để lập trình cho dễ thì chúng ta nên vào BIOS, được chưa? Chúng ta nhấn tùy vào cái mainboard của ta mà chúng ta nhấn cái phím nào đó cho phù hợp ha. Ví dụ như chúng ta phải nhấn phím F2, phím delete đó, thì nó sẽ nhảy vào BIOS. Thì trong BIOS đó chúng ta sẽ tìm đến cái mục là chỉnh cái keyboard qua dạng đó là gì, là keyboard bình thường thôi, tức là mặc định khi chúng ta mua máy về nó là multimedia thì rõ ràng chúng ta phải để phím function, phím FN, nhấn F10 thì lúc đó rất là mỏi tay ha, rất là phức tạp. Thì chúng ta nên vào BIOS chúng ta chỉnh qua là cái keyboard bình thường ha, để chúng ta có thể nhấn được F10, F11 ha. Tụi em chú ý chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chi tiết là step into, step over, step out ý nghĩa là gì ha. Bây giờ ta coi là đầu tiên là step over. Step over tức là chúng ta nhấn F mấy này, F10 đúng không? Thì step over đó là dạng thực hiện các dòng lệnh kế tiếp một cách tuần tự bằng cách nhấn F10 ha. Thì trong quá trình gỡ lỗi thì trong các dòng lệnh đó thì nếu có lệnh gọi một phương thức nào đó thì chương trình sẽ tự động thực hiện toàn bộ câu lệnh trong phương thức đó luôn, tức là nó không đi sâu vào cái phương thức đó mà nó lấy cái kết quả cái phương thức nó đã chạy xong ha. Rồi thứ hai là cái step into, tức là cũng là một dạng thực hiện dòng lệnh ha, kế tiếp nhưng nếu trong các dòng lệnh đó mà có lời gọi đến phương thức nào đó thì chương trình sẽ tìm đến cái phương thức đó và chạy từng dòng lệnh trong đó luôn ha. Tức là khi nó gặp hàm nào đó thì nó chạy vào hàm, nó kiểm tra chi tiết từng dòng trong hàm đó, sau đó mới quay trở lại ha. Thì nếu như chúng ta muốn kiểm tra chi tiết cái hàm thì chúng ta nên F11, còn chúng ta biết chắc chắn là cái hàm đó đúng rồi thì ta nhấn F10 luôn để bypass qua cái hàm đó ha. Thứ hai là phần step out, tức là dạng là thực hiện tất cả các lệnh còn lại của phương thức được gọi khi đang sử dụng ha. Step into, sau đó chúng ta sẽ dùng cái step out để chúng ta nhấn là shift F11 ha. Thì dạng này thường được sử dụng khi người gỡ lỗi muốn thực hiện nhanh các lệnh còn lại sau khi các phương thức bằng step into ha. Thì sau khi thực hiện sau khi xác định được cái dòng lệnh gây ra lỗi thì ta có thể dừng chế độ gỡ lỗi và ta dừng lại để ta sửa lỗi nó ha. Thì chúng ta nhấn shift F5 để chúng ta dừng debug, thì hoặc là chúng ta vào là menu debug chúng ta stop debug, thì tại vì chúng ta đã đánh dấu biết được cái dòng bị lỗi rồi thì ta dừng cái phần mềm lại, ta sửa xong chúng ta chạy lại ha. Rồi sau khi ta biết được cái vị trí đó lỗi rồi thì chúng ta sửa như nào, thì
quá trình gỡ lỗi thì chúng ta phải kiểm tra, phải dĩ nhiên nó phải có một cái nhóm QA ha, họ kiểm tra nghiệp vụ thấy đúng hay sai nó sẽ report cho mình nha, thì điều đó chúng ta sửa, hoặc là chúng ta sẽ tự kiểm tra tự sửa. Thì thông thường lập trình viên mà viết xong mà tự kiểm tra thì không ra lỗi đâu à, hoặc là ra những cái lỗi mà nó quá đơn giản ha, tại vì chúng ta viết mà chúng ta kiểm tra thì rất là khó ha, chúng ta phải viết và có một nhóm khác kiểm tra, như vậy nó khách quan hơn à, đặc biệt là để những người không biết gì họ vào test nó ra nhiều lỗi ha. Rồi như vậy là chúng ta qua vậy là gỡ lỗi và sửa lỗi, thì chúng ta chú ý sau này chúng ta phải luôn luôn xác định trong đầu mình đó là tất cả phần mềm ra viết ra đều phải có lỗi ha, và vấn đề là lỗi đó chưa được phát hiện mà thôi. Chúng ta đừng có bao giờ tự tin là phần mềm có hay lắm, không bao giờ bị lỗi đâu, tôi biết đúng lắm không bị lỗi, chắc chắn nó có lỗi, tại vì ở đây chúng ta đang test trên một tập những cái test case à, mà những test case này nó được xác nhận là hết lỗi, còn những tập những test case khác chúng ta chưa kiểm tra, do đó chúng ta không thể mạnh miệng nói là không bị lỗi được ha, và chúng ta phải luôn luôn nói là nó phải có lỗi mà vấn đề là chưa được phát hiện mà thôi ha. Chúng ta làm như vậy để gì? Để chúng ta trở thành người chuyên nghiệp dễ hơn, tại vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ khiêm tốn đúng không, chúng ta sẽ làm ta thấy lỗi, ta nghĩ là phần mềm mình có lỗi để mình sẽ gì chăm chút mình làm phần mềm nó tốt hơn ha, để mình cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ gì phần mềm sẽ ít lỗi hơn ha. Ít lỗi hơn thì chúng ta trở thành người chuyên nghiệp thôi ha, còn viết đâu sai đó thì cãi lộn nhau à. Ở đây thì chúng ta cho là bất kỳ lập trình viên nào cũng có thể gặp phải lỗi trong quá trình xây dựng phần mềm ha, chú ý này ha, bất kỳ người nào luôn ha, và nên gỡ lỗi từng đoạn chương trình. Nếu mới tiếp cận một ngôn ngữ lập trình nào đó thì chúng ta phải sửa lỗi ngay khi gặp lỗi, đừng cố viết tiếp. Tại vì sao như vậy? Đối với ngôn ngữ lập trình á, nó đang lỗi mà chúng ta viết tiếp thì cũng như không, tại vì viết tiếp nó lỗi, có biên dịch được đâu mà chạy ha, thì chú ý ha, thấy lỗi sửa liền ha. Và khi gặp lỗi thì lập trình viên cũng cần cẩn thận ha, không sửa cho đến khi hiểu rõ nguyên nhân, tại vì nhiều khi chúng ta thấy nó sai nhưng mà chúng ta sửa thêm một cái sai khác ha, sửa xong nó lại xuất hiện ra một cái sai khác, nó lại càng nguy hiểm hơn, vì vậy chúng ta biết rõ nguyên nhân chính xác nó là gì ha, để tránh tạo ra những lỗi khác ha. Ở đây chính là cái phần lý thuyết thầy nói sơ qua về cái debug như thế nào ha, và cái ý nghĩa của debug, rồi cách thức debug trong Visual Studio như nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm một bài đơn giản ha. Bây giờ thầy ví dụ là thầy dạy làm bài là giải phương trình bậc 2, thầy cố tình thầy làm sai cái thông số nào đó đi, và bây giờ nhiệm vụ ta là chúng ta debug vào, chúng ta tìm cái lỗi ha. Rồi bây giờ ở đây chúng ta sẽ new bài là new rồi giấy ha, đặt cho thầy là bài 11 ha. À, bây giờ thầy sẽ gài, chúng ta viết cái phương trình bậc 2 nó bị sai đi ha, nó bị static đi. String ha, là giải này, phương trình bậc 2 ha, là ví dụ là tức là in A, in B, in C, cho một phương trình ha, cụ thể là AX bình phương, tức là AX bình phương ha, cộng bx cộng c bằng 0 đó, giải phương trình đó. Thì bây giờ chúng ta thử làm là nếu này a bằng 0 thì nó trở về phương trình bậc 1 đúng không, nó sẽ trả phương trình bậc 1, thì chúng ta kiểm tra tiếp là nếu gì, nếu b bằng 0 và c bằng 0 thì chúng ta sẽ return là vô số nghiệm tại vì phương trình trở thành bậc 1 này. Nếu b bằng 0 và c khác 0 ha, ta thì thân là vô nghiệm. Rồi nếu c bằng 0 và biến 0, còn 0 thì nếu b khác 0 đúng không, thì ở đây chúng ta sẽ là thì thân được này, thì thân được là x bằng tức là c chia b Rồi bây giờ nếu không phải này thì chúng ta vô phương trình bậc 2 là L ha. L là có gì? Ta tính delta này, double này ha. Delta bằng B bình phương đúng không? Mét chấm bao B bình phương đây. Cộng 4AC đúng không? 4AC đây, 4AC ha. Rồi ta có kiểm tra này, nếu ha delta mà nhỏ hơn 0 là vô nghiệm đúng không? Tại vì thân là vô nghiệm. Đây. Còn nếu gì? Delta bằng 0 là có nghiệm kép đúng không? Nghiệm kép thì chúng ta coi gì? Double này ha, là x bằng nghiệm kép, tức là bằng trừ b gì? Chia 2 nhân a đúng không? Trừ b trên 2a. Rồi. L ha. L là đủ rồi.
Thì ra thì thân là kép ha, nghiệm kép x1 bằng x2 bằng x gì đó ha. Hoặc không, ta tính là hai nghiệm phân biệt này double này ha, là x1 bằng trừ b trừ căn delta ha, trừ b trừ căn delta à, delta chia 2a đúng không? Rồi double x2 bằng trừ b trừ à căn delta à cộng căn delta ha, cộng căn delta đó, delta rồi chia 2a. Rồi chúng ta xuất ra ha, đó là ta đi thân ha, x1 bằng x1 rồi x2 ha bằng x2 đó. Như vậy ở đây chúng ta có ha, được cái hàm đó là giải phương trình bậc 2 à, nếu a bằng 0 thì phương trình bậc 1 nè, rồi a khác 0 thì phương trình bậc 2 tính delta ha. Bây giờ chúng ta chạy lên và chúng ta quan sát coi đang sai chỗ nào. Tại ở đây thầy đang gài ha, thầy đang gài sai một số chỗ ha, thì chúng ta cần chạy lên để chúng ta thấy cái nghiệp vụ và sai logic chạy như thế nào ha. Ta nhập vào nghiệm tự nhiên nó ra nghiệm, nhập vào abc tự nhiên ra nghiệm sai, thì làm sao chúng ta sửa được cho nó đúng ha, thông qua cái debug ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gọi nó ha, thầy gọi là string ha, kết quả bằng giải phương trình bậc 2 thì truyền vô ra là ví dụ nghiệm bằng 0 này, 0 này, ba cái đều bằng 0 ha. Để thử test thử ha. Để cho là console.aboutencoding nha, bằng encoding.ut8. Chỗ này chúng ta xuất thông báo ra ha, là console xuất nghiệm ra này .write-line ha. Kết quả. Rồi chúng ta nhớ là console.read-line. Ta chạy ha, ta quan sát kết quả này. Trường hợp thứ nhất là F5 nó chạy lên. A bằng 0, B bằng 0 là vô số nghiệm là đúng không? Vô nghiệm đúng này. Trường hợp tiếp theo ta làm ha. Kết quả bằng gì? Ta cho là A bằng 0, B bằng 0 và C bằng 5. Chạy lên ha, F5 này. Thầy nhìn vào thì đúng rồi ha, tức là khi A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0 thì vô nghiệm, vô số nghiệm là đúng à. Nhưng đến cái trường hợp là A bằng 0, B bằng 0 và C khác 0, tức là vô lý, tức là vô nghiệm là đúng ha. Rồi chúng ta đưa qua trường hợp tiếp theo này à. Giả sử em có là copy down xuống này ha à, là A bằng 0, B bằng 8, C bằng 3 thì nghiệm nó như thế nào ha, chạy lên này. Thì đó là cái trường hợp này này, tức là 0 x bình phương đúng không, cộng 8 x cộng c bằng 0. Thì ta tính nghiệm ra thì nó tương đương với là 8 x này bằng trừ c đúng không, thì suy ra x sẽ bằng trừ c chia b, thì nó bằng gì, trừ c à, c trường hợp này là 3 đúng không, là 3 này, là 3 này anh ạ. À, vậy là bằng 3 âm 3 chia 8. Âm 3 chia 8 à, thì nó bằng mấy đây? Ta thử là âm 3 chia 8 này là bằng, ta mở calculator lên ha, là âm 3 chia 8 là bằng 0.375 ha, là bằng là 0.375 đó. Ta chạy lên ha, F5. Nhìn đây, tự nhiên này, ô ngộ ta, tự nhiên em bữa 2 không 8 3 bạn nào không là trật rồi, đi bụi rồi ha. À, rõ ràng ở đây chúng ta vừa tính bằng tay ra là gì đây, âm ha, âm là 0.375 mà tại sao ở đây mình chạy ra không, phần mềm nó trật rồi đúng không, là sang nghiệp vụ đó là chết rồi. Như vậy chúng ta cần đi bớt vào này, tính giải phương trình bậc 2 vậy là ta nghi ngờ ngay dòng lệnh này đúng không, nó đó là 2 này đúng rồi này, đến này nó bị sai này, ta đi bớt ngay đây, ta click ngay dòng số 52, click ra ngoài đây này, click chuột là thấy không. Để nhấn F5. Rồi nó chạy đây, nó dừng, dừng vào đây nó kiểm tra này, hay nó dừng vào đây không? Bây giờ ta nhấn. Muốn kiểm tra cái hàm này thì chúng ta là đi sâu bên trong thì F11 à, đi vào rồi rồi. Rồi các em thấy khi chúng ta nhấn F11 á thì nó nhảy vô cái bài dạy phương trình bậc 2 đúng không? Thì em để ý là lúc nãy ngay chỗ này nè. Ta chạy đến đây ha, F5 chạy tới đây. Ta muốn coi chi tiết cái bên trong này nhấn F11. Nè vào à, chúng ta có thể gì vào đây này, ta vào tiếp tục debug ha. Vậy là em muốn là nhấn F10 là nhấn lên coi này ha, à thấy không,
đó, không ha. Nhấn tiếp này debug rồi nhấn là F10 đấy không? Cứ nhấn F10 thôi ha. À, không thì chúng ta coi từng kết quả ha. Rồi, à, kết quả A bằng 8 này, à, C bằng 3 này. À, và tới đây thì là C chia ha. Tức là giờ à, tự nhiên ta thấy là C, chúng ta kiểm tra C mấy này, C bằng 3, đúng rồi. Và B là mấy đây? B chúng ta bằng 0 ha. Ha. B bằng 8 này, à, B bằng 8. Nè, B chúng ta bằng 8, à, C chúng ta bằng 3. Như vậy thì chúng ta kiểm tra này, kết quả nhìn thấy không là C chia B bằng 0. Ta bôi đen này ha, ta bôi đen ta bấm chuột phải, ta bôi đen 2 này này. Ta bấm chuột phải ta chọn là quick quát. Tất nhiên là C chia B bằng 0 là đúng rồi, C chia B bằng 0 ạ. Như vậy chúng ta kiểm tra là C bằng 3, à, 3 chia 8 bằng 0 là đúng. Tại vì đây là phép chia nguyên đúng không? Tại vì từ nhỏ đến mẫu. Như vậy làm sao cho đúng được? Mà đây rõ ràng là đưa qua thì hình như bằng trừ chứ, tại sao bằng cộng? Ở đây này bằng trừ C trên B mà. À vậy chúng ta ngó à. À chết rồi, chỗ này sai đây này, chỗ này phải là gì đây? Là trừ C chia B nhưng mà phải là cái số thực mới đúng không? Vậy là này tăng top ha. Ta nhấn Shift F5 hoặc là bấm top này này. Đó, để em sửa lại. À chỗ này đây là phải trừ. Đúng không? Trừ C chia B, vậy chúng ta nhân cho gì 1.0 đi ha. Chia B. Đó. Và chạy lại ha, chạy lại F5 này, F5. Và đây là dừng ha, ta nhấn F11. Ta ngó ha, đây là coi, đây là kết quả, coi đây là không âm 0.375 đúng không? Ha. Đây thì xong rồi đúng không? Ta nhấn F5 để chúng ta chạy luôn. À đúng không? Đó. Đây chính là cái cách chúng đi bớt từng bước như vậy đó ha. À, tương tự như vậy em để ý là gì? À, chúng ta thử ha, ở dưới đây thì còn gài một số chỗ nữa. Ví dụ bây giờ chúng ta coi một cái hàm tiếp theo ha. Thì thử là giải này. À, thì cho một cái nghiệm đó là 2 ha. À, 5 và -7 đi. Đó. Thì tức là chúng ta giải nghiệm phương trình là 2x bình phương cộng 5x trừ 7 bằng 0. Thì theo công thức VS chúng ta nhẩm nghiệm là khi chúng ta gán x bằng 1 đúng không? Ít nhất nó sẽ có một nghiệm x bằng 1. Đó. Thì chúng ta phải chạy coi, ta nghi ngờ để trong lệnh này ha. Ta cứ chạy lên này coi kết quả bằng mấy là đầu tính sau ha, F5 chạy lên. Tự nhiên ghi vô nghiệm đó này, vô nghiệm đây. Nè. Đúng không? Tự nhiên ghi vô nghiệm, ta phải kiểm tra coi tại sao là 2x bình phương cộng 5x trừ 7 lại là vô nghiệm. Trong khi ở đây chúng ta để ý ta gắn rồi x bằng 1 á thì nó có nghiệm mà. Ha, à, thì ta phải debug, ta nghi ngờ chỗ này ha. Và thực sự là chúng ta viết đúng hay viết sai, ta kiểm tra này. Sai. F5. Đó. F11 để vô coi chi tiết bên trong ha. À đây. Delta. À bây giờ ổn sao delta bằng -31 ta? Ngỡ ta phải ta phải kiểm tra này. Ô chết rồi, là B bình phương trừ 4AC mà, tại sao cộng đúng không? Ở đây, đây, đó, đó, để chúng ta phải gõ này đúng. Trừ mới đúng, như vậy biết ngay chỗ này sai đúng không? Chỗ này sai thì chúng ta gì? Sửa lại là trừ. Và sau đó chúng ta có thể lưu lại, này, có thể lên đây này, list lại 24 này, dòng 24 ha, list lại dòng số 24 này. Chúng ta có thể gì? Chọn là set next statement. Sau đó ta thì chạy lại ha, ta nhấn F11 hoặc F10 chạy lại. Thì tới đây là delta bằng 81 thấy không? Đang chạy ta điều hướng luôn, 81 thì phải chạy xuống này. À, tới đây ta chạy tiếp à. F11 tiếp chạy xuống delta bằng gì đây? Trừ B, trừ căn delta, chia 2A. Như vậy thì B chúng ta, lúc nãy chúng ta nhập vô là B bằng 2 này, đúng không? Delta bằng 9, vậy căn bằng 81 rồi, căn bậc 2 của 81. À, bằng mấy à? Ta sẽ kiểm tra này. Căn bậc 2 của 81, ta bấm chuột phải vào đây ha. Quy quát bằng 9. Như vậy thì -2 trừ -9 ra -11, đúng không? Đây. -11 chia này ra gì? Ta chạy tiếp lại F11 F10 tiếp đây. Thì chúng ta x bằng -14. Sẽ thấy bắt đầu ngộ đấy ha. Đây này, ngộ đây này. Tiếp theo F11 tiếp này. Thì x bằng 4. Vì rõ ràng nó đây ta nhầm nghiệm x bằng 1 mà tự nhiên bây giờ x bằng 14, x bằng 4 như vậy là sai chỗ này rồi, chỗ này nó phải sai chỗ nào đó. À, ta cứ F5 luôn đi. À, ta khoan là F5 mà chúng ta kiểm tra này, ta coi lại công thức ngày xưa học đúng không? Là trừ B, trừ căn delta 2A. À, vì rõ ràng cái này là nguyên cái cụm này này,
phải là một vế, phải chia cái này đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ là chữ B giữ ca delta chia 2A để ngoặc tròn lại này ha. Đó, vậy tương tự như thế này. Thế là ngoặc tròn ha, đóng ngoặc tròn. Rồi ở đây chúng ta gì? Mở ngoặc tròn ha, đóng ngoặc tròn. Chạy lại ha, ta lưu này, Ctrl S lưu là ta bấm chuột phải vào dòng 34 đó. Ta chọn là set next statement. Ta nhấn lại ha, F10 hoặc F11 ta chạy F -3.5, -3.5 rồi gì? 1 đấy à, đúng rồi, F5 tới đây chạy luôn này, F5 một cái. Ồ, hay quá. Một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng -3.5 vậy đúng rồi ha. Như vậy là tới đây thầy đã hướng dẫn chúng ta gì? Để lý thuyết về cách debug ha, lý do vì sao phải debug và cách thức debug trong Visual Studio như thế nào. Cụ thể là chúng ta làm cái bài giải phương trình bậc 2 mà lúc nãy thầy đã gài một số lỗi ha, để hướng dẫn chúng ta cách tạo rectboy ha, bấm ở bên ngoài đây rồi gì nhấn F5 này chạy rồi thì F10 F11 như thế nào ha. Rồi sau đó chúng ta coi quick work rồi set next test set next statement ha. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ tự tạo thêm một cái bài, ví dụ như là bài giải phương trình bậc 1 hay là tính sin cos gì đó đi tùy chúng ta, nhưng mà chúng ta cố tình chúng ta gài cho sai, sau đó chúng ta chạy debug như thầy vừa hướng dẫn cho cái bài giải phương trình bậc 2 này ha. Các em nhớ làm lại bài này để chúng ta thật rành về cách thức debug cũng như là cách thức gỡ lỗi trong quá trình chúng ta viết phần mềm ha. Thì cái này chắc chắn 100% tất cả các lập trình viên đều phải sử dụng, do đó chúng ta cũng không ngoại lệ ha, chúng ta phải sử dụng tốt và phải làm chủ được công nghệ debug này để chúng ta có thể gì giúp cái phần mềm của mình ngày càng hoàn thiện hơn, ít lỗi hơn thì khách hàng sẽ thích hơn. Tại vì viết phần mềm ra cứ làm chút xíu là lỗi thì người ta bực bội rồi, do đó chúng ta phải dùng công cụ này nhiều ha, để chúng ta test chắc ăn rằng các test case chúng ta đưa ra đều vượt qua được hết ha. Chúc các em thành công. Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài xử lý biệt lệ trong C#. Thì chúng ta chú ý là như chúng ta đã làm cái bài trước đó là debug trong C#, thì trong quá trình lập trình thì chúng ta sẽ có thể gặp những cái lỗi ha, mà lỗi này thì chúng ta cần gỡ lỗi thông qua debug, hoặc là trong quá trình debug thì chúng ta cần có những xử lý biệt lệ trong C# ha. Như vậy thì trong C# chúng ta tiến hành xử lý biệt lệ như nào á, thì bây giờ chúng ta có vào cái nội dung của nó như sau. Thứ nhất là chúng ta cần nắm được là tại sao chúng ta phải xử lý biệt lệ ha, cũng giống như là tại sao chúng ta phải gỡ lỗi debug đó. Rồi sau là thầy nhắc lại các cấp độ lỗi thường gặp ha, tại vì cái này thầy đã nói trong cái bài đó là debug trong C# rồi ha. Thì nhắc lại đó là lỗi biên dịch, run time rồi logic ha. Và cuối cùng chúng ta nói về phần tricky error và untricky error trong C# ha. Đầu tiên chúng ta là tại sao phải xử lý biệt lệ, thì chúng ta chú ý là trong quá trình thực thi phần mềm sẽ có những lỗi phát sinh mà trong quá trình coding ta đã dự đoán hoặc chưa dự đoán được ha, thì chúng ta sẽ dùng cái biệt lệ để chúng ta kiểm tra nó. Thì có những lỗi được phát sinh do application, do ứng dụng của ta hoặc do system exception, tức là do cái hệ thống nó tự động nó kiểm tra ha. Thì việc kiểm soát các biệt lệ giúp cho phần mềm tiếp tục hoạt động nếu lỗi xảy ra, hoặc cũng gì đưa ra cái gợi ý bên phía user đốc lầm ha. Thì tức là nếu như mà chúng ta không có kiểm soát cái lỗi này này thì khi có lỗi xảy ra nó sẽ tự động tắt phần mềm, tắt ngang, nó sẽ hư phần mềm mất tiêu ha. Thì những công việc đang làm có thể bị hư mất, phải làm lại từ đầu. Thì do đó chúng ta cần kiểm soát biệt lệ để gì có lỗi xảy ra thì nó vẫn tiếp tục cái phần mềm này ha. Thì bây giờ thầy sẽ nhắc lại cái cấp độ lỗi mà trong phần debug chúng ta đã học, đó là cái lỗi biên dịch, cái lỗi runtime exception và lỗi logic exception ha. Thì cái xử lý biệt lệ thì nó thường nó xảy ra trong cái trường hợp đó là lỗi runtime ha. Lỗi runtime trong quá trình thực thi chạy đã sinh ra lỗi, còn lỗi biên dịch tức là chưa chạy rồi, tức là viết đến đâu nó báo lỗi đến đó rồi thì không thể biên dịch được, tức là sai về cú pháp. Thì lỗi runtime tức là trong quá trình thực thi thì nó bị lỗi gì đó, bị là chia cho không chẳng hạn, hay là bị tràn bộ đệm vân vân, thì nó là gọi là lỗi runtime. Còn lỗi logic exception tức là sai nghiệp vụ yêu cầu, tức là khách hàng mà người ta đưa yêu cầu mà chúng ta làm sai, tức là làm sai yêu cầu, tức là sai luôn phần mềm đó. Thì các trường hợp này chúng ta sẽ dùng về cái xử lý biệt lệ ha, cụ thể là thường dùng cho phần runtime. Tại vì phần lỗi logic là chúng ta đã debug từng dòng dòng để chúng ta kiểm tra coi chúng ta sai cái chỗ nào rồi, bước nào rồi ha. Còn như vậy thì thầy sẽ nói về cái phần untricky error nghĩa là gì. Untricky error tức là khi chúng ta viết phần mềm mà chúng ta gặp cái lỗi, chúng ta không quan tâm đến nó, tức là ta không đếm xỉa đến nó, là lỗi kệ nó, khi lỗi thì nó tự động tắt phần mềm kệ nó. Thì cái trường hợp này chúng ta nên tránh nha, có lỗi chúng ta phải xử lý ngay nha. Ít nhất là cũng phải gì cho phép phần mềm tiếp tục ha, khi nó xảy ra lỗi ha. Còn nếu như cái trường hợp là untricky error nghĩa là gì, có lỗi thì kệ nó, tức là nó tắt ngang phần mềm luôn, thì cái này là nguy hiểm ha, tại vì nó sẽ làm khách hàng bực bội khó chịu, tại vì cứ chạy lên bị lỗi, tức là tắt phần mềm là phải chạy lại ha.
trong khi đó những thao tác người ta đang làm rất là dở dang. Do đó thầy khuyên là chúng ta phải gì, bỏ ha cái trường hợp uncheck error này, tức là phải luôn luôn kiểm tra lỗi ha. Rồi tiếp theo chúng ta vào phần check error, nghĩa là gì? Là chúng ta phải luôn luôn kiểm soát lỗi, tức là chúng ta xử lý thông qua biện lệ. Cụ thể ở đây là C# nó cung cấp chúng ta là các nhóm lệnh, đó là try và jacket. Thì trong C# nó có lệnh try, tức là cố gắng thực hiện công lệnh công việc nào đó. Thì chú ý là khi nó có lỗi xảy ra thì nó cũng không tắt ngang phần mềm, mà nó sẽ bỏ qua lệnh này thôi, nó chạy tiếp các lệnh còn lại ha. Và ngoài ra chúng ta có cái lệnh đó là try get block ha, tức là vừa có try vừa có get, nghĩa là gì? Tức là đây này, cố gắng thực hiện công việc nào đó trong phần try này này, tức là mọi lệnh là nằm trong cái try này ha, viết trong đây đó. Còn khi đang thực thi mà có lỗi xảy ra thì tự động nhảy xuống cái get này này. Thì ở đây chúng ta phân nhỏ ra từng cái lỗi, nhưng mà thông thường mà làm á, mà chúng ta muốn làm cho lẹ thì ở đây chúng ta dùng luôn là exception à, là try cái exception luôn. Rồi đây là cái cú pháp về try get ha, try viết lệnh. Rồi khi có lỗi xảy ra tự động nó nhảy xuống get. Như vậy thì trong trường hợp này này chính là check error, tức là gì, có lỗi thì nó xuất thông báo lỗi nhưng nó không có tắt ngang phần mềm, nó vẫn tiếp tục hoạt động, em chú ý như này ha. Rồi bây giờ chúng ta qua ví dụ à, tiếp theo là chúng ta có thể gì, thấy lỗi nhưng chúng ta không xử lý ngay chỗ này mà chúng ta phải ném đi một chỗ nào khác đó à. Thì cái trường hợp này thường sử dụng trong cái phần là xử lý file hay là làm một cái thư viện nào đó ha. Chúng ta viết xong và viết lệnh xong mà nếu như có cái gì đó mà nhập sai thì chúng ta quẳng ra một lỗi nào đó, thì ở đây chúng ta dùng cái lệnh gọi là true exception. Ví dụ là ở đây chúng ta là lỗi về toán học hay là arithmetic exception ha, là như là phải lớn hơn không gì đó à. Thì nếu mà người ta nhập sai, gọi là user error mà người ta nhập sai đúng không, thì chúng ta quăng ra lỗi nhưng chúng ta không kiểm soát lỗi ngay đây mà chúng ta quăng ra lỗi ha. Như vậy thì ở ngoài chỗ mà gọi lệnh này này thì người ta sẽ phải try get để người ta kiểm soát cái lỗi này ha. Đấy, khi gặp true tức là tự động nó xuất ra lỗi ha. Đó, tức là cái chú ý là chúng ta sẽ biết ra lỗi, biết nó lỗi này nhưng mà không xử lý ngay đây mà ném ra một nơi nào đó, tức là cái nơi mà gọi nó sẽ xử lý ha. Tức là nhiệm vụ ở đây chỉ là thông báo lỗi thôi. Và ngoài ra chúng ta có một cái lệnh, đó là lệnh finally ha. Lệnh finally nghĩa là gì, là nó sẽ luôn luôn được thực hiện ha, luôn luôn thực hiện cho dù bên trong chai có lỗi hay là không có lỗi, thì cuối cùng finally nó cũng được thực hiện. Thì cái finally đó được sử dụng rất là nhiều trong cái trường hợp là chúng ta đang là kết nối cơ sở liệu đúng không, đang xử lý bình thường tự nhiên nó bị lỗi không có truy vấn được, thì nó bị thoát cái chai kết này, nhưng mà sau khi thoát xong thì nó sẽ nhảy vào finally đó làm. Thì trong finally chúng ta đã đóng kết nối được chưa đó, hay là chúng ta đóng kết nối internet cũng được đó. Vậy thì chúng ta nhớ là cái finally này, cú pháp nó ha, là cho gì, cho dù trường hợp nào đi nữa thì nó cũng luôn luôn được thực hiện ha. Tức là nó try nó làm việc xong không có lỗi nó cũng nhảy vào nó làm việc, trong try nó có lỗi nó xuất lỗi xong thì nó cũng nhảy vào finally làm việc, phải chú ý ha. Vậy thì nếu như trong đầu chúng ta mà chúng ta muốn một công việc nào đó là chắc chắn luôn luôn phải được thực hiện cho dù lỗi hay không lỗi, thì chúng ta nên dùng cái finally ha, để nó tự động nhảy vào đây nó sẽ thực hiện cho ta ha. Rồi như vậy chúng ta qua thêm một số ví dụ, đó là ngoài ra chúng ta có thể gì, định nghĩa, tự định nghĩa một cái lớp để kiểm soát biệt lệ. Ví dụ bây giờ thầy tạo một cái lớp là my schema exception, thầy kế thừa từ cái application exception ha. Phần kế thừa thì qua phần hướng đối tượng chúng ta sẽ nắm, là đây là thầy nói sơ qua về cái cách sử dụng thôi ha. Tạo một cái lớp tự kế thừa bằng application exception ha, thì ta định nghĩa gì đó, ta đưa cái thông báo ra ha, đưa cái lỗi ra. À, thì khi chúng ta khai báo như này này thì chúng ta sẽ lấy luôn cái lớp schema exception làm một cái lớp sinh ra lỗi để chúng ta kiểm soát luôn ha. Vậy thì từ chỗ này khi chúng ta gọi nó này đang chạy đây đúng không, giả sử là chúng ta n bằng 0 đúng không, lỗi chưa 0 đúng không, thì chúng ta xuất thông báo luôn là có lỗi xảy ra, thì chúng ta gì xuất ra là cái schema exception, mà schema exception chính là cái lớp chúng ta kế thừa từ gì application exception ha, thì chúng ta xuất thông báo ra ha. Thì khi chúng ta khai báo một lớp này này thì nó hay ở chỗ nào, ở chỗ là gì, trong toàn bộ hệ thống của ta có thể gì tái sử dụng ha, sử dụng lại cái schema exception này, tức là chúng ta định nghĩa một lần thôi lớp, mà định nghĩa một lần thôi ha, chúng ta khởi tạo đối tượng nó xài thôi ha. Vậy đây là cái tiện lợi của nó ha. Thì thường lập trình viên chúng ta thì cũng thích dùng cái trường hợp này ha, tức là chúng ta tự định nghĩa một cái lớp để có thể kiểm soát biệt lệ ha. Ngoài ra nếu mà chúng ta khi thiết kế giao diện á, thì chúng ta có thể gì kiểm soát lỗi ngay trên giao diện, tức là xử lý ngay cái phần là user problem, tức là có những thông tin khách hàng người ta nhập sai yêu cầu thì chúng ta phải xử lý ngay từ đầu. Ví dụ là trong giả sử cái giao diện này đúng không, người ta yêu cầu là tên học viên không được để trống này, tuổi phải lớn hơn 17 này, không cho đăng ký thi vào ngày chủ nhật này, vân vân ha. Thì ngay từ đầu mà người ta nhập sai, chúng ta báo lỗi ngay trên giao diện luôn, tức là
chưa tới cái mức xử lý nghiệp vụ bên dưới mà ngay giao diện chúng ta ngăn chặn luôn ha. Thì trường hợp này thì Visual Studio nó cung cấp cho chúng ta một công cụ đó là Error Provider ha. Thì Error Provider nó sẽ giúp chúng ta là kiểm soát cái biệt lệ dựa trên cái user problem, tức là cái vấn đề do cái nhập liệu của người dùng ha. À, thì đây thì nó sơ qua thôi, qua phần là mà phần Windows Form chúng ta sẽ coi lại ha. À, rồi. À, chúng ta để trên giao diện chúng ta kéo cái gì? Kéo cái Error Provider này. Thì cái này thì nó sơ qua thôi ha. À, còn làm thì qua phần phần là cái phần thiết kế giao diện chúng ta phải học ha. Kéo Error Provider ra đó thì ta để ta thiết lập thông tin đó thôi ha. Rồi gọi lệnh là set error, tên control ha. Rồi cái thông báo lỗi đã. Thì khi nhập sai thì tự động nó xuất cái tên cái nội dung lỗi đề ra ha. Rồi đó là thầy nói sơ qua về cái trường hai trường hợp đó là unchecked error và checked error. Thì chúng ta nhớ trong đầu mình là luôn luôn phải xử lý trường hợp checked error ha. Chúng ta phải có phần try catch để kiểm soát biệt lệ ha. Và chúng ta có cái gì, cái nhóm là finally để gì, nó luôn luôn thực hiện khi có lỗi hay không có lỗi xảy ra ha. Và ngoài ra chúng ta có thể gì, tự xây dựng một cái lớp xử lý biệt lệ bằng cách kế thừa ha, từ cái addition exception hoặc là system exception ha. Thì việc mà tạo cái lớp kế thừa vậy thì nó rất tiện lợi để gì, chúng ta trên toàn bộ hệ thống có thể tái sử dụng lại cái lớp này ha, mà không phải định nghĩa lại, đỡ tốn thời gian ha, mà nó rất là khoa học. Ngoài ra nó còn có gì, trên giao diện nó có một cái công cụ đó là Error Provider của Visual Studio để chúng ta có thể kiểm tra xử lý biệt lệ ngay trong cái trường hợp user problem ha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái ví dụ về xử lý try catch này ha. Hai trường hợp thầy ví dụ là unchecked error và checked error để chúng ta thấy là cái lợi hại của try catch ha và finally ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ new project cho thầy, file new project ha. Em đặt cho thầy là bài 12. Bài 12 ha. Ok. Rồi bây giờ thầy cố tình là thầy nhập yêu cầu nhập là console, thầy có là console này. Console. Bố đèn có đình nha, bằng encoding.utf8. Và thầy xuất thông báo console.write-line. Ví dụ như là mời bạn nhập vào cái năm sinh, ngày tháng năm sinh ha. Ngày tháng năm sinh. Và ta khai báo là string ha, một cái s bằng console.readline. Sau đó em mới làm một cái date time này, chúng ta học rồi đúng không? Date time trong phần là các thư viện cơ bản á, một cái birthday ha, birthday bằng date time.bạc đúng không? Bạc cái s. Rồi. Ta xuất thông báo ha là console gọi lại là bạn vừa nhập năm sinh nhá. Tháng ha, birthday.toString DD MM ha, EE ha. Ta test từ nhiều này. Đây trường hợp là user rất là mà ta cố tình ta nhập sai. Cố tình nhập sai ha. Ta thêm một lệnh là console.deadline. Có này. S5. Rồi ta cố tình nhập sai, ví dụ bây giờ thầy nhập ngày tháng năm sinh, thầy nhập là ngày 15 tháng 15 1998. Nó báo lỗi liền thấy không? Nó báo lỗi liền này. Đây là gì? Nó báo lỗi và nó tắt ngang phần mềm luôn mới chết chứ. Đây là format exception, là lỗi sai ha. Sai về gì? Nó ghi cho mình là sai về cái ngày tháng năm nhập vào. Vậy rõ ràng tới đây nó tắt ngang phần mềm rồi đúng không? Đây chính là unchecked error. Thì chúng ta muốn kiểm tra soát thì chúng ta phải làm như sau này. Ngay đây ha, em sẽ có là một cái nguyên cục này chúng ta vô try catch này. Try ha. Catch. Đó. Try catch. Lỗi ha, exception này. Exception. Đây chúng ta xuất thông báo lỗi ra này là console nè. Chấm write line. Em xuất thông báo ra là s này, chấm message. Chấm message chính là xuất chi tiết thông báo lỗi ra. Rồi ta chạy ha, S5. Thầy cố tình nhập sai là ngày 15 tháng 10 tháng 15 1990, enter cái. Ta thêm dòng lệnh chỗ này đi, thêm dòng lệnh cho là để cho ta ngó là console.readline. Ngó cái lỗi chi tiết là gì này, F5 ha. Thôi, ngày 15 tháng 13 1992 90 ha. Đây đây là
Nó báo này: String were not recognized as a valid dead time. Các bạn là có là nó xuất thông báo lỗi nhưng mà phần mềm không tắt, vẫn chạy, vẫn đứng này, vẫn chờ gan cùng kế nguyệt để đấy không? Đó, đây chính là phần trick error. Ta biết lỗi mà chúng ta sẽ xử lý cái lỗi này ha. Đây. À, ngoài ra ha, ngoài ra ở đây là cho thử đưa control ra ngoài đi để nhìn ha. Hôm nay chúng ta học đó, chúng ta có một cái gọi là finally, phải không? Đây này, ta thử làm ha. Control này, chấm right line. Lỗi hay không lỗi cũng vào đây. Dạ. Do đó mà trong phần finally mà chúng ta có phần kết nối cơ sở liệu, thường trong finally chúng ta có thể dùng đóng kết nối nha, nếu mà có lỗi xảy ra. Đấy, F5 á, chạy này. À, trường hợp thứ nhất là ta nhập đúng đi, ta nhập đúng là ngày 1 tháng 1 1990. Như vậy là bạn vừa nhập ngày tháng năm sinh là ngày 1 tháng 1 1990, đúng không? Rồi, enter ha. À, lỗi hay không lỗi cũng vào đây, em thấy không? Đó. Yeah, bây giờ tôi nhập có lỗi này, tôi nhập cố tình nhập có lỗi ha. F5. À, cố tình nhập là ngày 35 tháng 10 14 1990. Nghe ha. Yeah. Là lỗi ha. Là lỗi hay không lỗi vào đây đúng không? Đó đang là hai trường hợp, cho dù lỗi hay không lỗi thì nó làm cái finally này, được chưa? Rồi. Bây giờ là ngoài ra chúng ta thử làm như sau ha. Ta thử làm trường hợp đó là nó gọi là quăng ra cái lỗi này chỗ này này. Trong slide chúng ta học một trường hợp đó là true. À, một cái lỗi này ha. Ta thử ha. Bây giờ chúng ta thử viết một cái hàm mà là bây giờ thì tách cái hàm ra đi, static ha. Void là học biệt lệ 1 này. Thì copy này vào đi ha. X. Nhấn mình về. Ta làm thêm một cái à, học biệt lệ 2 ha. Static. Rồi. Học biệt lệ 2. Ví dụ ta cố tình ta làm là nhập ha, là ta có là jacket ha. Ta khai báo là một cái in đi, một cái console này ha, right line. Rồi, tức là mời bạn nhập vào tử số, ta có ha, là in tử ha, bằng convert.toin gì đó đi ha, convert.toin 32 là console ha, console init line. Rồi mời bạn nhập vào mẫu số. Đây là mẫu ha. Mẫu này. Thì chúng ta nhận ra là nếu ha, nếu mà mẫu mà bằng 0 đi ha, bằng 0 thì chúng ta có thể là gì? Là true ha. True là new là arithmetic ha. Arithmetic exception. Đó. Và bây giờ ta chỉnh là lỗi mẫu số bằng 0, ví dụ vậy ha. Đây. Thì ta phải gọi ha, ta gọi này này. Trong main ta gọi là học biệt lệ 2. Ở đây chúng ta thêm là console ha. Chấm abut encoding bằng encoding nha. Encoding. UTF-8. Đây. Ta thử chạy lên ha. Ta nhập là tử số bằng 5, mẫu số bằng 0. À, xuất thông báo lỗi liền ha. À, lỗi đây này. Đó. Nghĩa là gì? Đó, làm lỗi bằng 0. À, lỗi mẫu số bằng 0. Ở đây chúng ta không xử lý mà chúng ta gì ném ra cái lỗi. À, ném ra lỗi. Thì cái chỗ ném lỗi này này, thì chỗ nào mà gọi nó ha, thì chúng ta sẽ gì? Try catch ngay chỗ này này. Ngay đây chúng ta try catch ha. Try catch. Này, ta biết là arithmetic exception. Thì chúng ta có thể xuất thông báo là console ha, chấm write line. AX.message.
chạy lên ha, chạy lên nó tên là F5. Để thử ha, nhập vào từ số bằng 5, mẫu bằng 0. Đó, thấy cái lỗi bằng 0 à? Ở đây chúng ta có thêm, nhớ thêm là console.readline để chúng ta ngó đi ha. Rồi, F5. À, mẫu bằng 5, à, tự bằng 5, mẫu bằng 0. Thấy không, đây là lỗi bằng 0. À, lỗi mẫu số bằng 0 thì ngay đây, đang tra cái ngay đây này. Đó, niềm tra. Vậy ở đây ta để ý ha, điều thứ nhất là chúng ta xử lý đó là ném ra lỗi, ha, thấy mà mẫu bằng không ném lỗi liền, ha, không xử lý gì hết, ha. Thì ở đây chúng ta sẽ đi tra kết, chúng ta hứng cái lỗi đó, ha, hứng lỗi đó, ta xuất thông báo ra. Rồi đây là ví dụ là thứ hai về chúng ta xử lý cái chức kỳ error trong phần là ném ra lỗi, ha. À, cái ví dụ thứ ba là chúng ta làm một cái lớp mà có thể kế thừa từ application exception này, tại vì chúng ta chưa học hướng đối tượng, do đó thầy sẽ không demo này, ha, mà thầy chỉ giới thiệu lý thuyết thông qua này để chúng ta biết rằng có một cách nữa, đó là chúng ta chỉ tạo một cái lớp độc lập, ha, mà lớp này có khả năng xử lý biệt lệ, ha, thì qua phần hướng đối tượng, sau đó viết cái phần mềm á mà có liên quan exception mà có sử dụng thì chúng ta sẽ quay lại này một lần nữa, ha. Và còn không thì chúng ta coi như là phần lý thuyết chúng ta nắm này, ha, là có một cái lớp ngoài có thể sinh ra sự kiện như này, ha, à, có thể sinh ra cái xử lý biệt lệ như này, ha, à, bằng cách chúng ta kế thừa từ application exception hoặc lại là system exception để chúng ta xử lý, ha. Rồi các em nhớ làm lại cái bài này, ha, để chúng ta hiểu rõ về gì, à, cái cơ chế xử lý biệt lệ, ha, cụ thể là chúng ta làm cái try catch rồi find only, ha, rồi chúng ta ném ra một lỗi, hay là chúng ta tạo một lớp kế thừa để có thể xử lý biệt lệ, ha, và đặc biệt là chúng ta phải nhớ, ha, là chúng ta phải luôn luôn xử lý cái check error để cái phần mềm của chúng ta nó đảm bảo rằng nó luôn luôn gì, à, không bị tắt ngang khi có lỗi xảy ra, ha, có lỗi thì nó vẫn tiếp tục hoạt động, ha. Rồi chúc em thành công. Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài chuỗi và các thao tác trên chuỗi, ha. Thì chúng ta chú ý là trong tất cả các ngôn ngữ lập trình thì phần chuỗi là phần rất là quan trọng, tại vì hầu như chúng ta đều tương tác với chuỗi. Như vậy thì trong C# chuỗi nó hoạt động như thế nào, ha? Bây giờ chúng ta vào chi tiết cái nội dung về chuỗi. Thì trong phần này chúng ta sẽ học về các ký tự này, về các chuỗi và các thao tác trên chuỗi, ha. Thì đầu tiên chúng ta vào phần ký tự. Thì chúng ta chú ý là kiểu ký tự trong C# thì nó lưu trữ ký tự dạng Unicode 16 bit, ha. Thì nó kiểu nó nằm trong cái .NET framework là bằng, nó thuộc cái thư viện đó là system.cha. Thì miền hiển thị của nó là từ 0 cho tới 65535, ha. Rồi cách khai báo bên ký tự chúng ta làm như sau này, tới khai báo biến cha, một kiểu dữ liệu cha, ha. Thì các ký tự này nó sẽ nằm trong cái nhớ đơn, chúng ta chú ý, ha. À, ký tự nằm trong nhớ đơn. Và đặc biệt là chúng ta có thể là truyền từ cái số nguyên. Cái số này này người ta gọi là mã ASC, ha, tức là mã ASC. À, mã này này, cái mã vì là 65, người ta gọi là mã ASC, tức là tương ứng với một ký tự thì nó có một mã không bao giờ trùng nhau, ha, thì những mã đó người ta mà gọi là ASC. Đây, thì chúng ta chú ý là trong cái ký tự thì bắt buộc chúng ta để trong nhớ đơn, ha, và khi chúng ta khai báo thì khai báo một ký tự thôi, đã dùng người kiểm tra như vậy, ha. Đây chúng ta có một số hàm mà chuyển đổi kiểu ký tự, ha, ví dụ là chúng ta lại dùng lệnh là cha.bars, ha. Chuyển chuỗi vào, hay là convert.toCha, ha, convert.toCha đã đưa từ chuỗi chúng ta về ký tự, ha. Ví dụ này, bây giờ chúng ta có một cái ký tự A nhưng là chúng ta lại để trong nghĩa đôi, ha. Thì cái này gọi là chuỗi này, ha. Bây giờ làm sao đưa về A nằm trong nghĩa đơn, tức là về ký tự, thì chúng ta sẽ dùng lệnh là convert.toCha, ha, thì truyền cái chuỗi vào. Thì chú ý là ký tự thì một ký tự thôi, ha, cha là một ký tự thôi, do đó ở đây trong cái dòng đầu tiên á, mà thầy để là A thì coi như nó đúng, ha, thì C1 sẽ là A. Còn nếu trường hợp thứ hai mà chúng ta để là hai ký tự này thì cần vận thường nó bao lỗi, ha. Tại vì đây là nó thành chuỗi là hai ký tự trở lên rồi, ha. Thì nhớ là ký tự là kiểm tra là một ký tự thôi, nên chú ý, ha. Bây giờ chúng ta qua là một số hàm mà tiếp theo, ha, thường dùng trong ký tự, đó là cái hàm mà so sánh, đó là hàm compare. Thì cái hàm compare này là so sánh hai ký tự, ha, trả về hiệu số và giữa ký tự so sánh và ký tự được so sánh, ha. Thì chúng ta đó là ví dụ như chúng ta có hai cái ký tự, đó là cha C1, ha, CH1 bằng A này, C2 bằng B, ha. Thì chúng ta lấy là C1.compare2 và C2 thì kết quả, ha, thì là nó sẽ ra, thông thường là nó sẽ ra ba kết quả, như là không là bằng nhau, ha, trừ 1 là chuỗi 1 nhỏ hơn chuỗi 2,
Tức là nhỏ hơn 0 tức là chuỗi 1, nhỏ hơn chuỗi 2 mà lớn hơn 0 là chuỗi 1 đến chuỗi 2, tức là chúng ta có 3 thông tin như vậy. Nhớ là bằng 0 này. Thông thường như vậy ha, chúng ta là bằng 0 tức là hai chuỗi bằng nhau ha. Hai ký tự bằng nhau. Hai ký tự bằng nhau. Và nếu mà bằng nhỏ hơn 0 thì là CH1 nhỏ hơn CH2. Mà nếu lớn 0 ha. Nếu như mà chúng ta cho là lớn 0 thì như thế nào? Lớn 0 thì lúc này là CH1 cũng là lớn CH2. Thì ở đây khi chúng ta chỉ so sánh thôi ha, là bằng 0, nhỏ hơn 0 hoặc lớn 0 ha. Thì làm như vậy nó sẽ chính xác ha. Tiếp theo chúng ta cũng có hàm equals. Thì hàm equal này nó lại trả về true false ha. Nếu mà true tức là hai ký tự bằng nhau, bằng false là hai ký tự khác nhau ha. Thì như vậy thì nếu mà so sánh hai cái ký tự thì chúng ta có thể nhiều cách làm ha. Nếu mà dùng compare hay compare to thì chúng ta sẽ lấy là trả về số nguyên ha, bằng 0, nhỏ hơn 0 và lớn hơn 0. Còn nếu chúng ta dùng equal thì chúng ta là true false ha. So sánh hai ký tự này ha. Nếu nó bằng nhau thì nó trả về true mà khác nhau trả về false ha. Vậy trong quá trình mà làm so sánh thì chúng ta tùy chọn ha. Chúng ta nếu mà muốn trả về số nguyên thì chúng ta dùng compare to hay là compare ha. Còn mà muốn mà dùng so sánh true false thì chúng ta dùng equal ha. Ngoài ra chúng ta có thêm một cái số hàm như sau. Nè, cái hàm này giờ chúng ta sử dụng cũng khá nhiều ha. Như đó là IDIGIT. Là kiểm tra một ký tự có phải là số hay không ha. Còn ELETTER là kiểm tra một ký tự có phải là các chữ cái hay không. Nó khác nhau nha. Ví dụ là bây giờ chúng ta truyền cái A còng dấu thăng vào thì những cái đó nó không phải là letter ha. Và những letter là những ký tự từ A tới Z, những cái alphabet đó ha. Còn INUMBERIC tức là kiểm tra một ký tự đó có phải là số hay không. EY SPACE ha. Thì chúng ta kiểm tra nó có phải là khoảng trắng hay không. Còn ELOK kiểm tra nó có phải là in thường hay không. EUPPERK kiểm tra nó là in hoa hay không ha. Và tại ví dụ ha, bây giờ chúng ta cho là cha.idigit số 1 thì nó bằng true ha. Idigit của 1 chia 2 nó bằng false. Là enumeric của 1 chia 2 bằng true ha. Mà enumeric của 2 bằng true ha. Và eletter của 1 bằng false. Nhưng mà eletter của A sẽ bằng true ha. Và ELOWER của A lớn sẽ bằng phone, upper của A nhỏ bằng phone ha. EYSBAY khoảng trắng này ra thì nó là true. Đây là một số ví dụ ha, một số hàm về ký tự. Ngoài ra chúng ta có một số hàm về chuyển đổi chữ hoa chữ thường. Ví dụ là chúng ta dùng hàm là to lower ha, là kiểm tra coi là mục đích của ta là đưa cái ký tự đó về in hoa nha. To lower, e lower là kiểm tra in. Xin lỗi là y lao k là kiểm tra nó là in thường hay không, còn tu lao k là kiểm tra là đưa nó về in thường, nhớ ha. Nói thầy nó nhầm mà, tức là tu lao là in thường ha, nhớ ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai hàm chúng ta hay nhầm này. Y lao k là chỉ kiểm tra nó đúng hay sai thôi, kiểm tra nó hoa hay thường thôi, còn tu lao là đưa nó luôn về chữ thường ha. Đó, vậy thì ví dụ bây giờ chúng ta ký tự a đang in hoa mà chúng ta gọi là tu lao ha, thì lập tức nó đưa về thường, in thường. Hay là to upper đưa in hoa ha. Thì chúng ta sẽ là khai báo biến tra C1 bằng A nhỏ thì mà chúng ta gọi là to lower. To upper, chỗ này chúng ta sửa lại là to upper thầy. To upper, chắc là thầy cùng công nghệ cao có bị bát mà thầy quên sửa. To upper thì nó sẽ đưa cái ký tự A thường đó về A hoa ha. Ở đây là chính là một cái số hàm liên quan đến ký tự mà chúng ta thường xuyên gặp ha. Thì chút nữa qua phần chuỗi chúng ta sẽ sử dụng lại những cái hàm ký tự này ha. Thì bây giờ chúng ta làm chuyển qua cái chuỗi chút xíu ha, sau đó chúng ta sẽ làm bài tập nó. Chuỗi chúng ta chú ý ha, chuỗi là mảng các ký tự thuộc kiểu tra thôi. Thì nó trong .NET framework thì nó là system string ha. Thì như vậy thì bản chất của chuỗi là tập hợp các ký tự. Ví dụ chúng ta khai báo là string str bằng test, thực ra nó là bốn ký tự đúng không? Đó. Thì ở đây chúng ta có một cái số ký tự đặc biệt đó là tab, đẩy vào một tab chúng ta là khoảng là set t ha. Xẹp T là đẩy vào một tab thì nó khoảng là 0.5 inch hoặc 0.25 inch ha, thì tùy vào máy chúng ta cấu hình. Còn chúng ta muốn xuống dòng là xẹp N ha. Backslash là chúng ta có hai xẹp liên tục, thường thường là chúng ta dùng để cho các đường dẫn ha, có cái xẹp xẹp đó ha. Hay là chúng ta có thể khai báo là dùng cái A còng trước này. Nếu như mà chúng ta không dùng A còng thì bắt buộc cái xẹp này phải là gõ hai xẹp, tức là backslash ha, gõ hai xẹp này với là C hai chấm xẹp xẹp Windows ha. Còn chúng ta muốn một xẹp thì chúng ta phải chỉ định là A còng trước ha, thì nó hiểu này là một đường dẫn chúng ta chú ý ha. Và chúng ta qua thêm một số hàm bên chuỗi đó là toString thì đã trả về chuỗi ứng với nội dung của biến nha. Ví dụ là ta khai báo một cái biến in y bằng 1 mà chúng ta muốn lấy cái chuỗi của cái số 1 đó thì chúng ta chỉ cần là y.toString thôi
À, tức là chúng ta muốn chuyển về chuỗi thì chúng ta gọi là chấm toString, hoặc là chúng ta cộng cho nhảy đôi. À, ví dụ này, cái này nó cũng tương đương ha. Giả dụ em có là string là str ha, str ha. À, chúng ta có thể bằng là y cộng cho nhảy đôi này thì cũng đưa về chuỗi ha. Cái này nó cũng đưa về chuỗi. Em chú ý ha. Đó. Thì số mà cộng nhảy đôi thì nó đưa về chuỗi. Đó. Hoặc là chúng ta gọi là toString thì nó cũng đưa về chuỗi, em chú ý ha. Ngoài ra chúng ta còn có cái hàm là convert chấm toString ha, vì là này nó cũng đưa cái số đó về chuỗi nha. Này chúng ta có hàm là toString array ha, là một cái hàm cũng khá sử dụng nhiều trong cái C sharp, đó là nó trả về tập các ký tự trong một chuỗi nào đó. Ví như bây giờ em có cái từ hello, chúng ta gọi là toString array ha, thì nó trả về mảng các ký tự bao gồm là h e l l o ha. Như vậy khi chúng ta ghi là toString array mà chúng ta cái này này là trả về mảng này, mà chúng ta lấy số 1 tức là lấy cái phần tử thứ 1 trong mạng này, như vậy là lấy chữ gì ra, chữ CD tức là chữ E đúng không, chữ E ra. Rồi trong chuỗi thì nó có một hàm gọi là len, cái thuộc tính gọi là len, cái thuộc tính là trả về cái chiều dài của chuỗi đó ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta có là str1 bằng test thì chúng ta đếm ha, là str1.len thì nó sẽ ra 4 ha. Đó, thì ở đây là 4 ký tự này. Như vậy là tới đây chúng ta đã gì biết được các ký tự nó hoạt động như thế nào ha, cách khai báo ký tự ra sao này. Chuỗi có một số hàm cơ bản chúng ta cần phải nắm ha, ký tự vậy ha, có một số hàm cơ bản như là kiểm tra số, kiểm tra ký tự ha, kiểm tra số rồi kiểm tra gì alphabet rồi chúng ta kiểm tra in hoa in thường rồi đưa về in hoa in thường ha, hay là cái hàm so sánh trong chuỗi thì giờ đây chúng ta mới nắm được là cách khai báo chuỗi này ha, chuyển đổi số về chuỗi hay là cách tạo mảng ký tự trong chuỗi đó hay là chiều dài của chuỗi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài đơn giản về chuỗi ha, rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại làm những hàm phức tạp hơn liên quan đến chuỗi. Bây giờ chúng ta new project cho thầy. Chúng ta đọc cho thầy là bài 13 ha. Rồi, bây giờ chúng ta làm một bài là thầy yêu cầu làm bài sau đó là nhập vào một chuỗi. Sau đó ta làm ha, là có một là đếm xem chuỗi có bao nhiêu in hoa in thường số rồi sau đó chúng ta làm tiếp là gì, đếm cái số khoảng trắng trong chuỗi. Ta thử làm bài trước ha. Bây giờ chúng ta làm một cái hàm là static void ha. Thì là xử lý chuỗi 1 đi. Rồi chúng ta có ha. Ở đây em có là khai báo một cái biến này. Một cái s nào đó ha. Sau đó chúng ta thông báo là console.writeline. Là mời bạn ha nhập vào một chuỗi. Chúng ta có s ha bằng console ha chấm readline, console readline ha. Rồi sau đó em có gì em cứ kiểm tra là một cái biến là in này, đếm in hoa này, được chưa, bằng không ha, đếm in thường ha bằng không ha, rồi đếm số ha bằng không ha. Rồi chắc cái này thầy sửa lại là đếm số khoảng trắng, thôi để số khoảng trắng là ta test luôn ha. Vậy cái này cho ta gom chung đi là in ha, đây là đếm khoảng trắng ha, đếm khoảng trắng bằng không. Rồi ta làm này. Bây giờ có rất nhiều cách làm nhưng mà ở đây chúng ta sẽ áp dụng những hàm chúng ta vừa học ha. Đó là hàm gì, chúng ta đẩy về hết về một một cái mạng gọi là toString array đúng không? Vậy ta khai báo này là cái toString một cái mạng ha. Array bằng s.toString array. Dạ. Yeah, vì cái hàm toString array là gì, nó trả về tập các ký tự trong một chuỗi đó, hay gọi là một mảng đó ha, mảng các ký tự. Bây giờ chúng ta mới có ha. Ta biết gọi là for là in y bằng 0 ha.
y nhỏ hơn array.len, array.len y cộng cộng. Thì đầu tiên chúng ta cứ nắm cái mạng này đi ha. Những em là học C cộng cộng rồi thì chúng ta sẽ biết về cái mạng. Còn những em là chưa biết gì về C cộng cộng thì cứ tạm thời cứ làm giống như thầy đang gõ ở chỗ này ha. Thì qua cái phần làm mạng và cái danh sách chúng ta sẽ nắm rõ hơn về nó. Đây chúng ta kiểm tra này. Là nếu mà cái ký tự thứ ha, thứ y hỏi coi nó bao nhiêu in thường thì chúng ta chỉ cần là nếu như mà cha gì đúng không? Nếu mà cha chấm y lower, y lower, y lower tức là kiểm tra nó phải in thường hay không, thì chúng ta chỉ cần tăng cái biến đếm, đếm in thường lên đúng không, cộng cộng. Tương tự như vậy chúng ta kiểm tra là nếu ha, là cha chấm y upper, upper là kiểm tra coi nó là in hoài không, thì array ha, chuyển cái y vào, thì ở đây chúng ta mới kiểm tra nó đúng đúng thì chúng ta làm gì là đếm in hoa ha, cộng cộng. Rồi tương tự đến số ha, chúng ta là nếu này cha chấm y digit ha, y digit ta truyền vô là array thì là thì chúng ta sẽ là cho là đếm mà đếm số cộng cộng. Rồi nếu ha cha chấm gì đếm hoàng trắng là y gì y white space ha, truyền cái gì phần tử từ y vào, chúng ta là đếm hoàng trắng ha, đó, cộng cộng. Rồi, kết thúc cái vòng lặp này này thì chúng ta đã có được gì, cái giá trị cho cái biến này đúng không? Đó. Bây giờ đến đây chúng ta sẽ gì xuất ra thôi là cần sơn này, cần sơn ha, chấm right line với là có ha, ký tự in thường phải một cái chúng ta chuyển vô là đếm in thường nè. Rồi sau đó ha, em copy bát này, cần chân C ha, cần chân V, cần chân V, cần chân V, số 0 là ký tự in hoa, là đếm in hoa ha. Rồi giờ là đếm số ký tự số nha, là đếm ha, đếm số. Rồi đếm ký tự khoảng trắng ha, khoảng trắng như là đếm khoảng trắng ha. Sau đó chúng ta gọi lệnh là gì, console.readline để chúng ta dừng lại ha, chúng ta ngó kết quả này xem ha. Rồi tới đây chúng ta gọi là xử lý chuỗi này, xử lý chuỗi 1 step 5 ha. Rồi bây giờ tự nhiên nó lại chấm hỏi ở đây là chúng ta thiếu gì, thiếu cái UTF-8 đúng không? Thì có là console ha, chấm output encoding bằng encoding chấm UTF-8 là ta chạy này F5 ha, F5 chạy này. Mời bạn nhập vào một chuỗi, ví dụ là cho thử ha, là Nguyễn Thị Long Lanh nè, trồng chành nhánh tuyết gì đó, enter ghi ra là có gì 18 ký tự thường đúng không, 17 ký tự in hoa, không ký tự số và có 7 khoảng trắng ha. Bây giờ chúng ta nhập một chuỗi khác có số ha, chạy này. Nguyễn Thị Hạnh Phúc 113 à, và Trần Thị Giải Thoát 114, enter cái. Thì chúng ta thấy là có 32 ký tự in thường đúng không? Rồi 3 ký tự in hoa, 6 ký tự số và có 10 ký tự hoàng trắng, thấy không? Ngoài ra chúng ta có thể dùng cách sau ha, ví dụ bây giờ thầy gọi cái hàm thì gọi là static, nghĩa là void ha. Xử lý chuỗi 2 là test này, thì comment lại thì sửa này lại là xử lý chuỗi 2, ok ha. Bây giờ chúng ta dùng công nghệ cao là ta copy bát chỗ này này, sau đó ta sửa lại ha. Ở nguyên cái cục này cần chuẩn C, cần chuẩn V, thì chỗ này chúng ta không có tu trai ở đây gì hết chỗ này này, mà chúng ta làm như thế nào,
chúng ta làm trực tiếp chỗ này cho thầy ha, là y nhỏ hơn s chấm len, lấy trực tiếp s chấm len. Rồi ta lấy là ta khai báo một cái cha ha, một cái ký tự nào đó bằng s chấm s thứ y. Đấy, tức là lấy ký tự thứ y ra. Như vậy đây ta sửa lại là ký tự thôi này nè. Kate tiếp tục ha, kate rồi cuối cùng là kate. Đó, như vậy thì nó chạy từ đầu chí cuối trong cái chiều dài của chuỗi s.len. Tại đấy ha, cái mảng chỗ này thì cũng là array.len, thì trong cái chuỗi này bản thân nó là tập hợp các ký tự thì nó cũng có s.len ha. Thì mỗi lần chạy là chúng ta lấy cái ký tự thứ y ra thì chúng ta truyền trực tiếp này, cái này cách lấy ký tự thứ y ha, để cú pháp của nó như vậy đó. Nếu s là chuỗi mà muốn lấy ký tự bất kỳ nào ra thì chỉ cần là truyền vô ngọc vuông, truyền này vào thôi ha. Thế bây giờ chúng ta test thử ha, chạy lên này f5 này, Trần Văn Phát 11 à. Như vậy thì có 9 ký tự in thường đúng không? 3 in hoa, 2 ký tự số và 3 hoàng trắng, ta đếm ta thấy. Như vậy ở đây chúng ta có hai cách làm đúng không? Một là chúng ta ứng dụng cái hàm là tu tra array để chúng ta trả về một mảng cái ký tự. Chúng ta so sánh, ta lấy cái mảng này, mảng lấy từng ký tự theo vị trí đi ra. Và cái thứ hai là bản thân cái chuỗi là tập hợp các ký tự, do đó nó cũng có cái chấm len để trả về kích thước của cái chuỗi đó và muốn lấy cái ký tự thứ y thì chúng ta lấy là chuỗi thứ y ra là nó cũng hiểu. Rồi như vậy là chúng ta vừa ví dụ xong một số hàm cơ bản ở ký tự và chuỗi. Bây giờ tiếp tục ha, chúng ta vào các hàm nâng cao trong chuỗi. Thứ nhất là chúng ta vào cái hàm competu. Cái hàm competu là cái hàm để so sánh chuỗi đang xét với chuỗi velo đó ha, tức là cái chuỗi bản thân hiện tại ở chuỗi đó với cái đối số bên trong của nó là cái velo này này, thì nó trả về không nếu hai chuỗi bằng nhau ha, trả về lớn hơn không nếu như chuỗi đó lớn hơn mà trả về nhỏ hơn không như chuỗi đó nhỏ hơn, thì chúng ta có thể lấy không một trừ một được, hoặc là chúng ta so sánh là bằng không, lớn hơn không hoặc nhỏ hơn không ha. Ví dụ bây giờ chúng ta có hai chuỗi này, có chuỗi đầu tiên là string s bằng chữ hello, sau đó chúng ta khai báo biến in y bằng s.compare2 ha. Thì chúng ta thấy là kết quả nó sẽ khác nhau ha. Ví dụ là h này, hai cái h hoa này, h thường này ha. Thì rõ ràng là kết quả nó khác nhau. Còn nếu như chúng ta truyền vào ha, truyền vào là chữ hello, cái s gốc ban đầu là cũng hello này, h với hoa này, giá trị velo chúng ta truyền vào là hello này, thì hai cái tự giống nhau y xì thì kết quả này nó trả về là không, chúng ta chú ý ha. Đó. Còn trên bên trên nó trả về một là do là s này nó sẽ lớn hơn cái hello này ha. Và cái hàm thứ hai là chúng ta hàm contents ha. Cái hàm content là hàm trả về true false thôi, tức là kiểm tra coi chuỗi này có trước chuỗi kia hay không ha, hay còn gọi là tìm các chuỗi con bên trong có tồn tại hay không ha. Thì nếu như nó có tồn tại, tức là có chứa, thì nó trả về true, còn không chứa nó trả về false, em chú ý ha. Ví dụ bây giờ chúng ta có cái chuỗi là s bằng hello, bây giờ chúng ta khai báo là y bool y bằng s.content. Ví dụ chúng ta coi ha, là cái hàm content ha, hàm content là cái hàm kiểm tra một chuỗi con có tồn tại bên trong một chuỗi hay không ha, thì nó trả về true nếu như nó có chứa ha, còn bằng false nếu như nó không chứa ha. Ví dụ như chúng ta có là string s bằng hello, chúng ta cho là bool y này rồi y bằng s.content lo để đó đang là tôi nhìn thấy lo nó nằm trong hello này đúng không ha? Vậy chúng ta trả về true, được chưa, làm content. Ứng dụng của nó như nào, ví dụ như là thầy yêu cầu là gì, hãy xuất tất cả những sản phẩm mà phần tên có cái chữ là nước giải khát ha, thì chúng ta chấm content, lấy cái tên đó chấm content chữ giải khát thì nó ra được ha. Rồi đó là hàm thứ hai chúng ta nói về hàm content ha. Cái hàm tiếp theo là hàm copy to ha. Hàm copy to mục đích nó là gì, là copy cái count ký tự này, chỗ này này, copy count ký tự ha, bắt đầu từ vị trí số index trong chuỗi ha, vào mảng ký tự destination này này đó, bắt đầu từ vị trí destination index. Ví dụ bây giờ ha, ta có là string s bằng hello. Như vậy bây giờ chúng ta khai báo, giả sử khai báo bảng là tra ch bằng new tra, tức là 5 ký tự đúng không, ta với thay đổi này cái phần tử thứ 0 chúng ta cho bằng a, phần tử thứ 1 chúng ta cho bằng b này, thì chúng ta sao chép như sau ha. Nếu như chúng ta gọi là s.copyTo 1
ST1 rồi CH23 thì nó truyền như thế nào? À, em để là gì? À, cái nó nói là gì? Copy count ký tự. Count ký tự tức là để ba cái tự đúng không? Copy ba cái tự ha. Bắt đầu từ vị trí suộc index. À, bắt đầu từ vị trí suộc index ha. Tức là từ số mấy? Từ nào? Từ cái gì? ELL đúng không? ELL đúng không? Tức là ba ký tự đúng không? Mà bắt đầu từ vị trí index, số index là chúng ta bắt đầu là từ số 1 này này, số index bằng 1 này. Đó, như vậy thì sao chép ba ký tự bắt đầu từ vị trí số index là số 1. Như vậy thì vị trí số index từ số 1 tức là bắt đầu từ E, E là đến L, rồi đến L, tức là ba ký tự đúng không? Rồi, vào mảng ký tự destination là mảng này này. Bắt đầu từ vị trí destination, vậy bắt đầu từ vị trí này này, vị trí số 2, được chưa? Vậy đó đang là vị trí số 0 chúng ta bằng A rồi, vị trí số 1 chúng ta bằng B rồi. Vậy thì sao chép ba ký tự là ELL à, ELL vào cái mảng này. Như vậy thì nó bắt đầu chép từ vị trí số 2 tức là CH2 à, rồi CH3 rồi CH4 đúng không? Vậy đó là bây giờ chúng kết quả chúng ta sẽ được là AB rồi ELL ha. À, đó là ý nghĩa của hàm copy to ha. Bây giờ chúng ta qua hàm tiếp theo, đó là hàm ENGUID ha. Hàm ENGUID là kiểm tra coi cái chuỗi đó có chứa cái gì đó đằng sau không ha, có chứa gì đó đằng sau không hay là có kết thúc bởi cái gì đó đằng sau không. Ví dụ như là chúng ta có chữ hello mà chúng ta hỏi xem là cái chuỗi này có phải là đằng sau nó lại là LO hay không ha. Thì rõ ràng trong phần này là ENGUID thì nó trả về true, tại vì rõ ràng chúng thấy LO này đằng sau này ha. Như vậy này, hỏi cái chuỗi này có phải đằng sau LO không đó. Ví dụ như chúng ta làm một bài là gì? Hãy xuất tất cả những sinh viên mà địa chỉ á, mà cái địa chỉ á, đằng sau á, có ghi là quận 9. Thì chúng ta thì có chỉ điểm ENGUID thôi, là quận 9 đằng sau thôi. Thì chúng ta nhớ này là ENGUID là kiểm tra coi có phải chuỗi đó có kết thúc bởi một cái gì đó đằng sau hay không. Đó, còn nếu có thì trả về true, không có trả về false ha. Rồi hàm tiếp theo chúng ta học về format, đó là về các hàm mà được định dạng thôi ha. Được định dạng này chúng ta hiển thị lên theo ý thích thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta cho là string s bằng hello này ha. Rồi n bằng 14 gì đó, bây giờ chúng ta làm là s bằng string.format này ha. Thì các định dạng này ha, ta truyền vào n này nó sẽ gắn cho số 0 này này ha. Căn bậc 2 này nó gắn với số 1 này này à, thì kết quả chúng ta ra được là giá trị gì n 14 gì đó ha, căn bậc 2 à, là cái này đó. Thì nó giống như là các chỗ dành chỗ mà chúng ta hay làm trong console thôi ha. Thì ta thấy là định dạng n là về giá số này ha, còn cái này n cũng đa số này. Tiếp theo là chúng ta định dạng về tiền tệ, ta thấy không, là định dạng chúng ta dùng lệnh là C là tiền tệ đúng không? Thì chúng ta là gì, dùng lệnh ở đây, đây chính là gì, dành chỗ này thì 200 nó sẽ dành cho số 0, còn C đằng sau tức là tiền tệ nó ra này ha. Thì khi xuất ra nó sẽ ra được là giá thành phẩm bằng này một đống sau đây ha. Hay chúng ta có ngày tháng năm, chúng ta có date time mà năm tháng ngày gì đó này, khai báo đây ha, một đống đây ha. Thì chúng ta gọi là string chúng format nha, today y gì đó không d thì date này, date nó sẽ gì, đè lên cái số 0 này này ha, nó sẽ gắn giá trị cho vị trí số 0 này, sau d tức là định dạng về ngày tháng năm giống như thế này ha. Tương tự vậy, giả sử như chúng ta đổi lại chúng ta muốn là vị trí không nhưng mà phải là ngày tháng năm rồi giờ phút giây giờ phút giây h hoa tức là 24 giờ đó ha. Thì chúng ta có thể làm gì, trên chứng format ha, nguyên cụm này thì lấy date time now này này, nó sẽ gán cho nguyên cụm này date time now này này, nó sẽ gán cho số 0 này này, và định dạng của nó là gì, là ngày tháng năm, và bên ngoài của nó chính là giờ phút giây ha, tức là nó sẽ lấy là ngày giờ tháng năm hiện tại ngay tại thời điểm này của hệ thống ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một số ví dụ ha, liên quan tới hàm dùng nhiều nhất, đó là mà compare này, content này. Rồi sau đó chúng ta thử cái hàm format ha. Bây giờ chúng ta comment lại xử lý chuỗi 2. Bây giờ em làm cho thấy là static ha, void ha, xử lý chuỗi 3. Ví dụ ngay từ đầu thầy đưa vô luôn đi ha, thì có là string này, hãy nhập luôn đi, đó là string một cái s, rồi console ha, chấm write lại, mời bạn nhập vào một chuỗi chuỗi rồi s bằng ha, console chấm read lại, đó là lấy cái chuỗi ra ha, nhập được cái chuỗi từ bàn phím đó. Thì chúng ta thử so sánh này,
Console ha. Chấm write line. Mời bạn nhập chuỗi tiếp theo. Ta có ha. String một cái S2 nào đó bằng console này ha. Chấm read line. Thì chúng ta so sánh nha, hai chuỗi chúng ta kiểm tra là in này ha, một cái kết quả bằng S.compare2 của S2. Thì ta xuất kết quả nha, ta xuất gọi là nếu này kết quả bằng 0 thì chúng ta ghi là ta xuất ra console chúng console ha. Console là chấm write line à. Là S và S2 giống nhau. Được chưa? Hoặc else if ha. Nếu mà kết quả mà nhỏ hơn 0 thì chúng ta có thể làm đó là gì? Là console ha. Console.write line. Rồi. Đó là S nhỏ hơn S2. Else ha. Nó không bằng nhau, không nhỏ hơn thì chắc chắn nó phải lớn hơn rồi ha. Console gì? Console ha. .write line là S chấm lớn S2. Rồi ở đây chúng ta có thêm một cái là console.readline để chúng ta ngó ha. Đây. Như vậy là chúng ta nhập hai chuỗi. Nhập một chuỗi thứ nhất này. Sau đó nhập chuỗi thứ hai và chúng ta dùng hàm compare2 chúng ta so sánh ha. Như vậy ở đây chúng ta gọi hàm lệnh đó là xử lý chuỗi 3. Chúng ta chạy lên ha, F5 này. Thì chuỗi đầu tiên chúng ta ghi là Obama. Enter. Mời bạn nhập vào chuỗi tiếp theo là Obama. Enter. Vậy S1 nhỏ hơn S nhỏ hơn S2, được chưa? Đó. Rồi. Tương tự bây giờ ta sẽ nhập vô ha. Ta nhập, chạy lên ta nhập này. Ta nhập là Obama. Enter rồi. Obama. Enter. Hai đứa giống nhau phải không? Hai đứa giống nhau này, Obama mà. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập trường hợp này nè. Ta nhập là A. Và A. A nhỏ đi. Trong máy tính ta ghi là A lớn. Mà lớn hơn A thì có vẻ ok ha. Tức là S lớn hơn S1, S2 có vẻ ok. Nhưng ngoài đời chúng ta nói là A nhỏ hay A hoa thì đâu ai nói A nhỏ hoa. Người ta nói A. Thì dĩ nhiên hai đứa này bằng nhau đúng không? Hay là tèo. Một đứa ghi tèo hoa, một đứa ghi tèo thường. Thì rõ ràng là hai đứa tèo này nó phải là giống nhau. Vậy ở đây chúng ta cần là phải biết so sánh, không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ ha, bây giờ ta có này. Trong còn mấy tu chúng ta phẩy một cái cho thầy. Em gõ thêm cho thầy là trường hợp này ha, là chúng ta dài luôn. Đó là chúng ta đưa về một dạng thôi ha. Là chấm gì? Tu lao khơi đưa về một dạng ha. Rồi S đây cũng chấm gì? Tu lao khơi đưa về một dạng. Đó, thì chúng ta sẽ soi đánh hai chỗ này như thế nào ha. Tức là đưa về chúng về cùng một định dạng này. Hoặc là tu upper khởi được, ta chạy lên ha. Rồi. Ta nghĩ là Obama. Rồi đấy, Obama. Hai giống nhau, hoa hay thường là giống nhau hết, được chưa? Thì cái này vì đúng ngoài đời này, quý vị, ta đâu nói là Obama biết đâu mà, Obama biết thường đâu. Là hai ông này là một. Vậy là đây chúng ta có thể đi chung về định dạng ha, đi cùng về một định dạng nào đó thì chúng ta so sánh nó sẽ đúng với thực tế hơn. Rồi. Ngoài ra chúng ta có hàm format này để định dạng dữ liệu. Ví dụ thầy ở đây chúng ta tự đưa vào nhập ha, để thầy cho ví dụ trường hợp là ngày tháng năm này. Đó. Ví dụ bây giờ chúng ta có là gọi lệnh đó là static void xử lý chuỗi 4 nè. Ta phải làm này. Trình chút format ha. Ta làm trực tiếp luôn để ra định dạng ngày tháng năm này. Hỏi là bây giờ hôm nay ngay tại thời điểm này là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu, giờ, phút, giây như thế nào ha. Thì chúng ta có như sau. Đó gọi là string ha. Một cái S này bằng này. String ha. Chấm format trực tiếp luôn ha. Rồi. Thì đúng không ha. Hai chấm này. Ngày DD MM II ha, ngày tháng năm giờ phút giờ phút giây ta chuyển ra ngày giờ tháng năm hiện tại, ta ghi là deadtime.now ha. Deadtime.now là trả về ngày giờ tháng năm hiện tại, thì tới đây ta xuất ra này. Console.write line. Chuyển S vô. Ở đây chúng ta dừng lại là console.write đến read line ha, console.read line để chúng ta ngó kết quả ha, read line.
Rồi, ở đây chúng ta gọi ha, ta gọi là xử lý chuỗi 4. Ok, tự nhiên nó là F5. Rồi, thế không này, hôm nay bây giờ là 15, ngày 15 tháng 10, 2016, lúc 12 giờ 36, 29. Đó. Rồi, đây một ví dụ về cái lệnh format ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái hàm tiếp theo ha. Cái hàm mà insert là chèn vào thôi ha, chèn vào vị trí nào đó trong cái chuỗi. Ví dụ là ở đây chúng ta có cái chuỗi có sẵn nào đó ha. Ví dụ là chuỗi S bằng hello, chữ Trinivan và everybody. Bây giờ chúng ta muốn gì? Ta chèn ha, chèn cái gì? Cái ba này ha, vào vị trí số 5. Vậy chúng ta thấy là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này ha. Như vậy ta chèn vào ngay vị trí chúng than rồi đó. Vậy là S bằng S.insert ha, chuyên cái chèn cái everybody vào ngay vị trí số 5. Như vậy bây giờ chúng ta có một chuỗi mới này ha. Như vậy thì cái hàm insert được sử dụng khi nào? Được sử dụng là trong quá trình chúng ta đang xử lý chuỗi mà tự nhiên chúng ta có những thông tin chúng ta muốn chèn vào cái giữ chuỗi đó, thì chúng ta ha có thể dùng lệnh insert để chúng ta chèn vào ha. Tiếp theo là hàm index up ha. Cái hàm index up là cái hàm trả về cái vị trí đầu tiên của chuỗi hay một ký tự mà tìm thấy trong cái chuỗi này ha. Ví dụ như là gì? Hãy tìm ký tự A còng nằm trong chuỗi này ha. Thì khi chúng ta dùng index up thì nếu như nó tìm thấy thì nó trả về ngay cái vị trí đầu tiên tìm thấy thôi ha. Ví dụ như là trong chuỗi chúng ta có hai cái chữ A còng thì nó không quan tâm với A còng cuối cùng mà nó quan tâm A còng đầu tiên thôi ha. Thì nếu như nó tìm thấy nó trả về ngay vị trí đầu tiên tìm thấy, còn không tìm thấy ha thì nó trả về -1, chúng ta chú ý ha. Đó là nghĩa hàm index up. Cái hàm mà tiếp theo đó là cái hàm mà last index up ha. Last index up là cái hàm trả về cái vị trí cuối cùng của cái chuỗi hai ký tự tìm thấy ha. Tức là nếu như mà nó có hai chữ A còng mà chúng ta gọi lệnh last index up thì nó chỉ gì trả về vị trí cuối cùng thôi ha, nó không quan tâm vị trí đầu tiên ha. Ví dụ bây giờ chúng ta thử làm về nó ha. Ta thử đây là static ha, static void xử lý chuỗi 5 ha. Rồi chúng ta gọi là xử lý chuỗi 5 ha. Rồi chúng ta có là giả sử như thầy có một cái string này, một cái s bằng đi, ví dụ như thầy có là d ha, d rồi bài hát này, này bài hát ha. Rồi bây giờ đây là nhạc Trịnh đi ha, phải một xem một cái nữa để ghi là đêm thấy ta là thác nổ ha, .mp3 được chưa? Đêm thấy ta là thác đổ ha. Đấy. Bây giờ trả thử yêu cầu là hãy tìm đấy vị trí của ký tự sẹt đó. Hãy tìm vị trí đầu tiên của ký tự sẹt. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là hai, một ký tự này sẹt này, hai cái tự này, ba cái tự sẹt đúng không? Thì ta thử làm đó là in vị trí bằng s.indexup indexup của cái ký tự sẹt, được chưa? Thì bây giờ chúng ta xuất ra là console ha, console.write line ở đây nó ghi là tìm thấy ha ký tự sẹt ở vị trí thứ gì đó ta chuyển vô là vị trí thứ pt, được chưa? Thì ngay đây chúng ta có gì? Ta xuất ra rồi đúng không? Thì nó gọi là console.write line rồi ha. Để chúng ta gọi xử lý nằm, chúng ta chạy lên này. Ở đây chúng ta cần có dấu tiếng Việt ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thêm là gì? Abut ha. Ta thêm là console.abut encoding ha, bằng encoding.utf8. Chạy lên ha. Vậy tìm thấy vị trí ký tự sẹt ở vị trí thứ hai, ta đếm này. Vị trí số 0 là D này, 1 là dấu 2 chấm này, như vậy số 2 chính là dấu sẹt này ha, được chưa? Đó là index up. Bây giờ chúng ta thử làm là một câu là tìm ha. Hãy tìm vị trí ha, hãy tìm vị trí cuối cùng của ký tự sẹt. Thì chúng ta ghi là chúng ta là in là vị trí 2 đi ha, vị trí 2 bằng s.last index up ha. Ta chìm nó sẹt. Vậy là tìm thấy ký tự ở vị trí thứ vị trí 2
À, như vậy lấy vị trí cùng ta chạy lên ha, F5. Thì đó là ta thấy gì này? À, là tìm thấy ký tự sẹt ở vị trí thứ hai và tìm thấy ký tự sẹt ở vị trí thứ 19. Đấy, như vậy là đây là số 2 này. Còn ký tự cuối cùng này này ở vị trí 19 này, ta đếm ha, ta đếm từ 0 là D này chạy đến đây là như là vị trí 19 chỗ này này ha. Được chưa? Và đó là cái hàm lãi index up. Thì những hàm này rất là quan trọng ha, để chúng ta tìm vị trí theo một cái tiêu chí nào đó, theo một cái chuỗi con nào đó ha, rất là quan trọng. Cái hàm bat thì nó trả về chuỗi đã được căn lề trái ha. Thao tác căn lề như sau, đó là tạo chuỗi mới gồm width ký tự ha, đặt chuỗi ban đầu và bên phải chuỗi mới. Các ký tự khoảng trắng sẽ được chèn vào các vị trí còn trống bên trái trong chuỗi mới ha. Thì cái này chúng ta tự làm cái này ha, chúng ta đưa code này vào chúng ta quan sát ha, thì trên màn hình nó sẽ xuất hiện những thông tin nào. Nè, ví dụ là chữ hello này này ha, mà chúng ta gọi là bat left thì nó sẽ xuất hiện trên cái màn hình console của ta đó, ở khoảng trắng này đang đến chữ hello ha. Rồi. Tương tự cho bat right ha, chúng ta làm như giống vậy ha. Bây giờ nó có hàm gọi là hàm remove ha. Cái hàm remove tức là cái hàm là xóa một cái chuỗi ha, con ra khỏi một cái chuỗi gốc ban đầu ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái chuỗi là chữ hello. Bây giờ chúng ta muốn xóa gì? Nè, xóa đi vị trí bắt đầu từ 4 ha, mà có 3 phần tử. Nè, tức là bắt đầu vị trí xóa là số 4 nhưng mà xóa 3 ký tự đằng sau nó. Vậy chúng ta ghi này, để chữ hello là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 ha. Đó, như vậy là bắt đầu từ ô là vị trí 4 đúng không? Đó, mà nó xóa 3 ký tự đằng sau, tức là ô rồi dấu than, rồi dấu than. Như vậy ở đây chúng ta 3 ký tự này, nó xóa là ô, dấu than. Như vậy kết quả cuối cùng nó chỉ còn là H E L L, dấu than ở cuối cùng đó thôi ha, đó là remove. Vậy cái hàm remove rất là thuận tiện ha. Trong quá trình chúng ta lập trình mà chúng ta có một chuỗi, sau đó chúng ta có một lý do gì đó chúng ta cần xóa cái thông tin nào đó trong một chuỗi gốc ban đầu, thì các em sẽ dùng lệnh remove ha nhá. Đối số đầu tiên là vị trí bắt đầu xóa, đối số thứ hai là gì, xóa bao nhiêu ký tự bắt đầu từ vị trí bắt đầu xóa ha. Tiếp theo là chúng ta có cái hàm relay ha. Hàm relay là đổi cái chuỗi ban đầu thành một cái chuỗi mới nào đó ha. Tức là cái chuỗi gốc ban đầu á, tức là nó có thể đổi những cái ký tự nằm bên trong chuỗi đó ha, để thành một cái chuỗi mới. Ví dụ như ở đây chúng ta có chữ hello này, chúng ta muốn đổi cái chữ R ha, đổi chữ R ha, đổi chữ gì LL ha, chữ L thành một cái chuỗi mới đó là R. Như vậy thì tự động nó tìm đến là LL ha, đổi thành R ha, thì như vậy nó sẽ chuỗi mới là chữ hello. Nhưng mà chú ý là cái lệnh relay này này chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta thay đổi ha. Tại vì nếu như mà chuỗi chúng ta mà có rất nhiều những cái mặt chữ giống nhau mà chúng ta relay mà cái đó lại không phải ý đồ của ta, lại coi chừng nó sẽ relay nhầm ha. Do đó chỗ này chúng ta phải chắc chắn rằng là chúng ta muốn relay thực sự thì chúng ta mới gọi lệnh relay ha. Rồi. Tiếp theo là cái hàm mà chúng ta đó là hàm starquick, thì nó tương tự anquick ha. Hàm starquick là nó kiểm tra coi là chuỗi có bắt đầu bởi một cái gì đó hay không ha. Còn hàm substring là trích lọc ra cái chuỗi con nằm bên trong chuỗi gốc ha. Thì nó sẽ lọc ra để bắt đầu vị trí này là start index này ha, và lấy bao nhiêu ký tự ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một chuỗi là s bằng hello, là chúng ta trích lọc ra bắt đầu từ vị trí số 1 ha, tức là số 1 tức là chữ e này đúng không, mà lấy bao nhiêu ký tự, lấy 3 ký tự, tức là e là 1 ký tự này, l là 2 ký tự này, l tức là 3 ký tự này. Như vậy thì hàm substring này sẽ lọc ra là ell, đó là ý nghĩa substring ha. Thì cái substring này cũng sử dụng rất là nhiều trong cái phần xử lý chuỗi ha. Ví dụ bây giờ có một chuỗi danh nhà, một chuỗi đường dẫn bài hát, bây giờ yêu cầu hãy lấy ra tên bài hát có đuôi rồi tên bài hát không có đuôi ha. Ví dụ là lấy ra được đêm thế ta là thác đổ, rồi đêm thế ta là thác đổ .mb3. Rồi đó là một số hàm ha. Chúng ta cần nắm ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ liên quan tới cái hàm mà chúng ta vừa học xong ha. Rồi bây giờ em có gói hàm đặt cho thầy là static ha, void xử lý chuỗi 6 ha, xử lý chuỗi 6 ha. Đấy, ghi đúng là console ha, .abort encoding ha, bằng encoding .utf8. Tương tự vậy bây giờ thầy lấy bài này đi ha, lấy này. Và thầy muốn là hãy tách để lấy được cái tên bài hát ra. Thì bây giờ chúng ta rõ ràng chúng ta cần phải lấy vị trí cuối cùng đúng không? Và cái bắt đầu tên bài hát là ngay đằng sau chữ dấu cái sẹt. Và chúng ta lấy hết ra đằng sau đây ha. Thì chúng ta phải làm sao này? Tức là in ha, vị trí bằng
s.lastinitup của cái sẹt đúng không? Của sẹt. Đây. Sau đó chúng ta là string ha, tên bài hát ha, bằng gì s.substring đúng không? Ngay kế bên cái sẹt, tức là cái đề này thì chúng ta có phải là vt cộng 1 không? Rồi ta phải xuất ra ha, là control này. Chấm right line. À ta xuất ra là cái tên bài hát ha. Và đây chúng ta là control, à, control.read line ha. Và ta F5 ha, ta chạy. Ta quan sát. À chúng ta chưa gọi lệnh ha, chúng ta phải gọi lệnh là xử lý chuỗi 6 ha. Cái dạo này. Điền này lại xử lý chuỗi 6. F5 ha. Đó, đó đây, đêm thấy ta là thác đổ không? Bây giờ thầy muốn là chỉ được lấy chữ đêm thấy ta là thác đổ thôi, không được lấy chữ .mp3 thì làm như thế nào? Thì rõ ràng là chúng ta phải tìm, cần tìm đến cái .mp3 đúng không? Đó. Thì chúng ta có thể áp dụng trên cái tên này này, có tên bài hát rồi ha. Thì ta xuất ra, ta lấy được cái chấm, như vậy ta lấy được cái gì? Là in cái vị trí 2 ha. Vị trí 2 bằng tên bài hát chấm gì? À, last index up ha, của cái chấm chấm này đúng không? Rồi, phải lấy được vị trí cuối cùng rồi thì chúng ta sẽ lấy được cái tên bài hát thôi. Ha. Lấy được vị, có ngay cái bài hát này này. Thì chúng ta lấy cái vị trí cuối cùng rồi đúng không? Thì làm sao lấy đoạn này? Thì có phải là chúng ta substring thì ngay vị trí đầu tiên cho tới cái gì? Tới cái len của nó đúng không? Tới cái gì? Tới cái vị trí 2 này đúng không? Vậy ta thử này, ta thử là string này. Tên bài bài hát 2 bằng ha. Tên bài hát ha. Chấm substring. Bắt đầu từ vị trí số 0 đúng không? Cho tới len, tức là tới cái vị trí 2. Vị trí 2. Ta xuất thử ra ha. Là console chút right line là tên bài hát 2 chạy này. Thấy không? Đó. Vậy là bên trên ta thấy không, là đêm thấy ta là thác đổ đó. Chấm mp3. Nếu như chúng ta chỉ lấy cái tên bài hát thôi không có đuôi thì chúng ta là đêm thấy ta là thác đổ là mất chấm mp3 ha. Và đây chính là cái ví dụ ha, về chúng ta dùng là last index up hay là substring để chúng ta trích lọc cái chuỗi nào đó theo yêu cầu ha. À, bây giờ chúng ta qua một số hàm tiếp theo trong cái chuỗi cũng tương tự những ký tự ha. Chúng ta có là to allow key là đưa về in thường ha, to upper key đưa về in hoa, trim là xóa các khoảng trắng dư thừa bên trái và dư thừa bên phải ha. Còn trim end là xóa các khoảng trắng dư thừa bên phải chuỗi, còn trim start là xóa tất cả khoảng trắng bên tay trái chuỗi ha. Thì thông qua những cái này chúng ta có thể dùng là tối ưu của chuỗi ha. Đây là một số hàm mà tiếp theo như là hàm sleep, rất là quan trọng ha. Hàm sleep là hàm tách chuỗi ra theo tiêu chí nào đó ha. Cái này chúng ta sử dụng rất là nhiều này, ví dụ là khi chúng ta lưu vào file có một cái dòng liệu theo một thông tin nào đó ha. Bây giờ chúng ta cần tách ra để lấy thông tin trong cái này thì chúng ta phải làm như thế nào ha. Hay hàm zone, tức là tôi nối lại ha. Bây giờ chúng ta có là nguyên các phần tử này chúng ta gọi lệnh zone lại thì nó tự động nó sẽ zone các thông tin theo cái định dạng của ta ha. Bây giờ thầy sẽ ví dụ cái hàm sleep là quan trọng và sử dụng nhiều nhất ha. Chúng ta qua là xử lý chuỗi 7 đi ha. Static. Rồi, xử lý chuỗi 7. Ví dụ bây giờ em có string một cái line bằng gì? Thầy cho là SV ha. 113 tên là Nguyễn à. Nguyễn Thị Hạnh Phúc. Rồi. Email là phuc@gmail.com. Bây giờ thầy muốn lấy là mã tên và email ra ha. Tất nhiên là như vậy thì làm như nào này? Chúng ta sẽ có một cái gọi là string ha, một cái mảng là array bằng line.sleep này, sleep. Rồi, ta truyền vào ha. Tới đây thì chúng ta có thể truyền vô là cái chấm phẩy tách ha, tách theo cái chấm phẩy. Thì rõ ràng là trong cái này này tách theo chấm phẩy thì nó có gì, một mảng có mấy chuỗi này, mấy phần tử này, một phần tử ha, hai phần tử, ba phần tử này. Như vậy tới đây ta lấy được ha, ta là console này, console chấm right line mã bằng array thứ không đúng không? Đây, tương tự vậy ha, tên ha, email ha, phải có là tên này, email ha, đây là số 1, số 2, và tới đây ghi là, ta nhớ xuất dấu tiếng Việt ra ha, là console.output encoding ha,
bằng encoding.utf8. Thì đây là console ha, .bitline. Rồi, để ta lấy được dòng dữ liệu này ra, tách ra từng phần tử, ta có thông tin như sau ha. Ta sẽ gọi nó này xử lý 7 ha, xử lý chuỗi 7 này. Xử lý chuỗi 7. Ta chạy ha, F5. Đó, lấy được thấy không? Là mã tách ra tôi lấy được là sinh viên 13 ha, tên là Nguyễn Thị Anh Phúc, email là phuc@gmail.com, được chưa? À rồi. À, bây giờ chúng ta thử làm một bài tổng hợp về chuỗi ha. Cụ thể là chúng ta làm một bài là tối ưu chuỗi ha, tối ưu chuỗi. Ta có ha, static này, void tối ưu chuỗi. Ở đây chúng ta gọi lại nha. Là tối ưu chuỗi ha, tối ưu chuỗi. Thì ta thử như sau này. À, cho một chuỗi gốc ha. Yêu cầu thứ nhất là gì? Xóa các khoảng trắng nạc dư thừa bên trái phải chuỗi ha. Các từ cách nhau bởi một khoảng trắng. À, ký tự đầu tiên viết hoa. Ví dụ ha. À, chúng ta cho một cái chuỗi đây như sau, đó là Nguyễn Thị giải quát đó. Thì thừa vậy ha. Thì khi tối ưu xong này, sau khi tối ưu này thì ra chuỗi sau ha, là Nguyễn khoảng trắng một thôi, Thị khoảng trắng một là giải ha, quát đó. Làm sao chúng ta làm được như vậy ha. Ta áp dụng xử lý chuỗi để chúng ta có thể tối ưu một chuỗi như này ha. À, như vậy ở đây chúng ta thử ha, ta coi là một cái gì, console.write-line ha, write-line. Mời bạn nhập vào một tên bất kỳ nào đó ha. Sau đó chúng ta có gì là string một cái tên bằng ha, console.write-line. Rồi, vậy chúng ta làm từng bước từ từ ha. Ở đây cuối cùng chúng ta do là control hit line để chúng ta đọc thông tin nè. Xuất ra này. Tên bằng tên chấm trim ha. Đây là xóa dư thừa bên trái bên phải. Dĩ nhiên là trước tiên chúng ta phải xuất ra trước ha, là control này. Chấm write line này. Chuỗi gốc bạn nhập. Để chúng ta xuất ra là control ha, chấm write line. Chuyển vô cái tên. Rồi, sau đó ở đây chúng ta xuất ra ha, là console.write-line, đưa xuống này, là chuỗi sau khi tối ưu. Rồi, ta gọi là tên ha. Ví dụ bây giờ chúng ta thì chạy lên chúng ta test này, F5. Mời bạn nhập vào một tên, chúng ta thiếu cái gì? Amut encoding ha, ở đây chúng ta bổ sung cho thầy là console.amut encoding. Bằng encoding ha, UTF8, F5 chạy ha. Vậy tới đây thầy gọi về khoảng trống hàng trắng là Nguyễn Thị Anh Phúc, enter. À, như vậy thì cái chuỗi gốc ban đầu là như này đúng không? Sau khi tối ưu này nó xóa hết khoảng trắng như từ bên trái bên phải, em thấy không? Nó xóa đi ha. Nhưng mà đây này người ta yêu cầu là gì? Cắt từ cách nhau bởi một khoảng trắng và ký tự đầu tiên viết hoa thôi, còn tất cả viết thường hết ha. Cái này đang sai này, chúng ta cần tối ưu lại ha. Vậy chỗ này chúng ta tối ưu như thế nào? Có rất nhiều cách ha, nhưng mà ở đây thầy chú ý thầy sử dụng lại những cái hàm mà chúng ta vừa học để chúng ta ôn luyện lại ha. Đầu tiên chúng ta sẽ tách ra. À, ta có một string, một cái mảng ha, một cái mảng là array bằng tên chấm slip. À. Đây. Khi là new à, cha gì đó ha, cha. Ta xóa theo khoảng trắng này. Và chúng ta thêm chỗ này cho thầy đó là string slip option ha, chấm remove empty. Nghĩa là gì này? Đây chúng ta học thêm này ha, là ký tự khoảng trắng chứ, ký tự khoảng trắng này này. Thì trong hàm slip này ở đây thầy hướng dẫn chúng ta là học có một cái hàm có hai đối số ha. Đối số 1 là chúng ta xóa theo tập ký tự nào đó.
ở đây chúng ta chỉ xóa theo khoảng trắng thôi, thì truyền vô một ký tự ha. Tại nhiều khi chúng ta có thể tách theo nhiều ký tự khác nhau, ví dụ là vừa tách khoảng trắng vừa tách theo a còng thì chúng ta có thể truyền vào đây ha. Thì trong trường hợp này là thầy hướng dẫn là chúng ta đang tách theo khoảng trắng thì chúng ta truyền một phần từ khoảng trắng. Và giả sử như nếu mà em có nhu cầu em muốn là tách theo cả dấu chấm than thì truyền chấm than vào để tự động hiểu ha. Rồi cái đối thứ hai là gì? Khi nó tách chuỗi ra mà nếu như cái một phần từ nào đó trong mạng nó rỗng thì coi như nó bỏ qua, nó xóa luôn, nó không quan tâm ha. Thì ta sẽ test thử ha. Thầy đè Rickboy ngay đây này. Chúng ta F5 cho chạy ha. Rồi. Thì chúng ta giờ vào là Trần Văn Giải. Nè, chẳng ra ha, enter cái. Thì tới đây ta kiểm tra này. Ở đây gì duyệt vào, ở đây có 3 phần tử đúng không? Trần Văn Giải, thấy chưa? Vậy rõ ràng trong phần tối ưu chuỗi thì chúng ta thấy rằng này, ký tự đầu tiên của cái từ viết hoa còn đâu viết thường hết, tức là cái tần suất mà xuất hiện cái chữ thường nó nhiều hơn là chữ hoa đúng không? Tại vì mỗi một từ nó sẽ có nhiều ký tự, mà ở đây chữ hoa chỉ có một ký tự đầu tiên thôi, do đó là tổng cái số lượng xuất hiện của cái in hoa nó luôn luôn nhỏ hơn bình thường ha. Như vậy là chúng ta sẽ thử ha. Chúng ta sẽ thử là nối lại này, nối lại ha. Ta thử nối lại như sau ha. Tách ra xong nối lại thì chúng ta có thể dùng hàm gì? Hàm dồn cái này này. Ta có sẵn đúng không? Ta dồn lại bởi một khoảng trắng. Ta thử ha. Ta thử này. Ta sẽ có một string này. Này. Trong trường hợp này mà dồn lại thì chúng ta lại không lấy được cái in hoa thường. Bây giờ chúng ta lên nè. Chưa dồn được mà chúng ta phải for ha. For ha. For ha. In y bằng 0. Y nhỏ hơn array.len. Y cộng cộng. Ta lấy từng từ ra ha, ta gọi là string này. Lấy quạt bằng array thứ y. Ta lấy ra ha. Ta lấy cái từ thứ y ra. Lấy từ thứ y ra. Lấy từng từ ra. Lấy từng từ trong cái danh sách ra. Tại vì danh sách này trả về nhiều từ. Một mảng đó. Như vậy thì chúng ta đưa về in thường hết ha. Đưa về in thường hết trước ha. Quạt bằng quạt chấm tu. Cái gì? Tu lao ở trước. Do đó chúng ta phải nối lại này, chúng ta có một cái tên mới đi ha, chúng ta có một cái tên này khởi tạo lại ha, tên rỗng ha, sau đó ta nối lại này ha. Ví dụ chúng ta là tên cộng bằng quạt ha, cộng thêm một khoảng trắng như thường sau ha, để nó cách nhau về một khoảng trắng. Vậy chúng ta chạy lên này, ta test trước ha. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta gõ là Nguyễn khoảng trắng ra Thị ha, khoảng trắng ra Hạnh nha, rồi đây này Phố khoảng trắng này, khoảng trắng ra này, enter này. Như vậy thì sau khi tối ưu này, nó xóa hết khoảng trắng dư thừa bên trái bên phải, các từ cách nhau bởi một khoảng trắng, nhìn thấy không? Như vậy là con Nguyễn Thị Anh Phúc này. Vậy chúng ta ở đây cần là đưa n in hoa, t in hoa, h in hoa và b in hoa đúng không? Vậy chỗ này chúng ta xử lý tiếp, có nhiều cách xử lý lắm ha. Ngay chỗ này này, chúng ta sẽ đưa gì ký tự đầu không? Ký tự đầu là đưa về in hoa. Đây hàm tu upper. Cái này chúng ta sẽ lấy cái ký tự đầu tiên ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm là string một cái word, một new word đấy ha, new word. Bằng gì? Chúng ta khai báo một, lấy một cái mảng trước, tạo một cái mảng này, tạo một cái mảng ha. Một cái array của word ha, array của word. Thế bằng word ha. Chấm tu trả array quá, tu trả array. Thì hàm tu tra array là nó trả về các ký tự nằm bên trong guộc này. Bây giờ chúng ta muốn lấy ký tự đầu tiên in hoa đúng không? Thì chúng ta có thể làm gì? Là array guộc này thứ 0 đúng không? Bằng array guộc thứ 0 chấm tu upper có không? Gọi là tra, gọi là dùng lệnh là tra chấm gì? Tu upper ha. Đưa nó về in hoa đúng không? Thì như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nối được thôi. Chúng ta có thể dùng cái lệnh sau này, dùng new, chúng ta học thêm này, new string này, tôi truyền vô là array của word ha, array của word. Rồi. Vậy ở đây chúng ta sẽ nối đến new string, new word ha, new word chỗ này này. Đó. Vậy thì cái lệnh là tu tra array trả về cái mảng các ký tự, mà ở đây chúng ta lấy ký tự đầu tiên chúng ta cho in hoa, sau đó chúng ta khởi tạo cái mảng này này trở thành một cái chuỗi, được chưa? Trở thành một cái chuỗi. Như vậy ở đây chúng ta có thể là dùng string new word bằng new string nha, array word này ha, thì tự động nó đưa cái mảng ký tự này về cái chuỗi vậy thôi ha. Bây giờ chúng ta nối với chuỗi mới thì cái new word này nó sẽ là ký tự đầu tiên in hoa này, các bằng sau in thường hết ha. Đây chúng ta chạy lên. Tao khoảng trắng là Nguyễn
Rồi mình gắn gắn á thì gắn gắn hạnh nha. Còn gắn phố, mình gắn dư thừa enter này. Thì đó là và thứ tư đúng không? Là Nguyễn Thị Hạnh Phúc này. Được chưa? N in hoa này, T in hoa này, H in hoa, B in hoa này. Cái nhập bởi một khoảng trắng này. Dĩ nhiên nó còn một khoảng trắng dư thừa đằng sau nữa ha, tại vì do ở đây này, chúng ta nối dư thừa chỗ này này. Đó, tại vì cái ký tự cái từ cuối cùng bị nối khoảng trắng. Thì ở đây chúng ta cần thêm vô thôi là tên ha. À, bằng tên chấm trim thôi là xóa dư thừa cuối cùng lại đi ha, là xóa dư thừa cuối cùng rồi khi chạy lên chúng ta vẫn thành công ha. Như vậy chúng ta chạy lại này à, Nguyễn Thị à giải thoát enter hai à, bạn thấy không, Nguyễn Thị giải thoát đó. Rồi như vậy là tới đây chúng ta đã gì à, làm à, ứng dụng được các hàm xử lý chuỗi để chúng ta làm được cái bài là tối ưu chuỗi ha, à, rất là quan trọng trong phần xử lý chuỗi. À, như vậy thì các em nhớ ha, xem lại cách thức để thao tác với ký tự này, với chuỗi này, đặc biệt là các hàm mà phổ biến đối với chuỗi ha. À, sau đó chúng ta sẽ làm lại bài này nhiều lần để chúng ta rành hơn về nó ha. Rồi, à, các em nhớ làm lại nhiều lần, chúc các em thành công.